băng cực phủ địa cấp hạ phẩm vũ khí cảnh tượng tương phản mãnh liệt khiến lạc nam chứng mắt hắn không nghĩ thiếu nữ nhỏ nhắn ngây thơ này lại dùng vũ khí nặng nề cổng kềnh như vậy xem ra không thể đánh giá người khác qua bề ngoài luôn là chân lý a hư ừ, ta đối với thiếu nữ xinh đẹp rất có hứng thú để nha đầu này cho ta huyết thiến vẫn không bỏ được thói quen giọng điệu hòn hẹn hết sức cấm tả thật buồn nôn an linh nhi một bữa băng linh nhi chán ghét nhìn huyết thiến băng cực phủ mang trên bả vai hóa thành một luồn tàn ảnh hướng huyết thiến nện xuống hé 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 huyết linh chảo huyết thiến lao đến lên tiếp vô tận máu huyết ngưng tụ thành chảo nhọn kinh người đón đỡ một búa như trời giáng kia vạn mọc trói buộc phía sau một quy lý trúc loan điều khiển vô số dây leo tiếp cận muốn trói chân huyết thiến nhà đầu muốn chết huyết linh tông đại thánh tử tức giận dị thường lao về một quy muốn đem lý trúc loan đánh hạ đối thủ của ngươi là ta hồ điệp áp sát mục tử âm ung dung nói một tiếng tử một kiếm xuất hiện trên tay thân ảnh như hồ điệp tung bay thoát ẩn thoát hiện đã tiếp cận lão đại một kiếm chẳng xuống thiên cấp pháp khí làm sao có thể huyết linh tông lão đại sợ hãi gầm lên vội vàng thi triển huyết ảnh thành công né tránh một kiếm của một tử âm ngưng trọng nhìn nàng ngay cả mấy tên còn lại cũng kinh ngạc bọn hắn chưa từng giao đấu với một tử âm không biết nàng sở hữu tử một kiếm một tử âm như một nữ anh hùng tay cầm tử một kiếm tự tin vô hạn một lần nữa mang theo thế công sắc bén kiếm khí tung hành, lao đến lao đại. Huyết châu. Lao đại gầm lên giận dữ, chỉ hệ hồi ra huyết châu, sau thời gian dài rèn luyện và hấp thu máu huyết, huyết châu của tên này vậy mà đạt đến thiên cấp, tạm thời phòng ngự thành công thế tiến của một tử âm. Mà lao nhị thấy lao tam sắp bị dây leo của Lý Trúc loan trói buộc, vội vàng muốn tiến đến ngăn cản. Đáng tiếc, Yên Nhược Tuyết đã thản nhiên xuất hiện trước mặt hắn, không nói không rằng, thủy thổ châu trong tay ném mạnh. Thủy thổ châu cấp tốc biến lớn, linh lực cuồn cuộn tràn về, lấy thế thái sơn áp đỉnh đẻ xuống cốt thân giáp lão nhị sắc mặt giữ tợn thế đảo sau âm thanh của hắn xương cốt toàn thân có sự biến đổi chúng nó nhanh chóng phát triển cấp tốc lan tràn ra ngoài đâm xuyên qua da thịt tạo thành một thân giáp cốt công thủ toàn diện là cốt tu sao yên nhược tuyết lẩm bẩm một tiếng vẫn không ngần ngại điều động thủy thổ châu chấn áp đương nhiên điều động thủy thổ châu khiến linh lực của nàng đang dần tiêu hao thầm nghĩ phải nhanh chóng chấm dứt chiến cuộc thủy thổ châu ba đạo chấn áp lên người lão nhị đem hắn nện lún xuống mặt đất, hình thành một lỗ hổng. A, à. bất quá, từ dưới mặt đất vang lên một âm thanh gầm thét dữ tợn, lão nhị đào hầm chui lên, cánh tay hắn vươn ra sau lưng, rút ra thanh xương sống của mình làm kiếm, chém mạnh về yên nhược tuyết buộc nàng phải điều động thủy thổ châu phòng ngự. Phong linh chúc phúc, diễm điệp tình hai tay kết ấn, một cơn gió nhẹ nhàng bao phủ hai bàn chân của yên nhược tuyết, gia tăng tốc độ cho nàng. Trong lúc nhất thời, yên nhược tuyết và lão nhị bất phân thắng bại. Tình cảnh này rơi vào mắt đám người Lạc Vũ, gương mặt cả đám không quá bất ngờ, bọn hắn đã thông qua huyết thiến biết được Thủy Thổ Châu, thầm nghĩ chỉ cần để lão nhị cầm cự là được. Với thực lực hiện tại của Yên Nhược Tuyết còn chưa đủ khả năng vận dụng Thủy Thổ Châu đến cực hạn, bằng không lão nhị đã sớm bị trấn áp đến chết. Mà Tô Mị và Hoa Ngọc Phượng ngạc nhiên hơn ai hết, tam muội của mình từ bao giờ lại sở hữu thiên cấp pháp bảo đây? Tại toàn bộ Bách Hoa Tông, chỉ có Tô Nhan sở hữu thiên cấp mà thôi. Băng Linh Nhi tay cầm cực băng phủ, nện xuống đầu huyết thiến huyết thiến thi triển huyết linh chảo muốn đón đỡ lại bị lý trúc loan điều khiển dây leo trói chân trong lúc phân tâm đánh lách mình né ngang một bên ẩm cực băng phủ chỉ nện chúng bả vai hắn huyết thiến phun máu đột ngột từ nhẫn chữ vật lấy ra mười cổ thi thể hé miệng nuốt vào trong bụng có máu huyết bổ sung thương thế cấp tốc lành lại lao về băng linh nhi huyết linh chảo xuất hiện một lần nữa cùng cực băng phủ va đập ầm ầm trên không trung băng linh nhi bạo lực vô cùng không thèm dùng vũ khí, không thèm dùng chiêu thức chỉ đơn giản mà mạnh mẽ từng đúa từng đúa nện xuống huyết thiến bất đắc di đến cực điểm lần trước đánh cùng yên ngược tuyết khiến hắn hao tổn quá nhiều chiến lược suy giảm trên diện rộng vì thế lần này chỉ có thể bị động trước sự đàn áp của băng linh nhi yêu nữ có dám cùng bần tăng chiến một trận phan tung nhìn bạch tố mai thân mật kéo tay lạc nam quát lớn chủ nhân thiếp muốn cắt đầu lưới của hắn bạch tố mai mở miệng nói khẽ dùng toàn lực ta khá ghét thằng trọng này lạc nam bình tĩnh nói một tiếng vâng bạch tố mai vớt mái tóc trắng nóng ngượn ngoan ngoan bước ra cùng lúc đó hai thanh kiếm xuất hiện trên tay nàng khí tức nó phát ra một lần nữa lại khiến lạc vũ cùng đồng bọn tái mặt khác với những lần trước sử dụng tinh ngân kiếm lần này bạch tố mai dùng vũ khí lạc nam tặng mình không lâu thân kiếm một trắng một vàng ngố lượn phủ đầy lớp vẩy lấp lánh trong không gian kim ngân song xả kiếm thiên cấp thượng phẩm lần đầu trình diện Sát khí kinh hồn chương một trăm chín mươi sáu phạm tùng vẫn lạc mắt thấy bạch tố mai sở hữu thiên cấp vũ khí đám đông chỉ biết cầm nín. bọn hắn nhận ra một điều đa số những nữ nhân này đều có hàng khủng nói các nàng là người của cựu cấp thế lực bọn hắn sẽ gật đầu cái rụt ngay cả một vài tên quyền cao chức trọng tại học phủ cũng động đậy trong lòng bắt đầu xuất hiện ý nghĩ không tốt phạm tùng gương mặt không còn chút máu lần trước giao đấu cùng nữ nhân này đã khiến hắn không dám lơ là không nghĩ tới quay đi ngoảnh lại người ta đã sở hữu thiên cấp bất quá đã đến nước này hắn chỉ có thể chọn chiến tin rằng nữ nhân kia không đủ thực lực phát huy toàn bộ uy lực của thiên cấp ý niệm vừa động một thanh pháp trượng đã xuất hiện trên tay phạm tùng tại pha mẩn tự hắn là thủ tịch đệ tử thân phận không kém thánh tử của thế lực khác pháp trượng trên tay cũng là địa cấp thượng phẩm pháp khí không phải dạng bình thường nhất trượng hàng yêu phạm tùng quát lớn pháp trượng trong tay buộc phát kim quang thần thánh như có thể hàng yêu phục ma hướng bạch tố mai đập mạnh bầu trời rực rỡ phật quang hết sức lóe mắt bạch tố mai ngầm đầu đôi mắt chất chứa ánh sáng tinh khiết đối với phật quang kia không bị ảnh hưởng chút nào tổ tiên của nàng chính là thượng cổ yêu thú ngay cả chân long chúng nó còn không ngại huống hồ phật quang đối diện công kích mạnh mẽ đang lao đến kim ngân song xà kiếm nâng lên đan chéo chúng nó vào nhau một thức lưỡng kiếm đồng quy bộc phát chém mạnh kim ngân song xà kiếm rít gạo, hai luồng kiếm khí phá không mà ra cùng phật quang đồng quy vô tận làn sóng linh lực lan tỏa khiến không khí chấn động chưa dừng lại ở đó trong ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt từ phạm tùng kim ngân song xả kiếm trên tay bạch tố mai đột ngột vươn dài hai thanh kiếm một vàng một trắng như hai con rắn hàng trục trượng uyển chuyển linh hoạt đến cực hạn nhanh chóng áp sát hắn mục tiêu là cái cổ của phạm tùng phạm tùng cắn răng thi triển nhất vĩ độ giang tránh né lùi ra xa đáng tiếc hai thanh kiếm kia vẫn tiếp tục dài ra mang theo âm thanh của xà loại dích dạo liên tục quân đến hắn bạch tố mai càng là truy đuổi không tha thi triển dạo bước tinh thần tiếp cận đại lực kim càng chỉ Phạm Tùng quát lệnh, một chỉ điểm mạnh mà ra, bắn trúng đầu kim xà. Đáng tiếc nó là thiên cấp pháp bảo, chỉ thoáng dừng lại một chút, lại cấp tốc đuổi theo. Mà ngân xà đã thành công áp sát, muốn đem cổ Phạm Tùng siết chặt. Ken! Phạm Tùng sợ đến đáy ra máu, pháp trượng trong tay đập xuống ngân xà, tạm thời thoát được một mạng. Hư bạch tố mai ra tăng lực đạo trên tay, kim ngân song xà kiếm giết đạo, vậy trên người chúng nó sáng lên bốn. Càng thêm hung hăng truy kích. Yêu nữ, nạp mạng mắt thấy phàm tùng bị ép thở không nổi phàm sơn trợn chừng mắt quát lạnh la hán thập nhị quyền y di phục trên thân phàm sơn nổ tung hóa thành một tôn la hán có làn da đen nhẻm chỉ còn lại nội khố che phủ hạ thân hắn vươn lên bắp tay lực lưỡng liên tục ra quyền như một vị la hán đánh về phía bạch tố mai ỷ đông hiến yếu muốn chết diễm hồng liên thời gian qua ở cùng bạch tố mai mắt thấy nàng sắp bị đánh lén sao có thể bỏ qua dị hỏa màu tím ngập trời che phủ hình thành tử tâm trưởng vỗ mạnh đến đối thủ của ngươi là ta bên cạnh lạc vũ lạc trường lên tiếng quát lạnh lạc nguyệt trưởng ngưng tụ trong tay đối chọi với tử tâm trưởng của diễm hồng liên trường va trưởng tử tâm trưởng có dấu hiệu thua thiệt dù sao lạc nguyệt trưởng chính là thiên cấp vũ kỹ mặc dù có dị hỏa hỗ trợ nhưng còn kém một chút huống hồ lạc trường cũng là thiên tài nổi bật lạc nguyệt trưởng hắn thi triển mạnh bơn người khác hừ phong hệ chúc phúc diễm điệp tình ẩn sau mai rùa cười lạnh một tiếng làn gió đã nhanh chóng ra chỉ vào tử tâm trưởng. Trong lúc nhất thời, lửa gặp gió, uy lực bùng phát dữ dội, tử tâm trưởng trở nên dữ tận hơn bao giờ hết. Đem lạc trường đẩy lùi vài bước trên không trung. Diễm Hồng Liên được thế không bông, tiếp tục truy kích, cùng lạc trường đánh đến thiên địa thất sắc. Hai đại thiên tài của hai bát cấp gia tộc giao đấu, một băng một hỏa hết sức kinh khủng. Chết! Mà cùng lúc đó, Phạm Sơn đã tiếp cận Bạch Tố Mai, một quyền đấm mạnh vào lưng nàng. Lạc Nam ánh mắt bình tĩnh, nhìn phàm sơn như một thằng ngu vậy quả nhiên chẳng biết từ lúc nào nam cung nguyện dung bên cạnh hắn đã sớm biến mất kim khâu lộng vũ âm thanh nhàn nhạt từ môi thơm truyền ra tám thanh kim châm xuất hiện giữa đầu các khe ngón tay phóng mạnh vụt 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 tốc độ nhanh chóng không gì sánh kịp xuyên thủng qua bắp tay Phạm sơn chưa dừng lại ở đó nơi kim châm có chỉ vàng buộc chặt đầu chỉ nằm trong tay nam cung nguyện dung nàng cầm các sợi chỉ kéo mạnh hự Phạm Sơn bị kéo lùi theo động tác của nàng, cánh tay chắc khỏe máu me bé bét. Bất quá tên này rõ ràng là một người điên, vậy mà không quan tâm thương thế, mặc kệ máu thịt lẫn lộn nơi cánh tay, hắn vẫn cố chấp muốn cứu lấy Phạm Tùng nhưng không thể thoát khỏi Nam Cung Nguyện Dung không chế. Tên này còn là một thể tu Nam Cung Nguyện Dung kinh ngạc, đổi lại là người bình thường đã bị kim châm và chỉ khâu của nàng kéo lịa cánh tay rồi, vậy mà người này chỉ bị thương mà thôi. Có chút ý tứ. Lạc Nam nhét miệng. Mắt thấy kim ngân xà sắp xiết lấy mình, phàm tùng hai mắt xuất hiện tia điên cuồng lấy ra một viên đan dược đen tuyển ta không vào địa ngục ai vào địa ngục hắn hét lớn một tiếng ném đan dược vào miệng trong khoảnh khắc đó toàn thân đột ngột phình to trở nên lực lượng hơn bao giờ hết bộ râu đen nhẻm trở nên bạc trắng đôi mắt trong veo đỏ ngầu hắn lên từng tia tơ máu theo sau đó phật quang trên thân hắn rực rỡ dữ dội bỏ qua chấn áp của trận pháp tại bí cảnh tu vi gia tăng nguyên anh hậu kỳ thực lực vừa đến pháp trượng trong tay phạm tùng hướng về kim ngân song xả kiếm đập mạnh hai thanh kiếm lúc này bị hắn đánh bật ra ngoài phạm tùng như mất đi lý trí chỉ còn bản năng buộc hắn hết mình chiến đấu vậy mà chủ động truy đuổi kim ngân song xả kiếm ồ oh. bạch tố mai hơi kinh ngạc không ngờ đan dược này lại có tác dụng như vậy đám bắt cấp thế lực này đồ tốt quả thật hơi nhiều lạc nam cảm thán một tiếng không sánh bằng chàng tô mị liếp mắt như chứng minh cho lời của tô mị là đúng chỉ thấy bạch tố mai nhoẻn miệng cười khẽ ngẩng đầu nhìn lên thiên không nơi mặt trời đã dần khuất bóng nhường chỗ lại cho mặt trăng và các vì sao từ trong miệng của nàng âm thanh thần bí và phiêu miêu phát ra bí thuật tinh thần biến đôi mắt nàng đống chốc sáng lên giữa đêm hàng loạt tinh tú dường như nhận lệnh chúng nó phát sáng rực rỡ đem lực lượng tinh thần mạnh mẽ chuyển vào thân nàng thu vi bạch tố mai cấp tốc để thăng thứ giai sơ kỳ thứ giai trung kỳ thứ giai hậu kỳ sánh ngang với phạm tùng Thực lực vừa tăng, điều khiển kim ngân song xả kiếm càng thêm lợi hại, nhanh chóng áp sát Phạm Tùng thêm lần nữa. Cuối cùng, hai thanh kiếm như hai con rắn khổng lồ, thành công đem pháp trượng trong tay Phạm Tùng đánh bay ra ngoài, đem hắn siết chặt. Ngân xả siết chặt tứ chi Phạm Tùng, mà kim xả quấn lấy cổ hắn, từ từ siết vào bên trong. Giang giác, thỉnh thoảng có thể nghe âm thanh vỡ vụn từ xương cốt truyền ra. Khốn kiếp, mau cứu sư huynh ta! Phạm Sơn đang bị Nam Cung nguyện Dung cầm chân, chỉ có thể hướng lạc vũ đám người gào thét để ta băng phong trầm giọng quát thân thể phá không bay ra một thanh băng thương xuất hiện trên tay hắn muốn hướng về tấm lưng thon thả của bạch tố mai đâm tới xem đây là trốn không người sao liêu thi cầm nhàn nhã nói thân hình tuyệt mỹ không biết từ lúc nào đã tiếp cận băng phong tương 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 cùng lúc đó một tiếng đàn du dương rơi vào thai băng phong khiến hắn thoáng chốc mê mang trong mắt xuất hiện vô vàn mị nữ trần chuồng chờ hắn sùng hạnh tô mị ra tay khốn kiếp tỉnh lại băng dương dùng linh lực gầm thét một tiếng băng phong thoáng lấy lại tinh thần chỉ là hơi muộn băng nguyên ấn liêu thi cầm ấn ký trên trán sáng lên một đại ấn hình mặt trăng hướng đầu băng phong chấn áp với bản lĩnh của một thiên tài băng phong vội vàng đạp thân pháp tránh né nhưng một ấn kia vẫn rơi vào lồng ngực hắn phút băng phong lùi hàng chục bước phun ra một ngụm máu tươi vội vàng nhìn lại lồng ngực kiện chiến giáp địa cấp trên người đã xuất hiện vết nước nhờ đó thành công bảo trụ tính mạng hắn bằng không băng phong đã sớm chết rồi thiện nhân ta muốn ngươi chết băng phong phẫn hận gầm thét là thiên tài cựu cấp thế lực hắn chưa bao giờ khuất nhục như vậy ngươi còn chưa đủ tư cách liêu thi cầm nhàn nhạt nói một tiếng theo sau đó một cơn gió đen xuất hiện quanh nàng dạ phong bốn đám người dùng mình lệnh cả tóc gáy đại phong bạo liêu thi cầm bàn tay hướng phía trước vung xuống theo sau đó một cơn lốc xoáy màu đen khủng bố hình thành cuốn mạnh về hướng băng phong đây là vũ ký của thanh phong môn nay được nàng dùng dạ phong thi triển uy lực mạnh hơn nhiều lần những nơi lốc xoáy màu đen cuốn qua sinh mệnh như bị nuốt chửng ghê rợn đến cực điểm rất khó tin một nữ nhân bề ngoài cao quý trang nhã như nàng lại vì lạc nam tu luyện công pháp tà dị như vậy đối diện lốc xoáy kinh khủng kia đám người nhao nhao tránh lùi nam cung nguyện dung thấy tình huống này vội vàng lôi kéo sợi chỉ trong tay muốn đem phàm sơn ném vào gió lốc chỉ là phàm sơn không phải yếu hắn cắn chặt răng đệ nén đau đớn bàn tay cầm đám sợi chỉ kéo mạnh tám thanh kim khâu đang đâm vào da thịt mình ra ngoài phải biết trên kim khâu của nam cung nguyện dung có vô số gai nhọn li ti người bị đâm như chúng phải vô số con kiến tàn phá bên trong da thịt huống hồ đem nó bước ra ngoài Phạm sơn ngửa đầu thê lương la thảm thiết tên này so với Phạm tùng còn mạnh hơn xếp hạng ba mươi sáu trong top năm mươi chẳng qua thần chí không ổn định nên địa vị tại Phạm ẩn tự không sánh bằng đối diện lốc xoáy màu đen của liễu thi cẩm băng phong tay nắm chặt băng thường, vô biên vô tận linh lực ngưng tụ băng thương sáng rực vùng trời hắn tay cầm chặt thân thương một chân lùi về phía sau thân thể làm ra tư thế ném băng phong thi triển vũ kỹ mạnh mẽ linh lực trong người rút mạnh tại đầu băng thương một cơn báo băng cấp tốc xoay tròn rốt cuộc lực lượng ngưng tụ đến cực điểm băng thương báo tố thiên cấp trung phẩm vũ kỹ theo một tiếng thét dài băng phong lấy đả ném mạnh băng thương trong tay vụt qua không trung ầm ầm cơn bão tuyết lạnh lẽo ngay đầu thương ngày một lớn lên cuối cùng va chạm vào lốc xoáy màu đen của liêu thi Cẩm, dạ phong thể hiện sự đáng sợ của nó không ngừng ăn mòn lực lượng băng thương báo tố mang lại nhưng là một thiên cấp vũ kỹ lại kết hợp với một kiện địa cấp pháp bảo băng thương báo tố không phải yếu mềm nó không ngừng từng chút từng chút xuyên qua cơn lốc đến cuối cùng lốc xoáy màu đen hoàn toàn tàn biến mà băng thương cũng mất hết lực lượng nằm im trên mặt đất băng phong sắc mặt tái nhợt thu hồi băng thương về tay gương mặt ngưng trọng nhìn liễu thi cẩm hai người lâm vào thế rằng co mà lúc này Phạm tùng đã sắp không chịu đựng nổi kim ngân song xà siết chặt cái lưới cũng thẻ ra ngoài đoa hoa trận một trận pháp như rừng hoa đột nhiên hình thành đem thân ảnh Phạm sơn vừa liều lĩnh thoát khỏi nam cung nguyện dung bao phủ tránh hắn cứu viện hoa ngọc phượng ánh mắt kiêu ngạo âm thầm nghĩ lần này mình ra tay xem như báo đáp thân cứu mạng của các nàng tên Phạm sơn nàng quả thật mạnh mẽ bị nam cung nguyện dung dùng kim châm đâm đến máu thịt be bét vẫn còn khỏe mạnh bất quá bị bao phủ trong trận pháp của nàng đừng hòng trốn thoát ư ừ mưng những tiếng khó nhọc từ miệng phàm tùng phát ra hắn đã vào giai đoạn cuối của cuộc đời rốt cuộc băng dương không trần chờ nữa nếu hiện tại có người chết thì sĩ khí bên hắn sẽ tan giã thi triển xương băng thuấn ảnh muốn âm thầm tiếp cận viện trợ Phạm tùng xuyên tinh chỉ nhìn xuyên yếu điểm bắt được thân ảnh của băng dương lạc nam muốn điểm ra một chỉ bất quá ngay lập tức hai thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn lạc vũ ngự hàn đi đâu hình như nhân số bên người hơi hạn chế lạc vũ trêu tức nói hai loại công kích hướng lạc nam vô đến chỉ muốn ngăn cản hắn cứu người mà thôi bên phía lạc nam có ba nữ không giành chiến đấu lại thêm nam cung nguyện dung và hoa ngọc phượng hợp lực mới ngăn cản được phạm sơn vì thế khá bị động mắt thấy bạch tố mai sắp bị băng dương ám sát lạc nam hờ hững nhìn hai tên trước mặt đột nhiên thân hình hắn biến mất tốc biến một lần nữa xuất hiện đã tiếp cận băng dương xuyên tinh chỉ bắn ra không được băng dương thốt lên một tiếng mãnh liệt né tránh từ bỏ việc đánh lén bạch tố mai hự mà trong khoảng khắc đó rốt cuộc theo một tâm thanh mệt mỏi vang lên phàm tùng triệt để tắt thở ngay cả lục phủ ngũ tạng trong người hắn cũng bị kim xà xiết nát bấy ngay cả cơ hội vứt thẻ bài cũng không có tha mạng một tiểu nguyên anh sợ hãi từ người hắn chui ra ngoài muốn bỏ chạy bạch tố mai cắn môi cố nén cảm giác mệt mỏi điều động kim xả kiếm đem nguyên anh của hắn chém thành hai khúc phàm tùng vẫn lạc tĩnh thiên địa yên tĩnh đến cực hạn vô số người sợ hãi nhìn nàng như một nữ sát thần bạch tố mai mặc kệ tất cả quay sang nhìn lạc nam nhọn miệng cười như đợi hắn khen ngợi làm tốt lắm bà bối lạc nam nhìn nàng thật lòng nói bạch tố mai thỏa mãn thân thể sội lơ thi triển tinh thần biến khiến nàng tiêu hao quá nhiều thu vi cấp tốc trở về tứ giai sơ kỳ diễm điệp tình hóa thành một làn gió nâng đỡ bạch tố mai trở về bên cạnh một quy khốn kiếp a a a khốn kiếp lạc vũ giận dữ thét gạo chiến cuộc chỉ mới bùng phát không lâu bên hắn đã chết một người chuyện này như cái tắt trực diện vào mặt mũi hắn phẫn hận đến cực điểm a so với lạc vũ vẫn còn một người có biểu hiện kinh khủng hơn phạm sơn chỉ thấy hắn gương mặt ngơ ngác nhìn thi thể của phạm tùng lại nhìn bạch tố mai đang thong dong trở thương trên đôi mắt chảy hai hàng huyết lệ bị đào hoa trận vây nhốt khiến hắn không thể làm gì rốt cuộc trước ánh mắt của vô số người một bình thủy tinh xuất hiện trong tay hắn bên trong bình một giọt máu đen tràn ngập khí tức táo bạo trôi nổi Phạm sơn không thèm mở ra ném toàn bộ bình ngọc vào miệng cắn nát nuốt trọn giọt máu kia vào người giống theo sau đó một âm thanh như quái thú từ cơ thể hắn truyền ra bầu không khí tại chiến trường bị sự hoang dã bao trùm chương 197, phong phạm bá chủ bên ngoài bí cảnh nhìn thấy thi thể phàm tùng rơi xuống mặt đất chia năm xẻ bảy vô số người chỉ cảm thấy hít thở không thông đây là mạng người đầu tiên chết đi trong lúc khảo hạch lần này lại là người của một bát cấp thế lực nhưng đó chưa phải thứ khiến bọn hắn ngạc nhiên thứ đáng để chú ý là cách mà bạch tố mai giết người thứ bạch tố mai sử dụng là gì sao lại có thể gia tăng thực lực khủng bố như thế đây là ý nghĩ trong đầu của vô số tu sĩ chứng kiến lúc này đối với việc phàm tùng sử dụng đan dược tăng cao tu vi không phải chuyện hiếm lạ dù sao thì người của bát cấp thế lực có một vài thủ đoạn phòng thân cũng là chuyện bình thường hơn nữa sử dụng đan dược để gia tăng tu vi hầu hết sẽ để lại di chứng về sau, ảnh hưởng đến việc tu luyện, vì thế nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chẳng ai muốn sử dụng cả. Nhưng Bạch Tố Mai thì lại khác, sau khi gia tăng tu vi, nàng chỉ thấm mệt mà thôi, nhìn qua sắc mặt chỉ hơi tái, chẳng ai hưởng gì đến căn cơ cả. Trong lúc nhất thời, đám người đối với thủ đoạn của nữ nhân bên cạnh Lạc Nam ngày càng cảm thấy e ngại. Hẳn là một loại bí thuật nào đó. Bên trong không gian, một tên lão quái vật của học phủ đưa ra kết luận lời nói của hắn được hầu hết người ở đây gật đầu âm thầm động não muốn nhớ lại xem toàn bộ đại lục đã từng xuất hiện qua bí thuật như vậy chưa đối với bí thuật gia tăng tu vi tại tinh cầu này cũng không phải hiếm thấy nhưng có thể gia tăng mà không để lại di chứng có hại thì hầu như chưa từng xuất hiện một tên khác trầm giọng nói không thể có loại bí thuật đáng sợ như vậy tồn tại chắc hẳn bí thuật này chỉ giới hạn tới một cấp độ nào mà thôi cảnh giới càng lên cao sẽ không còn hiệu quả nữa cuối cùng đám lao quái chỉ có thể cho ra một kết luận như vậy dù sao thì nếu ngươi là độ kiếp kỳ viên mãn, lại sở hữu loại bí thuật có thể gia tăng tu vi, chẳng lẽ sẽ sánh ngang bán tiên, thậm chí chân tiên hay sao? Chuyện này quá mức lý thiên, vì lẽ đó chỉ có thể đưa ra kết luận rằng bí thuật Bạch Tố Mai sử dụng không có công hiệu khi đạt tu vi cao. Bên trong bí cảnh, khí thế của Phạm Sơn trở nên táo bạo đến cực điểm, trước ánh mắt của vô số người, da thịt chắc khỏe của hắn cấp tốc nứt ra sau đó trở nên biến dị. Lông lá bù xù, răng nanh và móng nuốt dài ra đến cực điểm thân thể trở nên cao lớn gấp chục lần người thường, trở thành một thú nhân chính hiệu. Thậm chí sau lưng mọc ra một đôi cánh rơi, trông như ác quỷ. Giọt máu tên này uống vào là gì? Không ít người sắc mặt ngưng trọng, từ trên người Phạm Sơn bọn họ cảm nhận được một áp lực vô hình. Là huyết mạch của ma cà rồng, bất quá chỉ là một giọt mỏng manh mà thôi, chỉ duy trì được trong thời gian ngắn, mặc dù như vậy nhưng thực lực hắn tăng không ít đâu, công tử cẩn thận. Kim Nhi lên tiếng nhắc nhở. Ồ, ma cà rồng lạc nam hơi kinh ngạc tại hải châu đại lục có tinh linh tộc hiện tại trước mặt hắn lại xuất hiện ma cà rồng nhìn Phạm sơn thành công biến thú lão đại của huyết linh tam thánh tử đang cùng một tử âm giao thủ cười gần thích thú không ai biết rằng giọt máu của ma cà rồng kia là hắn lén lút đưa cho Phạm sơn trước đó nhất kích tất sát Một tử âm nhân cơ hội đối thủ phân tâm từ một kiếm lóe lên thi triển một kích trí mạng huyết châu lão đại hoảng hốt vội đưa huyết châu ra đón đỡ bất quá vẫn bị một kiếm chạm ngang bàn tay rơi mất hai ngón, vết thương dữ tợn không sao khép lại được. Thiện nhân, dám đánh lén ta, đi chết. Lao đại giận dữ, điều động toàn lực phản công. Mục tử âm tự tin cười nhạt, ung dung đón đỡ. Trước ánh mắt sợ hãi của đám người, Phạm Sơn gầm rú một tiếng dữ tợn, chợt hắn vươn đôi móng vuốt xé tan một góc đào hoa trận. Bạo! Chứng kiến đào hoa trận vậy mà bị thô bạo tàn phá, Hoa Ngọc Phượng đành yêu kiều quát một tiếng. Ầm ầm ầm. Trận pháp nhanh chóng nổ tung, toàn bộ lực lượng rơi vào cơ thể Phạm Sơn giống hắn gầm lên một tiếng đau đớn như dã thú khói bùi tàn đi đám người chừng to mắt nhìn chỉ thấy ngoài trừ vài vết thương và vết bỏng ngoài da phạm sơn vẫn giữ tợn như cũ thậm chí hắn càng thêm tức giận hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bạch tố mai như cũ lực lượng của hắn lúc này đã sánh ngang ngũ chuyển thể tu kim nhi mở miệng nói lạc nam ngưng trọng gật đầu sợ phạm sơn công kích bạch tố mai xuyên tinh chỉ ngưng tụ nơi đầu ngón tay nhắm ngay trái tim hắn bắn mạnh Vụ. Phạm Sơn cảm nhận được nguy hiểm, vậy đôi cánh thịt sau lưng né tránh. Bất quá tốc độ của xuyên tinh chỉ quá nhanh, dù không trúng vào tim cũng xuyên qua một bên cánh của Phạm Sơn, máu tươi chảy ròng. Phạm Sơn ngẩng đầu, ánh mắt đỏ như máu phẫn nộ nhìn Lạc Nam, hắn đã mất đi lý trí. Lúc này mục tiêu của hắn đã là người vừa tấn công mình. Hắn vụt mạnh đôi cánh thịt, móng vuốt sắt bén bao phủ. Lạc Nam nhíu mày, định tiếp tục công kích Phạm Sơn Sơn. Chết đi cho ta! Lạc Vũ quát lạnh, trên bầu trời cao một tia lôi đỉnh ầm ầm vang vọng muốn đánh xuống đầu lạc nam mà lúc này ngự hàn nhìn con thú nhỏ đèn tuyển trong lòng ngực ánh mắt tràn ngập sát ý và liều lĩnh đem nó ném ra ngoài ra đi yêu thú mạnh nhất của ta để cả thiên địa rung rẩy dưới chân ngươi hống 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 ba tiếng thét giải vang vọng thiên không con thú nhỏ cấp tốc biến lớn như một ngọn núi chỉ thấy nó toàn thân thuần một màu đen thân hình giống chó lại có cái miệng rộng gần bằng toàn bộ cơ thể bên trong tối đen như mực nước dãi chảy dài như axit ghê tởm vô cùng thao thôn cẩu có một tia huyết mạch mỏng manh của thần thú thao thiết thứ này không đơn giản đầu công tử kim nhi nghiêm túc hít một hơi lạc nam ánh mắt lấp lóe thao thiết loại quái thú này hắn nghe qua không ít lần dù là kiếp trước hay kiếp này đều có truyền thuyết về thần thú thao thiết là một trong tứ hung thời đại thượng cổ sánh vai cùng ba loại khác là hỗn độn đào nột và cùng kỳ thao thiết là một thần thú tượng trưng cho sự hung ác và tham ăn thấy gì ăn ấy tượng trưng cho tham lam và dã vọng của muôn loài nhân gian thường miêu tả về thao thiết miệng rộng thân ngắn hung ác tham lam vì thế nên thường được trang trí trên các bát ăn cốc uống ngày xưa nhằm nhắc nhở con người về việc ăn uống vô độ không nghĩ tới con sùng vật nhỏ của ngự hàn lại có một tia huyết mạch của thao thiết nhìn thao thôn cầu của mình bá đạo tuyệt luân ngự hàn vội vàng lùi nhanh về phía sau cất tiếng cười to sảng khoái giết hắn ăn sạch hắn cho hắn biết ngự thú chiến tông lợi hại như thế nào theo hiệu lệnh của ngự hàn thao thôn cầu ngửa mặt lên trời hét dài mở ra cái miệng rộng như chậu máu của mình, cấp tốc lao về phía Lạc Nam. Trong lúc nhất thời, ba loại công kích mạnh mẽ nhằm vào hắn. Lôi đỉnh của Lạc Vũ, móng vuốt của Phạm Sơn, miệng rộng của Thao Thôn Cẩu. Lạc Nam một chọi ba nhưng vẫn bình tĩnh dị thường. Hết sức đột ngột, Giao Vương kích xuất hiện trên tay. Huyết sắc chiến giáp, huyết sắc chiến hoa bao trùm toàn thân. Hắn vươn người nhảy lên. Giống. Theo một âm thanh ngạo thị quần hùng, một thân ảnh khổng lồ bao trùm trong biển lôi đỉnh màu tím xuất hiện dưới thân lạc nam hắn vừa vặn rơi trên lưng thân ảnh đó lôi đỉnh vừa xuất hiện bao phủ toàn bộ thiên không so với lôi đỉnh của lạc vũ càng bá đạo hơn càng hung hăng hơn càng dữ tận hơn đối diện ba công kích khủng bố kia một tia lôi đỉnh màu tím từ không trung cấp tốc hàng lâm mà xuống đem toàn bộ công kích của đối thủ đẩy lùi lôi đỉnh của lạc vũ trực tiếp bị nghiền nát Phạm sơn bị đánh bay ra ngoài mà thao thôn Cẩu đem lôi đình màu tím vô tình nuốt vào trong miệng đau đớn gầm lên một tiếng kiên kỵ vô cùng nhìn thứ vừa xuất hiện dù sao nó cũng chỉ có một tia huyết mạch mỏng manh của thao thiết mà thôi không phải thần thú chân chính nên không thể nuốt được vạn vật như thao thiết lúc này đám người mới ngỡ ngàng lấy lại tinh thần nhìn lạc nam như một chiến thần trong áo giáp cùng tọa kỵ vai phong đến cực điểm như một tôn bá chủ trong cùng giai thuần một màu lông trắng sen lẫn tử sắc hoa văn đôi cánh ngạo nghệ vươn dài hàng dặm thân sư tử đầu đại bàng lôi đình lấp loe toàn thân linh hoạt bay lượn trên bầu trời tứ chi lực lưỡng tử lôi sư bảng tử lôi sư bảng loài dị thú này không phải đã duyệt tuyệt từ thời thượng cổ hay sao ngự hàn sắc mặt tái mét không dám tin lẩm bẩm trong miệng ngự thú chiến tông có nghiên cứu về hầu hết chủng loại yêu thú từng xuất hiện trên đại lục đối với tử lôi sư bảng hắn hiểu hơn ai hết đây là dị thú lai giữa hai loài yêu thú hung mãnh có tiếng từ thượng cổ lôi đình sư vương và tử vũ đại bàng ngự thu chiến tông từng có giai đoạn bỏ ra vô số tài nguyên muốn lai tạo nên yêu thú này để nó tái hiện thế gian nhưng không được không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải nhưng lại thuộc về kẻ địch của hắn trong lúc nhất thời ngự hàn ghen ghét đến phát cuồng ngửa mặt lên trời gào giống giết hắn ta muốn đoạt tử lôi sư bàng vô số nữ tử nhìn hình dạng oai phong cưỡi thú của lạt nam ánh mắt trở nên mê ly dù là hoa ngọc phượng hay nam cung nguyện dung cũng không ngoại lệ dừ hàn sơn bị đánh bay nhưng rất nhanh lại quay về không biết sống chết đâm móng nuốt mạnh về lạc nam lạc nguyệt băng trưởng nộ lôi oanh thiên lạc vũ nộ hống hai mắt đỏ ngầu nhìn lạc nam ai phong lấm lấm lớn tiếng rít gạo theo sau đó hai cánh tay hắn vươn lên hai loại linh lực cấp tốc được ngưng tụ hình thành hai loại thiên cấp vũ ký mạnh mẽ cùng một lúc một tay băng một tay lôi mang theo thế công bá đạo nghiền ép vua xuống hướng lạc nam không thể không nói thiên phú của tên này quả thật kinh khủng đổi lại thiên tài bình thường không phải đối thủ của hắn mà Thao thôn cẩu cũng bình phục vết thương, một lần nữa hé ra cái miệng rộng, chỉ là lần này nó không hút vật chất, trái lại ngưng tụ thành một quả cầu hắc ám khổng lồ, mang theo lực lượng hủy diệt hết sức khủng bố. Lại một lần nữa, ba kẻ thù mạnh nhất hiện trường dồn toàn lực tấn công Lạc Nam. Hoành đảo Thiên Quân. Đối với ba loại công kích cùng lúc tiến đến, Lạc Nam ngồi trên lưng tiểu sư cười gần một tiếng, giao vương kích trong tay quét ngang một cách thô bạo. Ầm 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 ầm. Lạc Nam bị chấn động hai tay tê dại tiểu sư bị lực đạo mạnh mẽ ép phải liên tục lùi về phía sau. Mà đối diện với hắn, Lạc Vũ, Hàn Sơn, Thao Thôn, cậu bị văng mạnh ra ngoài, chật vật đứng dậy. Làm sao có thể? Làm sao mạnh như vậy? Kẻ từng là phế vật này tại sao lại mạnh như vậy? Rốt cuộc là sao? Lạc Vũ nhìn hai cánh tay bè bét máu của mình, hai loại thiên cấp vũ kỹ cùng lúc thi triển là một trong các công kích mạnh nhất của hắn, lại liên thủ cùng hai đồng bọn mạnh mẽ, nhưng lúc này lại bị Lạc Nam đẩy lùi hắn sao có thể không cảm thấy khó tin trong lúc nhất thời cảm thấy ghen ghét đến cực điểm phế vật này nhất định đạt được một cơ duyên lịch thiên nào đó mới thay đổi vận mệnh một cách kinh khủng như vậy nếu giết được lạc nam toàn bộ cơ duyên đó sẽ thuộc về hắn trong mắt lạc vũ xuất hiện một tia tham lam cùng lúc đó là một tia tà ác như ẩn như hiện lạc nam mặc kệ đối thủ nghĩ gì hơi động ý niệm tiểu sư tâm ý tương thông với hắn hóa thành lôi đỉnh lao về phạm sơn trước hết làm thịt tên ma cả rồng này giao vương kích trong tay lạc nam một lần nữa thô bạo đâm ra diễm tâm đỉnh chuyển động nơi đầu kích có dị hỏa bao trùm thế công không thể đỡ Phạm sơn không biết sợ chết giống lớn một tiếng vô số máu huyết trên người trở nên ngưng tụ hình thành móng nuốt chém về đầu kích của lạc nam ẩm hắn như châu chấu đá xe một lần nữa bị đập bay ra ngoài cánh tay cháy rủi thê thảm đến cực điểm lạc nam gương mặt sát khí kinh hồn đối với phàm ẩn tự không có hảo cảm gì đám người này lại luôn miệng muốn nhằm vào bạch tố mai của hắn tội đáng chết tiểu sư một lần nữa muốn hóa thành lôi đình tiếp tục truy kích nhưng lạc nam lại đột ngột cười gần một tiếng bởi vì có hai loại công kích âm thầm lặng lẽ không biết từ bao giờ đã nhằm vào phía sau hắn một huyết chảo giữ tợn âm trầm cùng một thanh kiếm phủ đầy khí tức sát phạt mục tiêu là sau hót của lạc nam đáng tiếc hắn nhanh nhẹn vươn ra dao vương kích quét về phía sau hành động này khiến hai kẻ đánh lén giật mình vội vàng đánh trượt mục tiêu vốn có keng, hai loại công kích va đập vào huyết sắt chiến giáp, âm thanh kim loại va chạm vang lên, lạc nam vẫn hoàn hảo không tổn hại. mà tiểu sư phát hiện có người nhân lúc đánh lén chủ nhân mình, nó giận dữ ngửa đầu gầm giống. giống, sư tử hống thiên phú công kích của tiểu sư, âm ba vang vọng không trung mang theo huy lực của lôi đỉnh, vô số người bị ảnh hưởng ông đầu, thậm chí hai kẻ vừa đánh lén bị chấn đến hoa mắt chóng mặt, bị lạc nam một kích quét chúng, bay thẳng ra ngoài lạc nam lúc này mới quan sát hai kẻ vừa đánh lén hắn đang vươn người đứng dậy một nam tử mái tóc màu đỏ như máu có làn da tái nhợt âm nhu vô cùng trên tay là móng vuốt sắc nhọn một tên khác diện mạo không rõ bị áo choàng che phủ nhưng vừa nhìn thành kiếm thiên cấp hạ phẩm trên tay hắn đã biết là người của cựu cấp thế lực ta không đánh cùng vô danh tiểu tốt mạo xưng tên ra lạc nam tay nắm dao vương kích trầm thấp quát lạnh như nhất tôn chiến thần huyết tử nam tử mái tóc màu đỏ âm nhu mở miệng ánh mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc đôi mắt tham lam nhìn qua chủ nữ hắn không biết rằng hành động theo thói quen này của mình đã khiến lạc nam đặt hắn vào danh sách một trong những kẻ phải giết hạ hạ vương lân phía sau lớp áo choàng giọng điệu ngạo nghệ của thanh niên truyền ra không biết từ bao giờ Phạm sơn đã trở về trạng thái bình thường hiển nhiên lực lượng của máu ma cả rồng đã hết nhìn lạc nam và bạch tố mai oán hận một cái hắn nhanh chóng vứt bỏ thẻ bài trên người mình truyền tống ra ngoài thành công bảo toàn một mạng quèn mà lúc này, vương lân và huyết tử cùng lạc vũ và thao thôn cậu đứng cùng một chiến tuyến, nương trọng nhìn lạc nam ở phía đối diện. Vương lân sao, ta hình như không cùng thiên sơn tiên cảnh có xung đột ta. Lạc nam khó hiểu hỏi. Đúng vậy, vì thế ngươi chỉ cần giao cho ta vũ kỹ xuyên tinh chỉ kia, vương mộ sẽ tự động rời đi, không xen vào trận chiến này. Vương lân cười đặt ra điều kiện. Lạc nam ồ một tiếng, mở miệng cười hỏi, ngươi có hung thú với xuyên tinh chỉ của ta? cựu cấp thế lực nghèo đến mức không có nổi thiên cấp vũ kỹ sao vương lân bỏ ngoài thai lời lạc nam trêu chọc sắc mặt trầm xuống ta biết đòi hỏi nhiều hơn ngươi sẽ không chấp nhận chỉ cần xuyên tinh chỉ ta lập tức rời đi hạ 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 lạc nam đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài tiếng cười vang vọng vào thai của mỗi người tiếng cười của hắn như chế rêu vương lân khiến sắc mặt tên này giận dữ nếu không phải kiên kỵ thực lực của lạc nam hắn đã sớm giết người rồi âm trầm quát ngươi cười cái gì lạc nam dừng lại tiếng cười Sắt khí lan tràn ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, một âm thanh bá đạo tuyệt luân, thể hiện rõ phong phạm của một bá chủ vang vọng trên không trung. Một con kiến hôi như ngươi dám mở miệng uy hiếp cự long tại chín tầng trời, còn gì đáng buồn cười hơn sao? Chương 198, ngươi không phải là Vũ. Cái gì? Hắn vậy mà ám chỉ Vương Lân là con kiến hôi, vậy cự long không phải nói hắn sao? Đúng vậy a, à, kẻ này thật cuồng ngạo, Vương Lân đường đường cũng nằm trong top 10 a. Hừ, nhìn người ta lấy một trọi bốn không rơi vào hạ phong xem có tư cách nói lời như vậy đạo hữu nói cũng đúng khoan đưa ra kết luận đám người lạc vũ vương lân còn chưa thi triển toàn lực đâu chưa thể nói trước điều gì trong lúc nhất thời đám đông nghị luận ở ĩ mà vô số nữ tu đã bị phong thái của lạc nam khiến cho mê mẩn không biết trời trăng mây gió gì bên trên một đỉnh núi cao gần đó hai thân ảnh sóng vai mà đứng trên gương mặt bình thường không có gì nổi bật của bọn hắn đã bị sự ngưng trọng bao phủ nhìn thân ảnh thanh niên mặc chiến giáp thân cưới tử lôi sư bằng kia từ đáy lòng phát ra niềm khâm phục đồng thời chiến ý háo hức hận không thể tiến lên cùng lạc nam một trận chiến hai người này chính là vương bá và băng ngạo bất quá niềm kiêu ngạo của bản thân không cho phép bọn hắn liên thủ vây công lạc nam lòng tự trọng của thiên tài chân chính không cho phép khác với người đồng trang lứa vương bá cùng băng ngạo có sự kiêu hãnh của riêng mình bọn hắn thà rằng bại trận cũng không thể liên thủ vây công người đồng bối phận được so với đám người vương lân hay băng dương đây mới là thiên kiêu chân chính. Ngươi nghĩ ai sẽ thắng lợi cuối cùng? Băng ngạo từ tốn hỏi. Khó thể nói trước, bọn hắn đều có ác chủ bài của riêng mình mà chúng ta không biết, sao có thể hấp tấp kết luận chứ? Vương Bá lắc đầu. Băng ngạo đồng ý lời đề nghị của hắn gật gật đầu. Bất quá lạc nam này ta đã cho người điều tra, lần đầu xuất hiện là tại Linh Vũ Thành, bất quá thân phận của hắn mới là thứ khiến người ta kinh ngạc đấy. Vương Bá cười cười ra vẻ thần bí. Ồ, ngươi điều tra được gì sao? băng ngạo tò mò. Hắn từng là một phế vật, từng là nổi ô nhục mà lạc ra che giấu. Vương bá bật thốt lên, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó tin. Làm sao có thể? Quả nhiên, băng ngạo phản ứng không ngoài dự kiến. Đối diện bọn hắn, ở một đỉnh núi khác. Nữ tử toàn thân áo choàng thùng thình, chỉ là đôi mắt sáng ngời như trăng rằm của nàng đang mê ly, môi thơm không ngừng lẩm bẩm. Vương lân chỉ là con kiến hôi. Chỉ là con kiến thôi sao? nàng chứng kiến vẻ vô sĩ lo chuyện bao đồng muốn nhân cơ hội cháy nhà hôi của từ vương lân lại chứng kiến phong phạm của một vương giả sự đối lập quá to lớn khiến trái tim người thiếu nữ rung lên không ức chế được Khốn kiếp, ngươi biết ta là ai thân phận gì sao dám xỉ nhục ta hậu quả ngươi gánh được sao vương lân như muốn phát cuồng kẻ này triệt để không nể mặt hắn như vậy ngày hôm nay nếu không đánh bại người này danh tiếng của hắn toàn bộ sẽ thành đồng rác, người người sẽ âm thầm chế rêu hắn cười cợt hắn càng nghĩ vương lân càng phẫn nộ thanh kiếm trong tay như cảm nhận được sự tức giận của chủ nhân nó ầm ầm rung động thủy cực kiếm thiên cấp trung phẩm pháp khí vương lân thân là con trai một tên trưởng lão tại thiên sơn tiên cảnh tinh thông hai loại thuộc tính là thủy và băng được nuông chiều vô cùng ngay cả thiên cấp vũ khí cũng cho hắn chư vị cùng tiến lên cho kẻ này một bài học vương lân không nốc biết một mình hắn không phải đối thủ của lạc nam quay sang kêu gọi hợp tác không thành vấn đề dùng toàn lực đi kẻ này không thể chủ quan được huyết tử trầm giọng nói lạc vũ hít sâu một hơi đè nén cảm giác khó chịu trong cơ thể từ nhẫn chữ vật móc ra một thanh trường mâu dài hơn hai mét thân mâu được đúc từ băng giá và năm đầu mâu sắc nhọn lại do lôi thạch rèn thành kết hợp giữa băng và lôi mạnh mẽ vô cùng băng đình mâu một kiện thiên cấp trung phẩm pháp khí mà lạc phá lôi phải tiêu tốn lượng lớn tài nguyên mời một vị lũ huyện khí sư nổi danh của đa bảo các luyện chế cho riêng hắn cứ nghĩ rằng đây sẽ là lá bài tẩy mạnh nhất không cần đem ra sử dụng nhưng không ngờ sự mạnh mẽ của lạc nam liên tục đả kích hắn buộc hắn phải xuất ra thứ này theo điều động của lạc vũ vô số băng và lôi linh lực cuồn cuộn mà về đem băng đỉnh mâu bao phủ lạc vũ tay cầm băng đỉnh ngôi, lòng tin trở về một chút quát lớn chiến đi thao thôn mau dùng thiên phú thần thông ngự hàn chợt quát to một tiếng thao thôn cầu nghe vậy đột ngột hé mở miệng rộng hấp lực kinh người lan tràn theo sau đó chỉ thấy thi thể vốn nát nhừ của phạm tùng nằm trên đất đột nhiên rơi vào họng nó chưa dừng lại ở đó, vài tu sĩ thực lực yếu kém nút gần quan sát nhanh chóng bị hút mạnh. Cả đám hoảng sợ thi triển công kích muốn ngăn cản, nhưng không thể làm gì. Rốt cuộc chỉ có thể cắn răng, vứt bỏ thẻ bài trong tay, bảo vệ tính mạng. Hừ, bọn hèn nhát. Ngự hàn thấy mục đích không thành giận dữ giống giận, bất quá nhờ thôn phệ thi thể của Phạm Tùng, khí tức của thao thôn cầu gia tăng thêm một chút. Huyết tử thấy đồng bọn bộc phát, cũng không tiếp tục cần giấu, một hạt huyết trâu to như quả dưa hấu, Bên trong lẩn chứa vô vàn đoán niệm cấp tốc bay lên không trung, lại là thiên cấp trung phẩm pháp bảo. Huyết tử chưa hài lòng với chuẩn bị của mình, trong ánh mắt hoảng sợ của đám người, hắn há to miệng đem huyết châu nuốt vào trong bụng. Huyết châu cấp tốc tiến vào đan điền hắn, không ngừng chuyển động gia tăng lực lượng cho hắn. Nguyên lý hoạt động tương tự các đỉnh của lạt nam. Thật lợi hại, là nhân châu hợp nhất ta. Huyết linh tam thánh tử đang chiến đấu, ngưỡng mộ lẩm bẩm. Bọn họ cũng có huyết châu, nhưng chưa làm được như vậy a bốn. Bốn chuẩn bị xong chưa? Chiến đi. Lạc Nam cười một tiếng sảng khoái, giao vương kích trong tay lại vũ động, tiểu sư ngửa mặt thét đảo thân hình lại hóa thành lôi đỉnh lao đến. Một người một thú, tung hoành thiên hạ. Hoành tảo thiên quân. Lạc Nam một kích quét ngang. Hừ, băng lôi tàn sát. Lạc Vũ hừ lạnh một tiếng, băng đỉnh mâu trong tay không do dự đập tới. Băng cùng lôi nguyên tố tàn sát bừa bãi. Cứng đối cứng với Lạc Nam. Chẳng qua hắn còn chưa đủ tư cách, bị Lạc Nam đánh lùi liên tục, chật vật vô cùng. Huyết tử thấy tình cảnh này, huyết linh chảo nhắm ngay cổ lạc nam cao tới. Ẩm. Đáp trả hắn là một tia lôi đỉnh từ miệng tiểu sư phát ra, không ai nhường ai. Vương lân không chịu yếu thế, thủy cực kiếm hung mãnh tuyệt lân, không gian thoáng rung lẩy bẩy. Thủy nộ cách thiên trảm. Từ thủy cực kiếm, một kiếm phá không mà ra, thiên địa như bị chia cắt, khủng bố tuyệt luân. Đây đã là một trong những đòn đánh mạnh mẽ nhất của Vương Lân, muốn dồn toàn lực đưa Lạc Nam vào chỗ chết. Giống. Thao thôn cầu vẫn không chịu yếu thế, miệng rộng mở to đến cực điểm hấp lực điên cùng gia tăng lên người lạc nam cùng tiểu sư hạ hạ chết đi lạc vũ thấy lạc nam gặp nguy hiểm liều mạng công kích về phía hắn để ngăn không cho tên này né tránh bốn đáng tiếc bọn hắn quả thật mơ hảo tam thiên lôi động theo âm thanh tràn ngập linh tính do tiểu sư phát ra thân ảnh của nó đột ngột hóa thành tia chớp di chuyển với tốc độ chóng mặt như thiên lôi trước sự ngỡ ngàng của đám đông nó hóa mình thành ba tia sét hướng về ba vị trí khác nhau tách ra mà lạc nam đã sớm sử dụng tốc biến rời khỏi một người một thú đều thành công né tránh hai loại kinh khủng vũ kỹ do kẻ thù phát ra giao vương kích một tay vắt ngang vai một tay khác nâng lên không trùng theo sau đó lạnh lùng quát trích tinh thủ Từ tâm phần không viêm hừng hực mà lên ngưng tụ thành một đại thủ hỏa diễm như có thể trích tinh xà nguyệt trích tinh thủ lấy thế thái sơn áp đỉnh mà thành khiến đám người lạc vũ vội vàng chuyển chủ động thành bị động lạc vũ hóa thành lôi đỉnh chạy ra xa huyết tử cũng hóa thành một luồng huyết độn ẩn nấp xuống mặt đất vương lân móc ra một tấm khiên lớn ngăn chặn trước mặt mà thao thôn cẩu sợ hãi co do lại một đoàn toàn thân nó bọc phát một luồng hấp lực bảo vệ cơ thể bốn người bốn loại thủ đoạn ngại va chạm chính diện với trích tinh thủ do dị hỏa của lạc nam gây ra trong sự hồi hộp của vô số người cả đám nuốt nước miếng không biết lạc nam sẽ ra tay với ai lạc nam cười nhạt trích tinh thủ hạ xuống lão nhị đang cùng yên nhược tuyết giao thủ thân là một cốt tu như hắn lại thành công phòng ngự trước thủy thổ châu của nàng. Đối với việc này, Tiên Nhược Tuyết rất bất đắc dĩ, thủy thổ châu nàng vẫn chưa thể nắm hết sức mạnh của nó, hơn nữa linh lực trong người còn đang bị hao mòn dần. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ phải để phu quân thất vọng. Tiên Nhược Tuyết thầm hận bản thân yếu kém, mong muốn tu luyện thủy hoang chiến điển cùng thủy hoang huyết mạch hơn bao giờ hết. Trong lúc buồn rầu, đột ngột chẳng nói chẳng rằng, một đại thủ hừng hực dị hỏa phá không mà đến, bất ngờ vô cùng. Mục tiêu là lão nhị đối với tình huống này không một ai ngờ không một ai đề phòng cũng chẳng ai nghĩ tới lạc nam vốn đang giao đấu cùng đám đối thủ mạnh mẽ lại đột nhiên gia nhập chiến trường khác đương nhiên ngay cả lão nhị cũng không ngờ tới trích tinh thủ như bàn tay phật tổ như lai chấn áp tôn hầu tử đem cơ thể toàn xương cốt của hắn bao trùm vào bên trong dị hỏa hực hực thiêu đốt dữ dội a a a a âm thanh như ưu linh đến từ địa ngục truyền gia lão nhị chỉ cảm thấy xương cốt hắn luôn tự hào bị dị hỏa không ngừng nung chảy cảnh tượng thảm liệt vượt xa phán đoán của mọi người ngay cả bốn người lạc vũ cũng mặt mùi hê trẻ, xấu hổ đến cực điểm lão đại và lão tam của huyết linh tông hai mắt muốn lòi ra thấy huynh đệ của mình bị tra tấn dữ tợn như vậy bọn hắn đau không muốn sống vứt thẻ bài đi lão nhị chỉ còn tính mạng chúng ta có thể làm lại mà vứt đi lão đại huyết linh tông thảm thiết khuyên nhủ đúng vậy chúng ta đầu hàng là được vứt thẻ bài đi chúng ta cùng ngươi lão tam huyết thiến khàn cả giọng không tiếp mặt mũi huyết linh tông bị các ngươi làm mất hết huyết tử giận dữ giống nhưng mặc kệ hắn lão nhị nghe lời hai vị huynh đệ cố nén cảm giác thống khổ do dị hỏa bao trùm hắn chủ động loại bỏ một thanh xương cốt trên cơ thể trên xương cốt đó có treo thẻ bài của hắn cùng lúc đó lão đại và lão tam nhìn nhau gật đầu hai người cùng lúc vứt bỏ thẻ bài trên tay ba huynh đệ cùng nhau rời khỏi bí cảnh đồng nghĩa chấp nhận từ bỏ gia nhập học phủ vô dụng huyết linh tông sẽ không thà cho các ngươi huyết tử quát lạnh hắn sắp phẫn nộ đến điên rồi đáng tiếc tình cảm huynh đệ của ba người kia hắn không thể nào hiểu được mất đi đối thủ yên ngược tuyết mục tử âm băng linh nhi vội vàng tiến đến bên cạnh lạc nam chiến ý hừng hực nhìn mấy tên lạc vũ thế trận lúc này hoàn toàn nghiêng về một phía tĩnh thiên địa yên tĩnh đến cực hạ nếu không bạn bất đắc dĩ không thể đắc tội người này vô số ánh mắt nhìn thân hình của lạc nam cùng lúc có ý nghĩ như vậy kẻ này ngoài thực lực khủng bố ra tài trí lại thuộc dạng thâm trầm như vậy. Chẳng ai ngờ rằng một chiêu dương đông kích tây của hắn lại thay đổi hoàn toàn chiến cuộc trận đấu. Một chiêu trích tinh thủ tưởng chừng dành cho bốn đối thủ, lại lấy thế như lôi đỉnh thay đổi mục tiêu. Rõ ràng là có sự sinh tính từ trước. Mà đang giao thủ với chúng nữ còn lại, lạc trường cùng băng dương, băng phong sắc mặt tái không còn chút máu. Bọn hắn nghĩ đến thảm cảnh của lão nhị khi nãy, chỉ thấy sởn cả gai góc. Nếu mục tiêu lạc nam chọn là bọn hắn thì sao? Thành công giữ mạng hay không đây? Trong lúc nhất thời, trong lòng xuất hiện ý rút lui. Lạc Vũ sắc mặt tái nhợt, thân hình rung lẩy bẩy vì sợ hãi, thế cục đã hoàn toàn vượt qua phán đoán và dự tính của hắn. Theo sau đó, một âm thanh phát ra càng khiến trái tim hắn như chìm vào đáy cốc. "Mong Lạc Nam huynh đệ rộng lượng, ta là bị băng dương dụ dỗ nên đã mạo muội đắc tội, lần này sẽ chủ động rời đi, ngày sau bái phòng tạ tội." Băng Phong vừa phòng thủ khỏi đòn công kích của Liêu Thi Cẩm, hét lớn một tiếng, xoay người bỏ chạy. Hắn đang thuộc top 50 sao có thể mạo hiểm tính mạng đánh mất tương lai được chứ quyết định đào tẩu liêu thi cầm quay sang hỏi ý lạc nam chỉ cần hắn muốn nàng sẽ truy sát tốc độ của dạ phong không phải chuyện đùa chỉ là lạc nam lắc đầu từ chối kết quả như vậy đã rất không tệ nếu ép băng phong liều mạng chúng nữ sẽ bị thương không cần thiết liêu thi cầm một lần nữa trở về bên cạnh lạc nam đang đằng sát khi quan sát lạc vũ huyết tử cùng vương lân thấy tình cảnh này gương mặt âm trầm đến mức khó coi mà ngự hàn càng quả quyết hơn nhanh chóng thu hồi thao thôn cầu vứt bỏ thẻ bài trên tay ngự thu chiến tông nhớ kỹ ngươi rồi chúng ta sẽ còn gặp lại ta chỉ là một ngoại môn đệ tử thôi còn hàng ngàn đệ tử mạnh hơn sẽ đến tìm ngươi hạ 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 theo âm thanh uy hiếp ngự hàn rời đi ngay cả đôi kim điệu đang cùng hỏa phượng quần nhau trên không cũng bị hắn quả quyết vứt bỏ ngự thu chiến tông cử hắn đến đây cũng chỉ muốn hạ mã uy thánh linh học phủ mà thôi không có bất kỳ lưu luyến gì nhiệm vụ thất bại hắn tình nguyện về tông môn chịu phạt rốt cuộc làm ra quyết tâm lớn nhất vương lân móc ra một phù lục bóp nát biến mất dạng lại là tiểu na di phủ mà huyết tử gương mặt cũng không dễ nhìn liên tục thiêu đốt hai giọt tiên huyết quan trọng hóa thành huyết độn trốn mất chỉ trương chỉ còn băng dương cùng lạc vũ chẳng ai ngờ rằng kết quả này sẽ diễn ra mà nguyên nhân chủ chốt là do một chiêu dương đông kích tây của lạc nam mắt thấy băng dương sắp bị chúng nữ tiến lên vây công một đạo tàn ảnh xuất hiện mang theo hắn biến mất cùng âm thanh vang vọng không trung ngạo mỗ xin mang hắn đi băng huyền đế quốc cảm kích vô cùng lạc nam ánh mắt lấp lóe hợp linh trưởng vừa định bắn ra đành thu hồi lại băng ngạo này nói gì thì nói vẫn là tiểu đệ cùng cha của lam tịch cho hắn một tí mặt mũi cũng được lạc vũ như người mất hồn đứng ở nơi đó chúng nữ biết điều lùi lại phía sau lạc nam bình thản đi tới nhìn lạc vũ từ tốn nói giao ra đi ngươi không xứng sở hữu chúng nó lạc vũ khó khăn ngừng đầu khàn khàn nói ngoa có giỏi thì động thủ đi lạc nam lắc đầu chợt ánh mắt hắn co lại trong đôi mắt lạc vũ hai tia lôi đình đột ngột bắn mạnh mà ra mục tiêu là chán lạc nam muốn đánh lén hắn song lôi đồng thuật vũ kỹ khiến đôi mắt năm xưa của lạc vũ bị mù trong lúc tu luyện đáng tiếc trước bạch nguyệt đoạt hồn nhãn của lạc nam hắn dễ dàng né tránh đòn công kích này bạch nguyệt đoạt hồn nhãn ngươi cùng bạch nguyệt tộc có quan hệ gì một âm thanh khàn khàn từ miệng lạc vũ đột nhiên phát ra khiến trái tim lạc nam giật thót hắn ngẩng đầu nhìn lên không biết từ bao giờ trong đôi mắt vốn sáng ngời của lạc vũ trở nên đỏ như biển máu vô tận sát khí lưu chuyển ngươi lúc này không phải là vũ lạc nam hít sâu một hơi âm trầm nói chương một trăm chín mươi chín lạc vũ khủng bố ngươi lúc này không phải là vũ lạc nam gương mặt tâm trầm chỉ cảm thấy thật khó có thể tin tưởng trong mắt kẻ đối diện hắn lúc này chứa một loại từng trải vượt xa lứa tuổi thiếu niên của một người như lạc vũ bên trong một mảnh tinh vân huyết hải hải cốt chất đầy ngập trời sát khí Loại từng trải thảm liệt này dù ở trên người những luyện hư kỳ cấp cao như thất đại chấp sự của học phủ hay hợp thể kỳ cường giả như chấp chính trưởng lão cũng không tồn tại. Chỉ với khí thế ánh mắt kia mang lại đã đủ khiến những người có tâm hồn yếu ớt trở nên rung rẩy rồi. Hơn thế nữa, chuyện Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn có nguồn gốc từ Bạch Nguyệt tộc chưa từng có ai biết được, ngay cả bản thân Lạc Nam cũng phải thông qua hệ thống mới thu được thông tin này. Theo lời của Kim Nhi, Bạch Nguyệt tộc là một chủng tộc ở thế giới khác, không thuộc về việt long tinh cầu đó cũng là nguyên nhân vì sao lạc nam có thể thản nhiên sử dụng mà không sợ người khác nhận ra lai lịch bất phàm của nó vậy mà giờ đây lạc vũ lại có thể nhận ra xuất xứ của bạch nguyệt đoạt hồ nhãn điều này chứng minh rằng kẻ này đã từng tiếp xúc với bạch nguyệt tộc hoặc đã từng rời khỏi việt long tinh hiểu biết về thế giới khác những chuyện như vậy đã đủ để chứng minh kẻ trước mặt hắn hiện tại không phải lạc vũ phán đoán của lạc nam có thể nói là không có kẻ hở cũng rất hợp tình hợp lý nhưng câu nói tiếp theo của lạc vũ lại khiến trong mắt hắn co lại ngu xuẩn bổn tọa chính là lạc vũ lạc vũ chính là bổn tọa không thể sai được lạc vũ cười gần một tiếng nết mép khinh thường trong mắt chứa một tia chế dê ước cho rằng lạc nam chỉ là hết ngồi đại giếng lạc nam hít sâu một hơi việc này quả thật hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn bất quá thực lực của mình mạnh hơn đối thủ hắn cũng không ngần ngại chút nào nếu hiện tại mọi thứ chưa rõ ràng thì đánh cho ngươi tự động khai báo ánh mắt trở nên sắt lẹm giao vương kích điên cuồng điều động dị hỏa quần quận ngưng tụ nơi đầu kích hướng mi tâm lạc vũ đâm tới hừ kích pháp linh cấp nhưng ngươi thi triển còn sơ hở quá nhiều cho rằng bổn tọa là thiếu niên yếu nhược kia sao lạc vũ nhẹ nhàng lắc đầu dưới chân buộc phát lôi đỉnh chi lực thi triển thân pháp nhẹm nhỏm né tránh một kích của lạc nam cái gì lạc nam kinh ngạc bật thốt lên thân pháp này vừa nãy lạc vũ cũng sử dụng khi giao đấu với hắn nhưng vẫn bị hắn đánh cho liên tục bại lui không nghĩ đến lần này lại hóa giải một kích của mình thong dong như vậy kinh nghiệm chiến đấu của ngươi còn quá non lạc vũ cười nhạt bàn tay hướng lên không trung nghiêm nghị quát chân cấp công pháp diệt lôi hàng thế ầm 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 theo tiếng quát của hắn bầu trời quát tháo phong vân mây đen đùn đùn kéo về mặt đất nhanh chóng bị bóng tối bao phủ như ngày tận thế loại công kích này uy lực vượt qua thiên cấp vũ kỹ quá nhiều thậm chí siêu việt linh cấp lạc nam cảm giác bất an trong lòng hết sức mãnh liệt không biết từ bao giờ hắn đã hạ lệnh chúng nữ nhanh trong trốn dưới mai rùa của một quy. Tiểu sư hóa thành một con thú nhỏ, chạy theo chân các nàng. Ngay cả Diễm Hồng Liên đang áp chế Lạc Trường cũng thu tay trở về ẩn nút, gương mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Lạc Trường thấy tình cảnh này, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy xa. Không riêng gì hắn, ngay cả vô số tu sĩ đang quan sát xung quanh cũng đã sớm chạy mất biệt, linh cảm của tu sĩ cho bọn hắn biết, ở lại không có quả ngon để ăn. Bên ngoài bí cảnh, bảy tên chấp sự bật người đứng dậy, ngay cả vài loại khí tức gần giấu bên trong không gian cũng rung động kịch liệt tân mộng ảnh gương mặt trắng bệnh siết chặt tay trong miệng lẩm bẩm làm sao có thể siêu việt linh cấp vũ kỹ lạc vũ từ đâu có được phía sau một tảng đá phích du kích đào một cái hầm lớn đến cực điểm cực kỳ hèn mọn chui xuống bên dưới phía trên phủ đầy tầng tầng lá chắn năng lượng đẳng cấp cao đem hắn bảo vệ bên trong thưởng thức thử một chiêu này của bổn tòa đi lạc vũ gương mặt tái nhợt không còn chút máu với thực lực hiện tại của hắn thi triển chiêu thức này quá mức miễn cưỡng ngay cả một ngụm máu tươi cũng phun ra ngoài theo tiếng quát của hắn lôi đỉnh trên không trung cấp tốc ngưng tụ cảnh tượng như ngày tận thế trước ánh mắt lo lắng vô hạn của chúng nữ lạc nam ngừng đầu hợp linh trưởng ngưng tụ trong lòng bàn tay chỉ là lúc này không có ai để ý rằng bên trong dị hỏa màu tím vốn co kia của hắn loang thoáng xuất hiện màu hoàng kim hết sức cao quý lạc nam lần đầu dùng đến hai loại dị hỏa ngưng tụ hợp linh trưởng bởi hắn biết rằng nếu không dùng toàn lực đỡ một kích này sẽ chính thức lật thuyền trong mương chết đi lạc vũ hướng lên trời giống to cánh tay mãnh liệt hạ xuống kia lôi đỉnh khủng bố giữa biển mây đen nện thẳng xuống đầu lạc nam cùng thời điểm đó lạc nam hai tay đẩy mạnh lên không trung hợp linh trưởng phá không mà ra không gian nhanh chót vụ vỡ hợp linh trưởng cùng diệt lôi hàng thế rốt cuộc va chạm ẩm như hai hành tinh khủng bố nện vào nhau cả không gian trở nên hoang tàn vắng vẻ bầu trời trắng xoa không màu đại địa đổ nát linh khí bị thôn phệ. Trong tầm mắt của những người chứng kiến không nhìn thấy điều gì, bọn hắn như tạm thời mất đi thị giác, bên hai chỉ còn lại âm thanh lùng bùng khó chịu. Giang giác. Trực tiếp vạn lý kính xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Thời gian như ngừng lại trong khoảng khắc này. Không biết bao lâu sau, đám người dần dần khôi phục trí giác. Một quy tiêu tán trong thiên địa, chúng nữ khỏe môi tràn ra một tiêm máu, hoảng sợ tìm kiếm thân ảnh nam nhân của mình. Rốt cuộc, các nàng nhìn thấy. Tại một thung lũng sâu thăm thẳm vừa hình thành lạc nam thân hình loạn trọng tay chống lấy dao vương kích xuống mặt đất không để cơ thể mình gục ngã khỏe miệng phủ đầy máu tươi huyết sắt chiến giáp trở nên tái nhợt không màu bất quá vẫn không nứt vỡ tại phía đối diện lạc vũ nằm bẹp trên mặt đất đôi mắt trợn trắng nhìn lên không trung thở hồn hển xem ra cơ thể và lực lượng vẫn còn quá yếu dù dùng chân cấp vũ kỹ ta vẫn chưa phải đối thủ của hắn lạc vũ khó khăn chống người đứng dậy nhìn trầm trầm thân ảnh của lạc nam người thua lạc nam cố nén đau đớn toàn thân bình tĩnh nói hắn nhận ra lạc vũ đã không còn bất kỳ lực lượng nào mà hắn nhờ có tứ đỉnh điền quần cung cấp linh lực vẫn còn khả năng chiến đấu chưa kể bên cạnh hắn còn chúng nữ hậu cung của hắn quả nhiên chúng nữ bay đến bên cạnh lạc nam sắt khi đằng đằng nhìn lạc vũ chằm chằm một quy chỉ gánh chịu dư ba công kích mà thôi vì lẽ đó chúng nữ không bị thương quá nặng đúng bổn tọa lần này chịu thua lạc vũ gật đầu thản nhiên đông hắn cười quỷ dị nhưng lần sau thì khác đến lúc đó hy vọng ngươi vẫn còn can đảm đứng trước mặt ta. Về phần đôi mắt này, tạm thời không trả cho ngươi, hạ hạ hạ. Theo tiếng nói vừa dứt, hắn quyết đoán vứt bỏ thẻ bài trong tay, thân hình lập tức biến mất. Lạc Nam thản nhiên nhìn vị đệ đệ tiện nghi của mình chấp nhận thua cuộc, trong lòng ngũ vị tạp trần, ngay cả cảm giác thắng lợi cũng không có. Tiểu Nam, Phu Quân. Chúng nữ hiểu chuyện ân cần nhìn hắn, từng đôi mắt đẹp tràn ngập cảm giác lo lắng. Lạc Nam hít sâu một hơi, để ép cảm giác khó chịu trong lòng, mỉm cười gật đầu an ủi chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn vâng chúng nữ kiên định gật đầu từ dưới mặt đất phích du kích thả người nhảy lên tên mập này vậy mà chỉ bị thương ngoài ra thủ đoạn quả thật có không ít nhìn lạc nam và chúng nữ tụ tập cùng một chỗ mỗi người lại mang vết thương hắn thả người nhảy lên trong tay xuất hiện hai trái lựu đạn cực lớn hạ 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 thời cơ của kích gia ra, ra đã đến lập tức giao ra toàn bộ thẻ bài trên phích du kích vốn đắc ý chưa kịp nói hết câu lập tức toàn thân chấn động như gặp quỷ. Không biết từ khi nào, một mũi tên hừng hực dị hỏa đang điên cuồng lao đến vị trí của hắn, tốc độ so với xuyên tinh chỉ còn nhanh hơn. Ẩm. Mũi tên không nhằm vào hắn, chỉ nhằm vào một quả lựu đạn trên tay tên mập này. Khỏi cần phải nói, lại một vụ nổ hình nấm diễn ra, phích du kích cái đầu chóc lóc, gương mặt nhắm đen, miệng thở ra khói, y phục cháy rủi lộ ra thân hình mập mạp như con heo quay. Người 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 phích du kích chỉ tay vào lạc nam, thân hình tức giận đến rung rẩy lấy bẩy lạc nam tay cầm bắt đầu cung cười nhạt một tiếng không đem ngươi nổ chết xem ra lựu đạn của phích lịch đường không quá đáng tin cậy ta nhổ vào lao tử là kịp thời thi triển vũ kỹ phòng ngự cấp cao bằng không đã ngủn củ tỏi rồi phích du kích mở miệng chửi mắng lạc nam chẳng nói chẳng rằng một tên lại dần ngưng tụ trên dây cung không chơi với ngươi nữa thánh linh học phủ mà thôi Lão tử cóc thèm vào phích du kích như đàn bà tranh chua chửi tới đem thẻ bài trên tay ném xuống mặt đất thân hình mập mạp biến mất dạng Lạc Nam lắc lắc đầu thu hồi, bắt đầu cung hắn có cảm giác sẽ còn gặp lại tên mập này. Đối với việc Lạc Nam xuất ra thêm một kiện thiên cấp pháp bảo, đám người đã sớm trở thành thói quen, không tiếp tục trầm trồ kinh ngạc, đương nhiên ghen ghét là không thể tránh khỏi. Thời gian khảo hạch đã hết, tổng 2.669 thí sinh còn xuất lại thả lỏng tinh thần, truyền tống trở về thánh thành. Bảy ngày sau chính thức tiến vào học phủ. Đồng thời năm mươi vị trí thánh linh bảng chiêu cáo thiên hạ. Âm thanh chấp chính trưởng lao phát ra vang vọng toàn trường đám người rốt cuộc thở phào một hơi lạc nam ánh mắt lóe lên một tia hy vọng hắn lần này đạt tốt một tên tuổi sẽ được toàn thể người của đại lục biết đến nhất định sẽ chuyển đến thai mẫu thân ngoài hoàn thành lời hứa với chúng nữ tìm kiếm mâu thân cũng là một trong những mục đích trọng yếu để hắn quyết định tiến vào học phủ lần khảo hạch này loại bỏ không quá nhiều thí sinh nhưng mức độ cạnh tranh vượt xa hai cửa còn lại hơn nữa còn xuất hiện tương vong đối với chuyện này học phủ cần cho phạm ẩn tự một câu giải thích đương nhiên chỉ là thực hiện cho đúng quy trình mà thôi không phục ngươi có thể đến cắn ta a chỉ cần một lao quái vật nơi học phủ xuất động dư sức quét ngang toàn bộ phàm ẩn tự rồi thương thân ảnh cấp tốc được truyền tống ra ngoài lạc nam và chúng nữ không hề dừng chân trước ánh mắt trầm trồ thán phục của số đông nhanh chóng quay về khách sạn hắn không hề hay biết rằng có không ít mắt nhìn theo bóng lưng mình đến khi khuất dạng lạc huyên cùng lạc ly ánh mắt chất chứa vô vàn cảm xúc phức tạp các nàng từ nhỏ đã theo sư phụ tiến vào học phủ đối với chuyện ở gia tộc hoàn toàn không biết, ngay cả bản thân mình còn một vị ca ca khác cũng hoàn toàn ngu ngơ. Sau lần trước nghe lén Lạc Trần nói chuyện cùng Lạc Sinh, hai thiếu nữ đã tìm đến sư phụ hỏi thăm mọi chuyện mặc dù Lạc gia phong tỏa tin tức này rất nghiêm ngặt, nhưng với thân phận của sư phụ hai nàng không khó biết được điều đó. Trong lúc nhất thời, cả Lạc Huyên và Lạc Ly không biết phải đối mặt thế nào với hắn. Về phần Lạc Vũ, ngay khi rời khỏi bí cảnh đã không nói không rằng sử dụng Na Di phủ biến mất. Bách Diện cắn nhẹ đôi môi, muốn tiến đến quan tâm hắn nhưng tạm thời nín nhịn nàng còn bất ngờ muốn cho nam nhân này ánh mắt cuối cùng xuất phát từ một thân ảnh toàn thân áo bào tung bay đứng trong hàng ngũ của đám thiên tài thiên sơn tiến cảnh bên cạnh nàng vương lân bắt gặp tình cảnh đó trong mắt xuất hiện vẻ hoán độc vừa tiến vào phòng lạc nam đã mang toàn bộ nữ tử tiến vào linh giới châu ngay cả tô mị nam cung nguyện dung và hoa ngọc phượng cũng không ngoại lệ chẳng ngoài dự kiến ba vị tuyệt đại giai nhân chừng lớn đôi mắt đẹp miệng nhỏ hé mở nữa ngày không khép lại được trông hết sức khả ai sau khi biết tổng bộ của hậu cung chính là nơi này ngay cả hoa ngọc phượng cũng xuất hiện một tia động tâm chúng nữ mệt mỏi quá nhiều nhao nhao tiến vào cực lạc suối nước nóng mà lạc nam chỉ thoáng ngắm nhìn các nàng vội vàng bay lên tầng cao nhất cung đình thụ hắn cần yên tĩnh một mình vừa tiến vào bên trong thoáng quan san quả trứng linh thú vẫn còn đang trong quá trình ấp nở một chút lạc nam ngồi xuống giường nệm kim nhi hắn nhẹ dọn gọi có mặt thưa công tử Lần này Kim Nhi trực tiếp xuất hiện đối diện với hắn, gương mặt nhỏ nhắn bao phủ nét nghiêm túc chưa từng có. Trong người Lạc Vũ phải chăng có hai linh hồn? Lạc Nam trầm giọng. Không hề, chỉ có một linh hồn duy nhất thuộc về chính hắn. Kim Nhi lập tức khẳng định. Lạc Nam nhíu mày, hắn vốn nghĩ rằng trên người Lạc Vũ có một lao quái vật nào đó ký sinh, hiện tại xem ra không phải. Lạc Vũ chỉ có duy nhất một linh hồn, chẳng qua sở hữu hai loại nhân cách khác nhau, hơn nữa chính nhân cách vốn có của hắn cũng không biết sự tồn tại khác của chính mình kim nhi nhẹ giọng phân tích lạc nam gương mặt tâm trầm mở miệng thắc mắc dù hắn có nhân cách thứ hai nhưng cũng không thể mạnh mẽ và có kiến thức bất phàm như vậy chứ vâng trường hợp của lạc vũ chỉ có một nhân cách tàn bạo của hắn không thuộc về kiếp này kim nhi gật đầu chắc nịch thức tỉnh nhân cách kiếp trước sao ngay cả trí nhớ và kiến thức kiếp trước cũng còn lại lạc nam nhận ra vấn đề càng nói càng ngưng trọng chính xác Trường hợp này có thể xem là một hình thức khác của chuyển sinh. Kim Nhi nói đến đây hơi dừng lại, nhấn mạnh từng chữ một. Hơn nữa còn là một tôn đại năng chuyển sinh. Đến từ tiên giới. chương 200, nguyên liệu. Nghe xong lời nói của Kim Nhi, Lạc Nam thoáng ngẩn ra, theo lời giải thích của nàng, mọi thứ đã trở nên sáng tỏ. Bản thân Lạc Vũ cũng không biết trong linh hồn hắn có một mặt khác tồn tại, hơn nữa thứ này còn lợi hại vượt xa hắn, có thể chiếm cứ quyền chủ động của thân thể bất kỳ lúc nào mà Lạc Vũ không hay biết không sớm thì muộn hai loại nhân cách của lạc vũ sẽ nhập lại thành một thời điểm đó công tử có một kẻ thù không đơn giản đâu kim nhi nghiêm túc nói lạc nam gật đầu bất quá vẫn tự tin cười nói quả thật không thể xem thường tuy nhiên như đã nói kẻ bị ta đánh bại đừng hòng vượt qua ta mặc kệ kiếp trước hắn là ai thì kiếp này vẫn cùng ta có chung một điểm xuất phát dù kiếp trước hắn mạnh mẽ cỡ nào thì hiện tại vẫn phải tu luyện lại từ đầu hắn có trí nhớ và kinh nghiệm của một đại năng mà ta có hệ thống quan trọng hơn tất cả ta còn có các nàng. Nhắc đến chúng nữ, Lạc Nam lại nhớ đến chuyện hình thành đại nhật thần thể của Diễm Hồng Liên. Tạm gác Lạc Vũ qua một bên, dung hỏa đan cần bao nhiêu nguyên liệu để luyện chế. Lạc Nam nhìn Kim Nhi hỏi thăm. Ngoài bình Diễm Thảo công tử thu được, muốn luyện dung hỏa đan cần thêm bốn loại vật liệu khác, lần lượt là dung linh thảo, hỏa hương đủ, hỏa nhân sâm, cùng yêu đan ngũ dai của yêu thú hỏa hệ Kim Nhi dành dọn giải thích. Ồ, dung hỏa đan này có đẳng cấp gì? Nghe qua rất quý giá hắn hỏi tiếp thiên cấp trung phẩm đan dược cần ít nhất một vị luyện đan sư lục giai luyện chế kim nhi gật gù lạc nam lẩm bẩm xem ra cần tìm một vị luyện đan sư a bất quá trước thu thập đủ vật liệu rồi tính à xém nữa thì quên chân cấp vũ ký rốt cuộc là đẳng cấp gì hắn nhớ lại lạc vũ thi triển chiêu thức khủng bố kia vội vàng thắc mắc lẽ ra thời điểm hệ thống thăng cấp công tử mới biết được các đẳng cấp tiếp theo của công pháp vũ khí, vũ khí các loại nhưng vì lạc vũ đã tiết lộ nên kim nhi có thể trả lời chân cấp là tồn tại phía trên linh cấp cũng chia thành hạ trùng thượng cực phẩm kim nhi liên tuyên đáp trả ồ vậy bên trên chân cấp lạc nam cười hỏi công tử chưa đủ quyền hạn kim nhi bĩu môi nhí nhảnh cựu dương thần công của hồng liên vượt qua chân cấp đúng chứ hán cố khai thác thông tin đúng vậy nhưng không thể cho công tử biết cụ thể mau cố gắng nâng cấp hệ thống đi kim nhi ra sức động viên cơ cơ nắm tay nhỏ Lạc Nam bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể khoát tay. Mở ra cửa hàng may mắn đi, lần này sẵn tiện tìm mua tí quả cho bốn người các nàng. Trong đầu hắn hiện ra thân ảnh của băng Linh Nhi, Nam Cung Nguyễn Dung, Tô Mị và Hoa Ngọc Phượng mặc dù đang trong thời kỳ tiết kiệm, nhưng muốn tán gái không thể không tiêu a à. Ken, thành công mở ra cửa hàng may mắn, điểm danh vọng, gần một tỷ rưỡi. Lần trước mua gói quả thăng cấp cửa hàng hết một nửa số điểm danh vọng, hiện tại lại gia tăng nhiều như vậy, có thể thấy qua ba lần khảo hạch hắn thu hoạch rất khá năm loại vật phẩm như thường lệ xuất hiện lạc nam cao mày yêu cầu đổi mới quả nhiên không phải lúc nào cũng may mắn ra được đồ ngon sau hàng chục lần rốt cuộc có thứ vừa mắt hắn kim quang lượt ảnh linh cấp trung phẩm thân pháp giá bán năm vạn điểm danh vọng ngự châm lục sắt kinh tầng một linh cấp thượng phẩm công pháp giá bán bảy vạn điểm danh vọng lập tức mua lạc nam mua ngay thân pháp hệ kim và công pháp dùng châm rất thích hợp với nam cung nguyện dung tiếp tục đổi mới lại qua không ít lần mỹ âm tỷ bà linh cấp thượng phẩm pháp bảo giá bán 6 vạn 8 điểm danh vọng lập tức mua thứ này tô mị dùng không thể thích hợp hơn tiếp tục đổi mới lần này vận khí của hắn có vẻ tốt chỉ sau một lần đã xuất hiện hàng ngon bắt trận đồ thiên cấp cực phẩm trận pháp giá bán hai vạn điểm danh vọng hoa ngọc phượng để xem nàng làm sao chạy thoát bàn tay của ta lạc nam cười cười tự hỏi xác nhận mua ngoài bắt trận đồ hắn còn vài loại ảo trận mà tà hoàng để lại trong nhẫn hát lâu giao cho nàng không thể thích hợp hơn sau vài lần tìm kiếm cố gắng mua thêm một công pháp mị công cho tô mị nhưng không xuất hiện lạc nam đành mua thêm một loại vật phẩm cho nha đầu băng linh nhi băng thiên phủ thiên cấp thượng phẩm pháp bảo giá bán một vạn điểm danh vọng ngoài những thứ vừa nêu lạc nam còn mua thêm bốn kiện ý phục địa cấp cực phẩm cho tứ nữ nam cung nguyện dung kim huyền bảo y ỉa băng linh nhi tuyết ngọc bảo y ỉa hoa ngọc phượng phượng hoa y ỉa tô mị ái mị bảo y ỉa qua ra mắt các thành viên mới của hậu cung xem như tạm ổn mặc dù còn nhiều thứ không xuất hiện khiến hắn hơi tiếc nuối nhưng ngày sau còn dài không thể quá mức vội vàng huống hồ gì hoa ngọc phượng vẫn chưa đồng ý gia nhập đấy hắn chỉ chuẩn bị trước mà thôi vận khí hơi kém khi các loại vật liệu luyện chế dung hỏa đàn không hề xuất hiện lạc nam thoáng xem lần cuối định đóng lại cửa hàng may mắn thì một vật phẩm khiến hô hấp hắn trở nên dừng lại con mắt nhìn chằm chằm vào vật phẩm nằm ở cuối cùng kia huyết mạch kim ố thần thú giá bán 12 hai tỷ điểm danh vọng lạc nam hít một ngụm khí lạnh cảm giác khóc không ra nước mắt ta con bạn đó đây không phải là trêu tức ăn sao thiên tân vạn khổ kiếm được một tỷ rưỡi điểm một cái huyết mạch thần thú lại lên tận mười hai tỷ dứt khoát đóng lại cửa hàng thứ mình chưa đủ khả năng sở hữu thì có xem nữa cũng chỉ vô dụng bước qua hai căn phòng liền kề nhau của cơ băng cùng cơ nhã hai loại khí tức bên trong đang không ngừng tăng lên hiển nhiên các nàng đang trong giai đoạn quan trọng không biết khi băng nhi khôi phục ký ức tính tình sẽ thế nào lạc nam nhu hỏa lẩm bẩm một tiếng làm xong tất cả lạc nam hạ mình rơi xuống cung đình thụ chúng nữ từ lâu đã tắm rửa xong đang ngồi trên bờ suối trò chuyện thấy hắn tiến đến băng linh nhi chạy vội đến tung tăng nhảy nhót cô ra linh nhi rất thích cung đình thụ a lạc nam mỉm cười xoa đầu nàng thiếu nữ này ngây thơ như một tờ giấy trắng lam tịch quản giáo nàng rất tốt thích cung điện nào cứ chọn ta tặng cho nàng hắn ôn hòa nói ta quyết định ở cạnh cung điện của tiểu thư băng linh nhi hồn nhiên cười nói tiểu thư trong miệng nàng chính là băng lam tịch không thành vấn đề nơi đó sau này là băng linh cung của nàng lạc nam ý niệm vừa động đem lệnh bài truyền tống về cung điện cho nàng băng linh nhi vui mừng hớn hở mang theo lệnh bài phi thân lên cung đình thụ hiển nhiên là tham quan nhà mới của mình chúng nữ nhuện miệng cười nhìn tình cảnh ấm áp diễn ra các nàng rất yêu thích thiếu nữ ngây thơ cầm cây búa lớn này hai nàng đã chọn được nơi nào chưa quay sang nam cung nguyện dung và tô mị hắn ôn hòa hỏi thiếp sẽ ở cạnh ngược tuyết Tô Mị không khách sáo chút nào, tiến đến khoác tay hắn cười nói. Cảm nhận bộ ngực sửa mềm mại của nàng cọ vào cơ thể mình, Lạc Nam thoải mái gật đầu, Mị Nhi cung, đây là lệnh bài. Tô Mị nhuẩn miệng cười, quay sang đánh mắt với nhị muội. Hoa Ngọc Phượng đỏ mặt, quay đầu đi nơi khác. Tiên Nhược Tuyết che miệng cười khẽ, nhị tỷ sớm muộn cũng không thoát khỏi tay phu quân. Huyền Dung, nàng thích nơi nào? Thấy Nam cung Huyền Dung có vẻ còn ái ngại, Lạc Nam cười hỏi lại lần nữa. Nơi nào cũng được, tùy công tử phân phó. Nam Cung Nguyễn Dung cắn cắn môi, lý nhí một câu như vậy. Vậy nàng ở cạnh gì nhỏ thi cầm đi, ta thấy tính cách của các nàng khá giống nhau. Lạc Nam gật đầu, đưa lệnh bài cho nàng nói tiếp. Nguyễn Dung cung, sau này hậu cung sẽ là nhà của nàng. Nhà sao? Nam Cung Nguyễn Dung lầm bẩm thoáng thất thần. Lạc Nam cũng không cắt đứt mạch cảm xúc của nàng, lúc này bước đến ngồi cạnh Hoa Ngọc Phượng. Có chuyện gì sao? Hoa Ngọc Phượng trứng mắt, hối hận mình đã theo bọn họ vào đây, nàng có khác gì dê vào miệng cọp đâu chứ chúng nữ thấy hắn muốn nói chuyện riêng cùng hoa ngọc phượng hiểu chuyện cười khẽ một tiếng kéo nhau ra xa tán gấu hoa ngọc phượng thấy chúng nữ bỏ lại mình ở riêng cùng lạc nam trái tim nhảy lên thình thịch chưa bao giờ nàng hồi hộp như vậy ngọc phượng hắn nhẹ nhàng gọi ngươi nổi cả da gà đừng như vậy hoa ngọc phượng dùng mình đôi môi lắp bắp mị nhi và tuyết nhi gả cho ta rồi nàng định thế nào lạc nam đột nhiên hỏi một câu như vậy hai nàng gả chứ không phải ta ngươi hỏi ta làm gì hoa ngọc phượng trứng mắt các nàng từ bé sống cùng nhau hiện tại nỡ tách nhau ra sao ta sợ tuyết nhi và mị nhi sẽ rất buồn a à hắn ra giọng thương cảm hoa ngọc phượng xoa xoa hai bàn tay trắng như phấn mở miệng hung hăng nói chúng ta vẫn là tỉ muội tốt ta vẫn thường xuyên đến thăm các nàng sản tiện nếu ngươi đối xử tệ với họ ta không bỏ qua cho ngươi các nàng ấy đều là bảo bối của ta dù ta đối xử tệ với bản thân cũng sẽ đối tốt với các nàng lạc nam chân thành hứa hẹn hừ hy vọng ngươi nói được làm được hoa ngọc phượng tiêu hử lạc nam thấy thái độ nàng có vẻ kiên quyết đành vào thẳng chủ đề ta cũng muốn đối xử tốt với nàng cả đời chăm sóc nàng hoa ngọc phượng trái tim rung lên hừ một tiếng buồn nôn ngươi chỉ ham sắc đẹp của ta mà thôi chúng ta gặp nhau không lâu nên làm gì có tình cảm lạc nam kinh ngạc không ngờ nàng lại nhìn nhận thấu triệt như thế hắn cũng không phủ nhận đường hoàng nói nàng xinh đẹp nàng kiêu ngạo ta quả thật bị mê hoặc bởi điều đó về phần tình cảm nha chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng bồi dưỡng bằng cách nào hoa ngọc phượng thoáng suy nghĩ hỏi nàng chấp nhận gia nhập hậu cung chấp nhận ta làm người theo đuổi nàng lạc nam nhìn thẳng vào mắt nàng nói hoa ngọc phượng cắn cắn môi được nam nhân tỏ tình trực tiếp không phải là lần đầu nhưng đây là lần khiến nàng phân vân nhất trước đây cứ từ chối thẳng là xong nhưng đối mặt với hắn nàng có một tia tình cảm mặc dù không quá nồng đậm nhưng lại không nỡ thẳng thừng từ chối lạc nam nhân cơ hội vươn tay nắm lấy hai bàn tay trắng mịn của nàng hoa ngọc phượng rung lên muốn dậy ra nhưng bị siết chặt ngẩng đầu nhìn hắn chưa gì đã muốn chiếm tiện nghi lạc nam lắc đầu mở miệng thủ thị ta nghe nhược tuyết nói qua nàng có thiên phú rất cao về mặt trận pháp tự mình tìm tòi phát triển điều đó khiến ta rất nghệ phục hoa ngọc phượng bị khen đúng tâm khảm cao ngạo ngầm đầu đây đúng là ưu điểm lớn nhất của nàng bất quá nha trận pháp quá mức quý hiếm chỉ có môi đào hoa trận quả thật không đủ cho thiên phú của nàng ta rất tiếc nuối lạc nam nói tiếp móc ra quyển sách ghi chép trận pháp của tà hoàng đây là một bản nghiên cứu về các loại trận pháp rất quý giá để ở chỗ ta sẽ mai một công dụng của nó chi bằng kiếm quý tặng anh hùng trận quý tặng giai nhân lạc nam nói xong đem quyển sách đặt vào tay nàng lúc này mới lưu luyến bung ra đôi tay trắng như ngọc kia muốn dùng thứ này mua chuộc ta sao hoa ngọc phượng trong lòng xuất hiện một tia cảm động ngoài mặt lại tỏ vẻ ương bướng nàng biết ta không có ý như vậy Lạc Nam lắc đầu, nữ nhân này thu về xem ra cần dạy dỗ nhiều hơn. Hoa Ngọc Phượng trầm mặt không nói, nàng say mê trận pháp cả Bách Hoa Tông đều biết, đáng tiếc tông môn điều kiện có hạn, chỉ có môi đào hoa trận. Hiện tại gặp Lạc Nam vậy mà hiểu mình như vậy, có cảm giác như gặp được chi âm chi kỳ vậy. Thứ này ta chỉ đơn thuần tặng cho nàng, không có ý đồ nào khác. Lạc Nam nghiêm túc cũng lắm chân thành nói tiếp. Ta hy vọng nàng đồng ý gia nhập hậu cung, ít nhất là vì Mỹ Nhi và Tuyết Nhi, dù không chấp nhận ta theo đuổi cũng được hắn quyết dùng thủ đoạn lạc mềm buộc chặt quả nhiên hoa ngọc phượng thân hình nhẹ dung rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn thổ khí như lan ta gia nhập hậu cung là được chứ gì về phần có thành công thu ta vào phòng hay không phải xem thủ đoạn và bản lĩnh của ngươi rồi thật sự ngọc phượng nàng chấp nhận ta theo đuổi sao lạc nam vui mừng hớn hở có thể truy cả ba tỷ mội này là ước ngộng của vô số nam nhân trên đại lục a à, nếu mình thành công làm được chẳng phải vai đến lật trời thấy hắn vui mừng như thế Hoa Ngọc Phượng không tự chủ được cong lên khoe miệng, xuề bàn tay trắng như phần nói. Ta muốn cung điện cạnh ta muội và đại tỷ. Có ngay, Phượng Hoa cung của nàng. Lạc Nam cười đặt lệnh bài lên tay nàng. Học Ngọc Phượng lường hắn một cái, lúc này xoay người bay đi. Tô Mị cùng Yên Nhược Tuyết thấy vậy, phi thân đuổi theo. Lạc Nam hài lòng mỉm cười, bước đến cạnh chúng nữ. Hồng Liên, nàng biết các loại dung linh thảo, hỏa hồng đủ, hỏa nhân sâm không? Hắn nắm tay Diễm Hồng Liên hỏi. Hừ, đó toàn là linh dược hỏa hệ quý hiếm chàng hỏi làm gì diễm hồng liên thấy hắn có thêm nữ nhân ghen tuông hừ một tiếng lạc nam đem nàng ôm vào trong ngực ngửi mùi hương ngọt lịm trên tóc nàng ta đạt được một loại thể chất thích hợp với nàng cần có dung hỏa đàn hỗ trợ nàng hình thành lạc nam cười rượu rằng nói ưng um, phu quân diễm hồng liên trong lòng mềm lún nam nhân này quả nhiên luôn yêu nàng dù hắn có bao nhiêu nữ nhân khác đi chăng nữa dẹp bỏ cảm giác ghen tuông diễm hồng liên táo bạo ôm lấy cổ hắn đặt lên một nụ hôn cháy bỏng đầu lưới hai người nhanh chóng tìm đến nhau liêu thi cầm ra mặt mỏng thấy hắn cùng nữ nhân thân mật vội vàng chạy trốn về thi cầm cung nam cung nguyện dung gương mặt càng là đỏ bừng vội và theo sau liêu thi cầm chỉ còn lại mấy cô vợ quen thuộc tử âm trúc loan tình nhi tố mai đối với thân mật cùng nhau đã là thói quen thản nhiên ở lại lạc nam nín nhịn đã lâu lúc này không khách khí chút nào một lần ôm lấy mấy bà vợ lại lao xuống cực lạc suối một trận nhất long đa phượng sắp diễn ra chương hai trăm linh một xuân sắc bên dưới suối nước nóng sáu thân ảnh quay quần bên nhau lạc nam nóng vội lột từng kiện ý phục trên thân thể nam vị thế tử theo sau đó năm thân thể phấn điêu ngọc chát xuất hiện nước nóng khiến làn da trắng non của các nàng ửng hồng nhàn nhạt, nhạt chân bóng lấp lánh mê người dị thường đây không phải là lần đầu tiên hắn cùng các nàng đại chiến vì thế cũng chẳng ai ngại ngần gì thậm chí còn nhiệt tình như lửa ngay cả một tử âm vốn là nữ nhân truyền thống cũng bị lạc nam và chúng nữ làm hư nam cổ ngọc thể ép sát vào da thịt lạc nam hơi thở nóng rực quan sát kỹ lưỡng từng thân thể chúng nữ trong năm người diễm hồng liên và một tử âm là nở nang đầy đắn nhất hai bộ ngực một chín một mười như có thể búng ra sửa đầu nhủi hoa cũng to hơn chúng nữ một chút lại có màu đỏ sậm chín mùi như mật đảo kích thích vô cùng vòng eo lại nhỏ nhắn chân nhãn một vòng tay của lạc nam có thể ôm trọn cả hai nàng bên dưới là bờ ngông đầy đặn căn tròn như quả bóng cặp đùi mút máp khép thật chặt che giấu nơi tư mật của người phụ nữ thân thể của hai nữ là điển hình của đồng hồ cát hắn chỉ loáng thoáng nhìn thấy rừng rậm thần bí nằm trên ú cốc của hai nàng rừng của một tử âm đen tuyền như màu tóc đồng bền của nàng trái ngược lại diễm hồng liên lại có khu rừng đỏ rực dị thường sặc sở hai nữ là điển hình của phụ nhân thành thục đang ở tuổi chín mùi là đối tượng hấp dẫn của nhiều nam nhân khác với hai nàng tình nhi Trúc Loan cùng Tố Mai lại có vẻ đẹp của tuổi thanh xuân, là độ tuổi xinh đẹp nhất của thiếu nữ, lại thêm một tia phong vận sau khi khai phá, trở thành ba vị cao quý thiếu phụ. Qua bàn tay chăm sóc của Lạc Nam, mặc dù kích cỡ gò đông đảo của các nàng còn chưa sánh bằng hai nữ, nhưng lại phi thường săn chắc căn tròn, cầm nắm rất vừa tay tạo cảm giác thích thú, đỉnh đầu từng bầu vũ là nhủ hoa hồng nhuận lấp lánh, trông như kẹo ngọt, hấp dẫn vô cùng. Từng đường con cơ thể, từng mùi hương thơm ngát, Lạc Nam phát hiện ra một điều thú vị nữ nhân của hắn đều có âm ao dù không nhiều nhưng hầu như đều có bạch tố mai thuần một màu trắng tinh khiết loáng thoáng che phủ hai môi thị thường hảo dụ nhân đến cực điểm tình nhi và trúc loan cũng thuần một màu đen nhưng lại chỉ có vài sợi lún phún như cỏ non trông rất thích mắt ưng ừ, nhìn mãi không chán sao Mau hôn thiếp lý trúc loan nũng nịu nhón chân đôi môi đỏ hồng thơm ngát dâng hiến nhìn cả đời cũng không chán bảo bối mau vươn lưới ra lạc nam cười nói túi đầu ngậm lấy đôi môi của thê tử hai người nhanh chóng hòa quyện vào nhau lý trúc loan bạo dạn vô cùng đốt sâu cái lưới nhỏ vào miệng hắn mặc cho hắn nút lấy nước miếng hai người tràn ra khỏe miệng chúng nữ nhìn thấy toàn thân nóng bừng diễm điệp tình và bạch tố mai cúi đầu xuống nước tìm đến côn thịt gân gớt dài ngoằng của hắn hai đôi môi mềm mại mở ra cái lưới nhẹ nhàng hầu hạ mục tử âm từ phía sau ôm lấy vòng eo rắn chắc của lạc nam dùng bầu ngực sửa của mình ép vào tấm lưng trần rộng rãi của nam nhân ma sát môi thơm hé mở đầu lưỡi tiến ra liếm lắp vành tai hắn thở hổn hển nói lao công thiết bị chàng làm hư rồi thích không lạc nam đang cùng lý trúc loan hôn môi nghe âm thanh nhọn ẻn đầy nét lẳng lơ của nàng hắn gia tăng lực đạo đang dùng tay nhào nắn bầu ngực của hồng liên khiến nàng thở gấp liên tục thích lắm các lao bà các nàng càng dâm phu quân càng thích hắn truyền âm vào hai chúng nữ hừ chỉ dâm với chàng mà thôi chúng nữ kiều hư một tiếng nơi âm đạo của cả năm người róc rách chảy nước mà côn thịt của lạc nam đã sớm cứng ngắt nóng hổi như sắt nung trước hai cưới lưới nhỏ của tố mai và tình nhi tố mai chiều chuộng chăm sóc hai hạt ngọc của hắn tình nhi ngậm một nửa thân dương vật vào trong miệng cái lưới liếm lắp từng vòng xung quanh theo hình xoắn úp khiến cơ thể lạc nam tê dần vì khoái cảm muốn chưa các bà bối nướng chưa lạc nam tách rời khỏi miệng thơm của trúc loan tà mị hỏi ưng ừ, chơi thiếp trước đi chàng giao phối cùng thiếp bạch tố mai động tình ôm siết lấy thân hình lực lượng của hắn chúng nữ cũng thở hồn hện dâm ý lưu truyền lạc nam cười một tiếng bế từng người chúng nữ lên một tảng đá lớn giữa suối nước nóng từ trong nhẫn lấy ra một tấm nệm rộng rãi đặt từng cổ thân thể tuyệt mỹ lên trên xoay người lại phu quân muốn ngắm nhìn từ phía sau các nàng lạc nam yêu cầu một tiếng nam nữ hiểu ý phong tình vạn trùng liếc nhìn hắn cả đám làm tư thế bỏ chồng mông lên cao xếp thành hàng ngang chờ đợi hắn sùng hạnh lạc nam từ phía sau quan sát máu mùi xém trào ra ngoài trước mặt hắn là năm bờ mông hào hạng kèm theo mười cái lô gợi tình ngập nước năm cái âm đạo mê người như nụ hoa mời gọi bên trong phủ đầy chất mất ngọt ngào phía trên một chút là hang động bí ẩn xinh xắn từng nếp thịt hồng xếp gọn gàng nhẹ nhàng co rút lạc nam như muốn phát điên vội vàng túi đầu liếm láp thưởng thức hương vị từng ngũ cốc của năm vị thế tử ưng ừ, phu quân còn không mau chơi liếm thiếp làm gì mục tử âm đoàn mình dữ dội thân thể rung bần bật tiến vào đi chàng thiếp nhịn không nổi đừng hôn nơi đó nữa diễm hồng liên lắc đầu ngói ngộ ơ y âm đạo bắn ra từng làn nước nóng ba nữ tố mai càng là nứng không chịu nổi chỉ có thể rên rỉ thở gấp thân trước ngã xuống nệm chỉ vươn cao bờ mông mặc hắn liếm láp hừ để phu quân thưởng thức hương vị của từng người các nàng trước đã lạc nam ngẩng đầu nói một tiếng mặt hắn đã sớm ướt nhẹp vì dâm thủy lần lượt dùng cái lơi tiến sâu vào hang động của từng nữ nhân ra sức khám phá các nàng mỗi người mỗi vị như cam lộ không ngừng thu hút hắn chúng nữ chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy dữ dội bên trong âm đạo trống rỗng đối với nam nhân nhà mình vừa yêu vừa hận rốt cuộc lạc nam cũng không tiếp tục trêu đùa các nàng nữa bởi dương vật hắn sắp nổ tung rồi vội vàng eo xiết vòng eo của tố mai từ phía sau vạch ra hai mép môi ở mức đặt đầu dương vật ngay cửa mình nàng dùng lực đẩy mạnh Ô. âm thanh dương vật đâm lúc cán văng lên bạch tố mai đôi mắt đẹp trợn trắng khỏe môi xinh đẹp mỉm cười thỏa mãn lắc lư vòng eo nên đón xâm nhập của hắn bạch 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 lạc nam không chút nhẹ nhàng toàn lực cướp đoạt thân thể nàng cảm giác côn thịt như muốn nổ tung trong âm đạo thế tử sung sướng đến cực hạn thiếp sướng thiếp yêu chàng chàng thật mạnh mẽ mau làm chết thiếp bạch tố mai bị chơi khiến bộ ngực lắc lư liên tục lạc nam vừa nhấp vào nàng hai bàn tay tìm đến âm đạo của tử âm và trúc loan ba ngón tay đút vào bên trong không ngừng ra ra vào vào hồng liên và tình nhi ôm chầm lấy nhau hai tỷ mội vớt ve cơ thể nhau hôn môi nhau thay phiên nhau thủ dâm cảnh tượng mê ly vô cùng Lạc Nam thấy tình cảnh này, sung sướng như muốn nổ tung, càng thêm tăng tốc độ xâm nhập âm đạo Bạch Tố Mai. Hừ, sướng, thiếp muốn chết, thiếp sắp ra rồi. Bạch Tố Mai toàn thân rung rẩy kịch liệt, cơ thể nàng ngày một mẫn cảm khi đối diện với hắn. Lạc Nam nghe vậy, lật ngửa nàng dậy, đè xuống cơ thể trắng mịn của nàng, tìm đến đôi môi hồng thơm ngát ôn nhu hôn hít. Bên dưới dương vật gia tăng tốc độ, như một máy khâu trước từng bước cuối cùng. Á, à, thiếp ra, thiếp ra, mau ra cùng thiếp, lắp đầy bên trong thiếp đi chủ nhân. Bạch Tố Mai bị hắn hôn môi, chỉ có thể dê nữ ử trong cổ họng, tiến hành chuyên âm. Lạc Nam cảm giác vách âm đạo của nàng co bóp dữ dội, bên trong như có lực lượng muốn hút lấy hắn, dập mạnh liên tục. Rốt cuộc, gừng mình bắn mạnh. Vô số tinh hoa nóng hổi tràn ngập tử cùng nàng. Lạc Nam ôn nhu liếm lắp sạch sẽ mồ hôi trên mặt Bạch Tố Mai, không quên yêu thương hôn môi nàng một cái, lúc này từ từ rút ra dương vật. Bạch Tố Mai mỉm cười thỏa mãn, cơn sướng phủ đầy toàn thân khiến nàng chỉ có thể thở gấp nhìn hắn hai mép âm đạo hơi sưng đỏ một hồn hợp trắng đục từ bên trong chảy ra tận sâu trong cái lô vẫn thấy từng thớ thịt đang nhẹ nhàng co bót lỗ nhị của nàng đã sơ mức nhẹp trông hấp dẫn vô cùng bất quá thấy nàng mệt mỏi lạc nam đặt tố mai sang một bên hắn ngã người nằm ngửa xuống nệm dương vật vẫn khỏe khoắn hung tợn vương cao lao bà cưỡi ngựa đi lạc nam kéo thân thể trần chuồn của mục tử âm cười nói hứ mau làm tiếp sướng còn hồng liên các nàng kia mục tử âm yêu kiểu thở gấp tách ra hai chân dùng tay cầm lấy côn thịt cứng ngắt của hắn canh chuẩn lỗ nhỏ của mình dùng sức ngồi xuống hự hai âm thanh thoải mái cùng lúc vang lên mục tử âm động tình đến cực hạn, bắt đầu nhún nhảy trên dương vật hắn bạch 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 nàng dùng lực rất mạnh mỗi lần dương vật của hắn đều đâm tận cùng tử cung sung sướng rên rỉ bộ ngực hùng vĩ nhấp nhô lên xuống diễm hồng liên thấy thế vội vàng tìm đến miệng lạc nam âm đạo áp xuống miệng hắn ngồi đối diện một tử âm lạc nam triều ý thế tử vươn lưỡi vào âm đạo nàng mạnh mẽ khuấy động hai lão bà mo hôn nhau cho lão công xem hắn truyền âm nói diễm hồng liên cùng một tử âm hơi sừng sốt rất nhanh triều ý nam nhân hai vị phụ nhân tuyệt mỹ thành thục ôm chầm lấy nhau có thể thấy hai bầu ngực sửa của các nàng đang ép chặt vào nhau môi tìm đến môi lạc nam bị kích thích tột độ nhìn hai cái lưỡi ngọt lịm của các nàng không ngừng dây dưa con quýt hắn càng ra sức hông xâm nhập đến tận cùng cơ thể một tử âm đầu lưỡi cũng không chịu thua kém liên tục liếm láp hột le của diễm hồng liên khiến hai nàng vừa hôn nhau vừa thở gấp liên tục mà diễm điệp tình cùng lý trúc loan lại ngơ ngẩn nhìn tỉ tỉ cùng sư phụ mình thân mật hai nàng quay sang nhìn đối phương hừ vẫn bản tính ganh đua hao thắng cả hai hừ một tiếng xoay mặt sang nơi khác lạc nam bắt gặp tình cảnh này trong đầu xuất hiện ý nghĩ xấu xa nhẫn hắc lâu trong tay hơi loay sáng hai luồng khí lãn màu hồng nhạt tiến vào mũi hai nữ liệt tình hương lạc nam đã thành công bảo chế thứ này theo chỉ dẫn của tà hoàng từ lâu chẳng qua chưa có dịp sử dụng tình nhi và trúc loan dùng mình cân nứng tột độ dâng trào hai nữ bất chấp mâu thuẫn ôm chầm lấy nhau hai đôi môi hồng nhuận tham lam nút lấy nhau bàn tay tìm đến âm đạo đối phương ngón tay đút vào hừ thoải mái sướng quá hai thiếu nữ rên rỉ yêu kiểu toàn thân tê dại hừ 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 miệng ngội thật ngọt trách không được lao công thích hôn ngội qua hồi lâu mục tử âm tách môi nhìn diễm hồng liên khen ngợi tỷ quá lời môi tỷ mềm mại thơm ngát lại nồng nàn như rượu ngon phu quân quả thật tốt số diễm hồng liên xoa nắn bầu ngực của mục tử âm nhuận miệng cười rực rỡ tiện nghi nhất chính là hắn sau này tỷ mọi chúng ta hôn nhau không cho hắn xen vào mục tử âm trêu chọc khanh khách đúng vậy chọc tức chết hắn diễm hồng liên cười khanh khách phụ họa lạc nam nghe vậy buồn cười mạnh mẽ xoay người ngồi dậy lật sấp hai nữ lại theo kiểu chó bút 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 Hán vũ buôn bốp lên hai bờ mông căn tròn cười hà hà nói dám cho phu quân ra rịa chấp hành gia pháp theo sau đó một lần nữa cắm phập dương vật vào sâu trong âm đạo hồng liên nhấp mạnh kịch liệt á chết tiếp phê quá sướng quá gia pháp của chàng thật tuyệt hồng liên rên rỉ vai vãi. lạc nam nhấp vài chục cái thì rút ra đâm phập vào người một tử âm đang ở bên cạnh ưng ừ, sướng hư sướng mạnh đi chàng làm chết thiếp hai nữ như hai mẫu cậu chồng ngông lên mặc hắn luân phiên ra vào hắn vừa nhấp vừa vỗ chan chắt lên hai bờ mông căn tròn trắng mịn rốt cuộc theo ba tiếng thét dài lạc nam lần lượt bắn thẳng vào người hai vị phu nhân thành thục của mình ôm chầm hai nàng vào lòng ngã người xuống nệm ba người vớt ve ôm ấp nhau hai nữ thỏa mãn cười dạng dở, càng thêm xinh đẹp chơi mội mội đi chàng diễm hồng liên lấy lại chút tinh thần nhìn tình nhi đang thân mật cùng Trúc loan lên tiếng nói không nội, để xem hai nàng ấy sau này còn cãi nhau không Lạc Nam cười cười, lấy ra một lưu ảnh thạch có công dụng ghi hình hắn mua được không lâu. Quay lại cảnh tượng của hai thiếu nữ. Lý Trúc Loan và Diễm Điệp Tình lúc này đã thi triển thế 69, không ngừng liếm mút âm đạo của nhau, cảnh tượng mê hoặc không sao tả hết. Lạc Nam quay phim hồi lâu, tạm thấy ổn, bắt đầu tiến lại, để hai nàng nằm ngửa xuống nệm, tách ra hai đôi chân ngọc. Dương vật một lần nữa lấp đầy. Lại một lần nữa hắn luân phiên sủng hạnh hai vị thế tử, khi thì nhấp vào Trúc Loan, khi thì dập mạnh Điệp Tình hai nàng chúng liệt tình hương nên chỉ có thể điên cuồng rên rỉ âm thanh vang vọng toàn bộ linh giới châu thoải mái vô cùng bên trên cung đình thụ mặc dù khoảng cách từ tầng hai rất cao so với mặt đất nhưng đối với tu sĩ nguyên anh lại rõ ràng vô cùng trước cửa thi cầm cung liêu thi cầm mắt đẹp mê ly nhìn xuống tình cảnh dâm loạn nhưng tràn ngập yêu thương phía dưới không biết từ khi nào bàn tay nàng đã vô thức xoa xoa bầu ngực trong miệng liên tục gọi tiểu nam âm đạo đã sớm ướt đẩm nội khó rít rít rất khó chịu tiểu nam của thiếp thật mạnh mẽ. Âm thanh tràn ngập tự hào thủ thỉ từ đôi môi. Băng Linh cung. "Ừm, cô ra thật lợi hại, tiểu thư chịu nổi chàng sủng hạnh hay không nhỉ?" Linh Nhi nhất định sẽ giúp tiểu thư hầu hạ chàng. Băng Linh Nhi tò mò quan sát, lẩm bẩm một câu như vậy. huyện Dung cung." "Thình thịch, thình thịch, thình thịch." Từ lông ngực đầy đạn, âm thanh tim đập của Nam Cung Nguyện Dung vang vọng, ngay cả chính bản thân nàng cũng nghe được. "Ngọc tỷ, ngươi đem lừa gạt đến nơi nào thế này?" nàng cắn chặt đôi môi đỏ mọng ưu oán lẩm bẩm một tiếng chỉ là trong lời nói không hề có chút tức giận nào trong lúc nhất thời đối với tương lai phía trước lần đầu xuất hiện vẻ mong chờ nhược tuyết cung vô sỉ sao hắn lại dám hoang dâm giữa thanh thiên bạch nhật hoa ngọc phượng quay mặt sang hai vị tỷ mỗi hét to tô mị không để ý lời nói của nàng gương mặt đỏ như trái táo chín không thể rời mắt khỏi hình ảnh phía dưới nam nhân của nàng thật hung mãnh đưa lần lượt từng nữ nhân lên đỉnh nhưng không mệt mỏi chút nào phu quân cùng các vị tỷ muội ân ái, chuyện này hết sức bình thường a. À. Tiên Nhược Tuyết ôn hòa cười nói, bàn tay nhẹ mân mê cánh ngôi. Nhược Tuyết muội điên rồi. Muội không ghen. Không giận sao? Hoa Ngọc Phượng trừng to mắt. Ghen giận thì được gì chứ? Trang vẫn yêu thương muội đấy thôi, huống hồ một mình muội cũng không thể nhận hết ân sủng của Trang a, à. cơ thể muội chịu không nổi đâu. Tiên Nhược Tuyết nhuyễn miệng cười. Hoa Ngọc Phượng vỗ vỗ chán, nàng cảm thấy mình đã cạn lời. Ta muội, làm chuyện đó thoải mái làm sao? tô mị tò mò mảnh liệt phu quân quả thật làm muội như muốn lên tiên vậy tiên nhờ ủ hẹn tuyết hạnh phúc tràn đầy đáp nàng quay sang tô mị nói tiếp hay tỷ cũng xuống cùng chàng đi chàng rất sủng tỉ mà tô mị cắn ngôi cuối cùng lắc đầu vào ẻn tỷ chưa chuẩn bị tâm lý tiên ngược tuyết nghe vậy cười cười chợt nàng mong chờ nói vậy hai tỷ tiếp tục xem muội thèm chàng lắm rồi nói xong trước ánh mắt trợn tròn của chúng nữ tiên ngược tuyết như tiên nữ dáng trần bay xuống cung đình thụ từ trên không trung từng lớp y phục trên người nàng lần lượt cởi bỏ tung bay phất phới cho đến cuối cùng thân thể tuyệt mỹ mê người hiện ra lạc nam ngẩng đầu nhìn thê tử trần chuồng vừa đến trước mặt hắn cưng chiều cười một tiếng đặt tình nhi cùng chúc loan đã sớm thỏa mãn sang bên cạnh phu quân yêu thiếp yên nhược tuyết mê ly cầu khẩn lạc nam giang tay đem thân thể trần chuồng nhẹ ôm vào lòng môi tìm đến ngôi đại chiến lại diễn ra xuân sắc khắp trời chương hai trăm linh hai sóng ngầm từng đợt bảy ngày nhanh chóng qua đi trong khoảng thời gian này lạc nam chỉ bồi bạn bên cạnh chúng nữ do thời gian quá ngắn nên các nàng cũng không thể tu luyện công pháp mới điều khiến lạc nam bất đắc dĩ là hắn phát hiện nam cung nguyện dùng hoa ngọc phượng và tô mị luôn tìm cách tranh né mình riêng nha đầu băng linh nhi thì đeo bám hắn hơn không thua kém hai người trúc loan và tình nhi rốt cuộc ngày tiến vào thánh linh học phủ đã đến lạc nam và chúng nữ rời khỏi khách sạn tập trung phía trước cổng nơi tham gia khảo hạch đã có vô số người xếp thành hàng ngay ngắn, hiển nhiên chờ đợi tiến vào. Trong ánh mắt chờ mong của vô số người, chấp chính trưởng lão phá không xuất hiện, sau lưng hắn là thất đại chấp sự. Đảo mắt nhìn quanh một vòng toàn trường, chấp chính trưởng lão cất tiếng, ầm ầm vang dội. "Chúc mừng toàn thể các ngươi trở thành học sinh chính thức của Thánh Linh Học phủ." Đa tạ trưởng lão. Đám người chắp tay, đồng thanh đáp. Âm thanh chấn động đất trời. Chấp chính trưởng lão hài lòng gật đầu, toàn trường lại trở về yên tĩnh. Trở thành học sinh của học phủ, không cần quá mức gò bó, học phủ cũng không ngăn tự do của các ngươi." Chấp chính trưởng Lao nói tiếp, "Nhưng có tứ đại quy định cần thiết ghi nhớ, không được tái phạm trong bất kỳ tình huống nào." Đám người một mặt nghiêm nghị, chờ đợi tuyên bố. "Thứ nhất, không được lợi dụng danh nghĩa học phủ mà làm chuyện trái với thương thiên đạo lý. Thứ hai, không được mang công pháp hay vũ khí các loại đạt được từ học phủ truyền cho người ngoài. Thứ ba, mọi tranh đấu trong học phủ chỉ diễn ra ở cùng cấp bậc, cùng một tu vi. Cuối cùng, không được phản bội học phủ, không vì lợi ích cá nhân để ảnh hưởng đến lợi ích của học phủ ở bất kỳ tình huống nào. Chấp chính trưởng lao nói xong, một luồng kinh thiên sát khí từ người hắn lan tỏa, khiến không ít người sát mặt tái nhợt, trầm giọng nói: làm trái bất kỳ trong bốn điều, toàn bộ học phủ sẽ toàn lực truy sát, ngươi chỉ có con đường chết. đám người toát mồ hôi hột, vô thức gật mạnh đầu, âm thầm ghi nhớ. nhận thấy mọi thứ đã tuyên bố xong, thân hình chấp chính trưởng lao biến mất, chỉ để lại thất đại chấp sự. bảy người nhìn nhau vẫn là lao thất tiến lên thông báo. Bên trong học phủ có rất nhiều loại tài nguyên tu luyện, từ công pháp, vũ kỹ, linh dược, đan dược, thân pháp, pháp bảo mỗi thứ đều có thể quy đổi bằng điểm tích lũy. Điểm tích lũy các ngươi đạt được trong lần khảo hạch thứ 3 xem như phần thưởng đầu tiên học phủ ban tạo. Về phần sau khi dùng hết, học sinh có thể tiến hành nhận lấy các loại nhiệm vụ mà học phủ đưa ra để thu thập điểm tích lũy. Lao thất nói đến đó, thoáng im lặng để đám đông ghi nhớ, lúc này nói tiếp. Tại học phủ, không có các lớp giảng dạy như trường học của phạm nhân tuy nhiên nếu các ngươi có gặp thắc mắc hay khó khăn trong quá trình tu lục huyện có thể trực tiếp đến giảng đường nơi có hàng ngàn giáo viên tu vi từ hóa thần đến luyện hư trở lên túc trực sẵn sàng giải đáp mọi vấn đề ở hầu hết các lĩnh vực gặp phải đương nhiên cần bỏ ra điểm tích lũy dù sao có làm mới có ăn lao thất liên thuyên bất tuyệt nói lạc nam nghe qua bừng tĩnh đại ngộ hắn cứ luôn thắc mắc học phủ sẽ giảng dạy kiến thức cho học sinh như thế nào bởi mỗi tu sĩ một khi bế quan thì thời gian rất dài nếu mỗi ngày đều phải có mặt ở lớp học thì lấy đâu thời gian tu luyện không ngờ cách thức vận hành của học phủ là như vậy hàng ngàn giáo viên từ hóa thần đến luyện hư quả thật khủng bố vô cùng nếu đặt ở bên ngoài luyện hư kỳ hiếm hoi vô cùng hầu như ngàn dặm chưa có một dù ngươi muốn thỉnh giáo người ta cũng chưa chắc chịu dạy ngươi nhưng tại học phủ thì khác một khi tu luyện gặp bình cảnh hay vấn đề khó hiểu chỉ cần đến giảng đường bỏ ra một số điểm tích lũy mọi chuyện sẽ được giải đáp trách không được học phủ có địa vị cao thượng như vậy trên đại lục thấy đám người tỏ vẻ đã hiểu lao thất tiếp tục đương nhiên bên trong học phủ còn rất nhiều chức năng khác như luyện đan đường luyện khí đường tụ linh trận các ngươi cứ từ từ tìm hiểu ngoài ra thế lực thành lập bên trong học phủ có thể tự do tranh đấu thế lực đạt thứ hạng cao mỗi năm sẽ có điểm tích lũy được phân phối từ học phủ mỗi thế lực bên trong học phủ đều có khu vực của riêng mình các ngươi có thể trú ngụ tại đó đối với tán tu có thể ở ký túc xá lao thất nói xong bàn tay nhẹ phất đại môn khổng lồ rốt cuộc mở ra bốn việc cần làm đầu tiên khi tiến vào học phủ là đăng ký thành lập thế lực từ đó chúng ta sẽ có lãnh thổ của riêng mình diễm hồng liên cười nói lạc nam gật đầu quay sang nhìn chúng nữ hỏi các nàng có dự định gì không sau khi tiến vào thiếp sẽ bế quan tìm hiểu gạo một chân kinh của chàng đưa cho mục tử âm nắm tay hắn nói chúng nữ cũng nhao nhao gật đầu Lạc Nam không có lý do gì từ chối, hắn cũng cần tu luyện vũ kỹ của gia hỏa trọng vô danh đấy. Rốt cuộc, toàn thể đám người tiến vào cánh cổng. Ồ, không ít tu sĩ bật thốt lên. Rộng, rộng không thấy điểm cuối, bao la vô tận, non xanh nước biếc, như một thế giới cô lập với bên ngoài. Từng dãy kiến trúc cao trọc trời, xa hoa và cổ kính. Lạc Nam vừa cùng chúng nữ bước đi, vừa nhìn thấy không ít trụ sở thế lực do chính học sinh lập nên. Hùng ca bang, huynh đệ bang, viêm diễm bang mỗi thế lực đều có một lãnh thổ cho riêng mình cách thế lực khác chừng trăm dặm tất cả thế lực đều nằm dưới sự quản lý của học phủ học phủ này là một kiện kiến trúc pháp bảo chân cấp kim nhi mở miệng nói lạc nam giật mình trách không được bên ngoài học phủ nhìn qua không quá lớn bên trong lại khổng lồ như vậy đi chúng ta đi đăng ký thành lập thế lực lạc nam cười sảng khoái một tiếng đối với tương lai bắt đầu chờ mong chúng nữ mỉm cười thả người bay theo hắn theo học phủ khai mở 50 vị trí thánh linh bảng lập tức thông qua vô số con đường khác nhau tuyên truyền khắp toàn bộ đại lục. Bởi vì chiêu sinh vừa xong, thánh thành một lần nữa lại mở ra. Tình hình khảo hạch cũng được tường tận lưu truyền, có không ít tu sĩ dùng lưu ảnh thạch quay lại quá trình đó, gửi ra bên ngoài. Và đương nhiên, việc toàn thể đại lục bàn luận xôn xao là điều không thể tránh khỏi. Thánh linh bảng năm nay thật nhiều mỹ nữ a, à, quả nhiên trăm hoa khoe sắc. Thật khủng khiếp, thiếu niên tên Lạc Nam này là ai? Chưa từng nghe qua ta từng một lần chứng kiến người này khi đó hắn đại náo đấu thú trường ở linh vũ thành không ngờ hiện tại đã trở thành quán quân thánh linh bảng hắn thật tuấn tú nha vậy mà nhường lại truyền thừa độ kiếp kỳ cho một nữ tử hơn nữa thực lực còn khủng bố vậy mà liên tiếp đánh chạy nhiều thiên tài ngay cả thiếu chủ lạc ra mạnh mẽ phi phạm cũng bại trận huyết linh tông và phàm ẩn tự lần này xem như lỗ nặng bọn hắn nhất định không từ bỏ ý đồ lý ra một đôi trung niên phu thê ôm trầm nhau khóc dòng hạnh phúc xung quanh bọn hắn là vô số tộc nhân lý ra mặt mũi vui mừng tự hào liên tục chúc mừng không vì nguyên nhân nào khác chỉ vì tiểu thư nhà bọn họ con gái duy nhất của gia chủ lý gia mất tích lâu nay rốt cuộc xuất hiện hơn nữa càng là đăng lâm thánh linh bảng trở thành thiên tài nổi trội xuất sắc trên đại lục lý trúc loan có thể không vui mừng sao mà đôi phu thê đang ôm nhau khóc kia chính là phụ mẫu của nàng huyết linh tông ba huynh đệ huyết thiến toàn thân dung lẩy bẩy bẹp dí nằm giữa đại điện phía bên trên tông chủ huyết linh tông mặt mùi âm trầm sát khí lưu chuyển xung quanh hắn từng tên trưởng lao sắc mặt khó coi đến cực hạ không dám ngẩng đầu chết trong bầu không khí nặng nề đến cực điểm tông chủ huyết linh tông không nói không rằng nhẹ giọng phun ra một tiếng theo sau đó trước ánh mắt khiếp đảm của đám người huyết linh tam thánh tử ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có toàn bộ hóa thành máu tươi tiến vào trong miệng của huyết linh tông chủ đám trưởng lao sắc mặt rung rẩy biết lần này tông chủ quả thật phẫn nộ rồi huyết linh tông lần đầu mất mặt đến như thế thánh tử sợ chết thua trận chẳng ai dám biện hộ thay bọn hắn bằng bất cứ giá nào dù phải dốc một nửa lực lượng môn phái cũng phải đem đầu lạc nam đến gặp ta Bùn tọa không tin hắn cả đời lẫn trốn trong thánh thành cuối cùng thân ảnh huyết linh tông chủ biến mất chỉ để lại một câu như vậy bách hoa tông thân ảnh tuyệt đại phong hoa của tô nhan hơi lười biếng ngồi trên chủ điện nhìn một đám trưởng lão bên dưới đang cười không khép miệng quan sát thứ hạng bên trên thánh linh bảng ba vị thánh nữ toàn bộ có mặt trên thánh linh bảng lại là thứ hạng cao như vậy vượt qua nhiều thiên tài bắt cấp cựu cấp các nàng sao có thể không vui mừng bất quá khác với đám trưởng lão tô nhan chỉ chú ý đến cái tên đứng đầu kia nhìn qua một phụ nhân cao quý thành thục ngồi bên cạnh tô nhan trong trẻo mở miệng nhược lan trưởng lão ngươi không cho bổn tọa biết chút gì về tình cảm nha đầu nhược tuyết sao yên nhược lan thân hình nhẹ dung đám trưởng lão khác cũng nhìn qua từ lưu ảnh ngọc các nàng cũng nhận ra quan hệ thân mật khác thường của Nhược Tuyết cùng Lạc Nam, bất quá vì đắm chìm trong vui sướng Thánh Linh bảng nên cố tình lờ đi mà thôi. không nghĩ tới Tông chủ trực tiếp như vậy, Yên Nhược Lan cười khổ. từ lần trước Thánh Nữ Đại Điện, nàng đã nhận ra trạng thái khác thường của đệ tử mình. sau khi trở về ép hỏi, quan hệ cả hai lại không khác mẫu tử là bao, nên Yên Nhược Tuyết cũng không giấu giếm kể lại mọi chuyện cùng Lạc Nam. đối với chuyện này, Yên Nhược Lan vừa lo vừa mừng, lo vì Nhược Tuyết mất đi quyền cạnh tranh chiếc ghế Tông chủ mừng vì nàng tìm được ý trung nhân tâm đầu ý hợp bốn tâm trạng của yên nhược lan không khác một người mẹ chút nào quyết định thay con gái che giấu nhưng hôm nay biết không thể giấu được nữa yên nhược lan đành đem toàn bộ mọi chuyện lặp lại một lần chúng nữ nhân bách hoa tông nghe xong cả đám im lặng trận đại trưởng lão hoa ngọc loan đứng dậy cười nói thưa tông chủ nhược tuyết tìm được tình lang là chuyện đáng vui mừng huống hồ tiểu tử lạc nam này cũng rất không tệ về phần không tiếp tục tranh cử ngôi tông chủ cũng không sao không phải còn Ngọc Phượng và Tô Mị sao? Đám trưởng lão nhao nhao gật đầu, cảm thấy chuyện này không phải quá mức khó xử, Bách Hoa Tông có thêm một chàng rể thiên tài là chuyện tốt ta. Tô Nhan im lặng thoáng chốc, chợt ú thanh nói. Các ngươi là không nhìn ra hay giả vờ hồ đồ. Chỉ sợ rằng ngay cả đệ tử của Bổn Tọa và Ngọc Phượng cũng lọt vào ma thủ của tiểu tử gọi lạc nam này đi. Đám trưởng lão giật mình, vô ý thức lắc mạnh đầu, từng người bật thốt. Làm sao có thể? Ba vị thánh nữ đều lập gia đình, vậy ai kế thừa ngôi tông chủ tiểu tử này sẽ không có bản lĩnh đến mức đó đi đúng a à, các nàng kiêu ngạo thành tính sao chấp nhận cùng chung một chồng các nàng không phải không nhận ra vài tình tiết vi diệu thông qua xem lưu ảnh ngọc nhưng theo bản năng chủ động nghĩ về hướng tích cực tô nhan thở dài một hơi đám nữ nhân này thật không đáng tin cậy đích thân bổn tọa sẽ đi một chuyến tự mình xác thực chuyện này sản tiện vấn an sứ phụ theo một tiếng nhẹ than thân ảnh của tô nhan đã biến mất tại phượng tọa đám người ngơ ngác nhìn nhau biết sư phụ trong miệng nàng là ai đó chính là vị hiệu trưởng đương nhiệm của thánh linh học phủ xếp hạng đệ thất lạc gia tại nghị sự đường một căn phòng rộng rãi một bộ bàn ghế cổ kính lạc phá lôi trầm mặt quan sát tới lui lưu ảnh ngọc cầm trên tay ghi chép lại toàn bộ quá trình khảo hạch trong mắt thỉnh thoảng lấp lóe lôi đỉnh bên cạnh hắn vài chục thân ảnh ngồi im ngay cả thở mạnh cũng không dám bởi vì chính bọn hắn cũng cảm thấy khó tin với sự biến hóa của kẻ từng phế vật kia rốt cuộc Người đầu tiên cất tiếng lại là Lạc Phá Lôi. Chư vị đối với chuyện này có cảm tưởng gì? Đám người ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu, một tên lão giả đứng lên chắp tay. Hắn chính là đại trưởng lão của Lạc gia Lạc Thanh Liệt. Lạc Thanh Liệt hít sâu một hơi, trầm ổn nói. Trước hết nên cho người tìm tòi tung tích của thiếu chủ, chúng ta đã mất liên lạc với hắn về phần phế về phần Lạc Nam, mọi chuyện do gia chủ định đoạt. Lạc Phá Lôi lâm vào trầm tư. Nếu không có lần khảo hạch động trời này, hai từ Lạc Nam là cái tên hắn không muốn nghĩ đến nhất bởi vì đây là vết bẩn lớn nhất trong đời hắn lạc phá lôi hắn khi sinh ra đã là tuyệt đỉnh thiên tài một đường tu luyện hầu như chưa từng vấp ngã cho đến cuối cùng càng là leo lên ghế gia chủ quyền uy vô hạn vì thế sinh ra một phế vật là chuyện hắn không muốn nhắc đến nhất có câu hổ giữ không ăn thì con nhưng bản thân lạc phá lôi hắn chưa bao giờ xem người kia là con của mình điều lạc phá lôi quan tâm nhất lúc này cũng không phải an nguy của lạc vũ trái lại là nguyên nhân gì đã khiến vận mệnh của lạc nam thay đổi kinh khủng như vậy nếu hắn đạt được cơ duyên, hẳn sẽ là cơ duyên phi thường khủng bố đi. Nghĩ đến đây, Lạc Phá lôi ngẩng đầu, trầm thấp nói: "Nói Lạc Trần liên hệ với tiểu tử kia, chỉ cần thành thật khai báo về những gì hắn đạt được, đồng thời đồng ý chia sẻ toàn bộ với Lạc gia, ta sẽ đón hắn trở về, thậm chí để hắn thay Vũ Nhi trở thành thiếu chủ." Đám trưởng lão lướt nhau đồng thanh hô: "Gia chủ anh minh." "Nếu hắn không đồng ý thì sao?" Người lên tiếng lại là Lạc Thanh Liệt. Lạc Phá lôi tròng mắt híp lại, bàn tay gõ gõ bàn nhẹ nhàng vài chữ bí mật tam sát tại một nơi hoang vắng giữa băng thiên đại lục một thanh niên có diện mạo hết sức bình thường thậm chí có thể nói là vô hại đang nhẹ nhàng dạo bước hắn quan sát khối lưu ảnh ngọc trên tay xem đi xem lại những trận chiến của lạc nam trong bí cảnh nhẹ nhàng lẩm bẩm trách không được để đám u nguyên đại lục bỏ ra cái giá lớn như vậy quả thật không đơn giản thanh niên vừa nói xong thân hình đã quỷ mị biến mất ngay tại chỗ hắn vừa đi không lâu một đôi giả lão gồm nhất nam nhất nữ xuất hiện nếu lạc nam có ở đây nhất định sẽ nhận ra hai người này là đôi vợ chồng già từng mở quán nước tại xóm làng nhỏ kia cuối cùng càng là đem hắn ném đến liêu gia thủ đoạn khủng bố vô cùng tên này đến băng thiên đại lục làm gì nha bà lão nhìn qua vị trí thanh niên bình thường vừa biến mất mở miệng hỏi mặc kệ hắn tốt nhất đường dây vào đám người điên này ông lão vớt râu thất sát giáo đến bao giờ mới có người bẻ răng bọn chúng bà lao thở dài thường thượng bọn chúng dù bị bẻ răng vẫn sẽ dùng niệu cắn người, bởi vì cả đám đều là người điên, xem tiền còn quan trọng hơn tính mạng. Ông lão cảm thán nhưng tràn ngập e ngại. Nhận ra tên lúc nãy là ai không? Bà lao tò mò. Ông lão gật đầu chắc định, trầm âm nói: Hoàng Kim bảng đệ 68, địa sát Lê Văn Luyện. Chương 203, Bách diện tần mộ ảnh. Thánh linh học phủ. Nương Tử Bang. Sau khi đến gặp mặt các vị chấp sự để đăng ký thành lập thế lực hậu cung, Lạc Nam mới biết được học phủ có điều lệ chỉ cho phép học sinh được thành lập bang hội, việc dùng hậu cung làm tên không được ưng thuận. Hắn chỉ có thể âm thầm đoán băng lam tịch trước đây không nói rõ ràng loại điều lệ này, có lẽ nàng cảm thấy thú vị với cái tên hậu cung này, vì thế không tại chỗ đả kích hắn. Nhưng nhập ra thì phải tùy tục, Lạc Nam và chúng nữ chỉ đành chấp nhận, sau khi thương lượng, cả đám quyết định hậu cung vẫn là thế lực chủ chốt của bọn hắn, là tên thế lực sử dụng khi tham gia giang hồ. Về phần thế lực dùng để hoạt động trong học phủ, gọi là nương tử bang. Theo một hình thức nào đó mà nói, nương tử bang thuộc về hậu cung, bởi lẽ hậu cung bao gồm toàn bộ nữ nhân của hắn, mà trong nương tử bang, những nữ nhân khác như cơ nhã, cơ băng, băng lam tịch, tần mộng ảnh không thể gia nhập. Về phần nữ nhân bá đạo kiêu căng họ diễm kia, tạm thời không tính. Sau khi cùng chúng nữ tổng hợp, Lạc Nam và các nàng phải bỏ ra 20.000 điểm tích lũy để hoàn thành thủ tục thành lập thế lực, cũng như tiếp nhận trụ sở. Trụ sở của nương tử bang là một kiến trúc dạng nhà cao tầng rộng lớn, được bố trí tại một góc bên trong phạm vi học phủ trái phải hai bên còn có hai hàng xóm phân biệt là thanh vũ bang cùng huynh Đại bang hai bang hội này đều do số lượng tán tu tổng hợp thành lập thành viên đều có mấy trăm người so với nương tử bang chỉ có mười mấy người quả thật náo nhiệt hơn nhiều đối với chuyện thành viên nương tử bang quá ít điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì bởi học phủ chẳng quy định số lượng thành viên chỉ cần mỗi năm các ngươi nộp thuế điểm tích lũy đầy đủ là được việc thành lập thế lực bang hội tại học phủ ngoài việc cạnh tranh với các bang hội khác, thì còn có thể cùng nhau tiếp nhận và làm các loại nhiệm vụ có độ khó cao mà học phủ đề ra. Chẳng hạn như săn giết một ngũ gia yêu thú, việc có bang hội hùng mạnh cùng nhau thực hiện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Lạc Nam đang nhàn nhã ngồi uống trà tại một căn phòng lớn, nhìn chúng nữ oanh oanh yến yến trang trí từng ngõ ngách của căn cứ vừa tiếp nhận, ngay cả tiểu sư cũng hóa thành nhân loại cùng các nàng náo nhiệt, cảm thấy thích mắt vô cùng. Cô ra, cô ra có chuyện rồi. Âm thanh hớt ha hớt hãi, băng linh nhi trong trang phục tỷ nữ từ bên ngoài chạy vào linh nhi hấp tấp như vậy có chuyện gì sao lạc nam và chúng nữ tò mò nhìn qua mọi người ra ngoài xem chẳng phải sẽ biết nha băng linh nhi vô vỗ lồng ngực phập phồng chỉ tay ra bên ngoài lạc nam và chúng nữ càng thêm tò mò đành kéo nhau bước ra Trận, cảnh tượng trước mặt khiến cả bọn tròn mắt thiếp thân muốn gia nhập nương tử bang cô tránh ra đi tôi là tán tu xin được gia nhập đây là thế lực do lạc nam công tử thành lập sao tôi muốn bảo a à. lạc nam mau thu nhận muội muội biết nấu ăn giặt rủ rửa bát ngay cả làm ấm giường cũng rất tinh thông a à. không biết từ lúc nào bên ngoài nương tử bang tụ tập vài trăm nữ tử một mặt háo hức nhìn chằm chằm la lối om sòm cảnh tượng này khiến hai thế lực hàng xóm là thanh vũ bang cùng huynh đệ bang nhìn sang ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi thế lực của bọn họ nữ tử khan hiếm đến cực điểm không ngờ cái này nương tử bang mới thành lập một ngày lại thu hút nhiều đến như vậy chúng nữ ưu hoán liếc sang nam nhân nhà mình đối với sức hút của hắn có một khái niệm mới ngay cả hoa ngọc phượng và nam cung nguyễn dung cũng không thể không âm thầm chấp nhận hành động và biểu hiện của hắn qua ba lần khảo hạch quả thật mê hoặc hầu hết các nữ tử lạc nam tàng háng một tiếng đám đông vội vàng im lặng tại hạ chân thành cảm tạ tình cảm chư vị tỷ muội yêu mến nương tử bang nhưng thật có lỗi chúng tôi tạm thời chưa có ý định thu nạp lượng lớn thành viên hắn chân thành nói chúng nữ đứng bên cạnh vội vàng gật đầu bầu không khí hơi trầm xuống đám đông nữ tử mặt mày ủ rột lạc nam trong lòng hơi hay náy bất quá những nữ nhân này số lượng quá nhiều lại dây mơ rể má cùng vô vàn mối quan hệ không thể tùy tiện tiếp nhận a à. hắn là người có trách nhiệm nếu một khi chấp nhận phải đảm bảo được lo cho các nàng phát triển nhưng hiện tại không có thời gian cho việc đó không sao chúng ta tôn trọng quyết định của công tử đúng không các tỷ muội một thiếu nữ nhìn lạc nam gật đầu cười hô lớn đúng chỉ là nếu nương tử bang có nhu cầu thu nhận thành viên đừng quên chúng ta a à. nhất định rồi lạc nam gật đầu cười mịn đám đông nữ tử lúc này mới kéo nhau rời đi lạc nam và chúng nữ kéo nhau vào trụ sở các nàng ấy thật đáng yêu a à. diễm điệp tình nhỏ nẻn nói chúng nữ gật đầu một tử âm thở dài một tiếng chúng ta có quá nhiều bí mật không thể tiết lộ nhất là thường hay ra vào linh giới châu đối với chuyện kết nạp thành viên cần phải suy xét kỹ phu quân từng nói hậu cung chỉ thu tinh anh không phải sao diễm hồng liên lười biếng ngồi xuống nhưng đó là hậu cung còn đây là nương tử bang đây có thể xem như một phân đả của hậu cung nha tiên nhược tuyết đề nghị nàng cũng hơi mềm lòng với đám nữ nhân kia lạc nam lắc đầu mở miệng nói kẻ thù của ta có rất nhiều nương tử bang càng đông đồng nghĩa với trách nhiệm của ta và các nàng sẽ càng nặng hiện tại chúng ta chưa có thời gian để giải quyết vấn đề này việc kết nạp thành viên tạm thời không nhắc đến chúng nữ gật đầu quả thật là như vậy các nàng còn định bế quan dài hạn tu luyện công pháp đấy nhất là yên nhược tuyết còn phải luyện hóa huyết mạch thủy hoang ba ngày sau lễ khai giảng chính thức diễn ra tại quảng trường đông đúc vô số tu sĩ ngự không mà đến nghiêm túc xếp hàng bầu không khí hết sức nghiêm trọng lạc nam và chúng nữ đứng trong hàng ngũ tân sinh quan sát xung quanh hội trường chứng kiến trong đám lao sinh vô số khí tức hóa thần như ẩn như hiện âm thầm cảm thán độ phồn hoa tại học phủ trận lạc nam cảm nhận được không ít ánh nhìn địch lý tập trung vào mình hắn cười nhạt một tiếng. Đám lạc trường, huyết tử, vương lân này sớm muộn cũng bẻ răng từng thằng một. Về phần đám người lạc anh bang, lạc nam cũng không ngần ngại bọn hắn tìm đến. Chỉ là rất nhanh, lạc nam phát hiện có ánh mắt không đúng, hắn theo hướng quan sát liếc nhìn. Trong hàng ngũ thiên sơn tiên cảnh, một nữ nhân toàn thân áo trắng như tuyết, khăn lục che mặt, khí chất xuất trần, đôi mắt như ngọc lục bảo đang phức tạp nhìn hắn. Lạc nam hướng nàng gật đầu xem như chào hỏi. Nữ nhân kia khe rung, quay đầu sang nơi khác hiển nhiên lúng túng khi nhìn trộm bị phát hiện. Lạc Nam cười cười, cũng không tiếp tục để ý. Mà lúc này, ở giữa trung tâm quảng trường, vô số khí thế khủng bố hàng lâm. Hơn ngàn người, tu vi kém nhất cũng là hóa thần hậu kỳ, luyện hư kỳ cũng có không ít. Thân ảnh chấp chính trưởng lão cùng thất đại chấp sự xuất hiện, hướng về toàn trường mở miệng. Tổng cộng 1069 vị cường giả trước mắt chính là toàn bộ giáo viên của học phủ, bọn họ tập trung ở đây, chính là chào đón toàn bộ tân sinh các ngươi. Chào mừng các ngươi đến với Thánh Linh Học Phủ. Âm thanh ầm vang chấn động đất trời, hàng nghìn cường giả cấp cao cất tiếng trang trọng đến cực điểm. Đám Tân Sinh toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, từng đôi mắt đỏ ngầu, kích động hò hét. Ra mắt các vị giáo viên. Lúc này, thân thể lạc nam chợt rung lẩy bẩy, toàn thân kích động đến cứng người, ánh mắt nhìn thẳng vào một trong hàng nghìn các giáo viên đang có mặt. Chúng nữ bên cạnh phát hiện hắn dị thường, nhao nhao nhìn theo. Trong tầm mắt của bọn họ, một thân ảnh luyện chuyển lung linh đứng thẳng. Mông ngực vỉnh cao, vòng eo như liễu, thân hình như ma nữ tràn ngập sự ma mị, từng đường cong cơ thể nổi bật đến cực hạn, tô điểm cho sức hấp dẫn không thể kháng cự của nàng. Nữ nhân toàn thân mặc lấy y phục màu tím ôm sát cơ thể, chất liệu cao quý, từng đường kẻ màu hoàng kim phối trí tinh xảo khéo léo, như mộng như ảo, càng tôn lên đường nét cơ thể nàng. Như mộng tâm y y. Y phục hắn từng tặng nàng, Lạc Nam không sao quên được. ngộng ảnh. Nhìn nữ nhân như hạc giữa bầy gà kia, hắn ôn nhu gọi một tiếng khô khốc trong miệng nữ nhân đồng dạng cũng đang đắm đuối nhìn hắn thấy hắn gọi tên mình nàng ngâng lên cánh tay ngọc nhẹ nhàng lột đi lớp khăn che mặt hít theo một tràn hít thở không thông vang lên toàn trường trở nên tỉnh mịch hơn bao giờ hết khi lớp lụa mỏng trên mặt kia rơi xuống nữ nhân bỗng nhiên trở thành tiêu điểm của toàn trường một đôi môi phấn nộn như trâu ngọc đỏ chân bóng ánh sáng nhẹ nhàng cong lên cảm thon tinh xảo như tuyệt tác làn da trắng hồng không một tí vết má đào sinh xuân mũi quỳnh thơm ngát đôi mắt trong veo như sao trên trời cùng mảy liễu nhẹ dáng hắn ra lại ẩn chứa một tia nhu tình mật ý hút hồn người khác. Mặt sinh như thiên tiên, dáng người như ma nữ. Đây là câu nói miêu tả nàng một cách chân thật nhất. Bất kể là nam hay nữ khi nhìn thấy nàng, đều không ức chế nổi trái tim đập thình thịch nơi lồng ngực. Thời gian dài qua đi, rốt cuộc có người lấy lại tinh thần, họ phát hiện vị thần nữ kia từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào một vị trí. Theo ánh mắt nhìn qua, họ bắt gặp lạc nam cái miệng trừng lớn, thần thờ nhìn về nữ thần của họ. Hai người nhìn nhau, thời gian như đọc lại trong ánh mắt tần mộng ảnh là một tia tưởng niệm một tia thích thú một tia hài hước mà trong con mắt màu trắng của lạc nam đám người chỉ nhìn thấy vô tận bất ngờ ngay cả một tia háo sắc cũng không có nàng thật sự là mộng ảnh của ta sao hắn hít sâu một hơi trong miệng chỉ lẩm bẩm theo sau đó trước ánh mắt của vô số người lạc nam nhắm lại con mắt ngay cả nhìn cũng không tiếp tục nhìn một chút tân mộng ảnh thân thể nhẹ rung, trong lòng xuất hiện cảm giác bất an thái độ của hắn khiến nàng không kịp phản ứng Nàng vốn nghĩ hắn sẽ vui mừng, sẽ sung sướng, sẽ tự hào. Nhưng mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược. Lạc Nam quả thật cảm thấy bàng hoàng, sự tương phản quá lớn khiến hắn không kịp định thần. Mộng ảnh trong trí nhớ của hắn dáng người tuyệt diệu, nhưng nhan sắc xấu xí, những khi hắn tưởng niệm về nàng, cũng là bộ dạng xấu xí kia. Hiện tại đùng một cái, một sát thái đối lập hoàn toàn xuất hiện, khiến hắn khó có thể thích ứng. Chúng nữ cũng nhận ra thái độ khác thường của hắn, đang định mở miệng hỏi thăm, Bạch Tố Mai đã đưa tay ngăn cản khoảng thời gian ở linh vũ thành là nàng cùng hắn đối với quan hệ của chủ nhân mình và tần Mậu ảnh hiểu rõ hơn ai hết nàng nhìn qua tần Mậu ảnh khẽ lắc đầu thở dài mà lúc này lạc nam rốt cuộc lấy lại bình tĩnh mở ra con mắt thản nhiên đối mặt với nữ tử tuyệt mỹ kia trong lòng hắn có vô số lời muốn nói vô số câu hỏi nhưng hiện tại chỉ có thể chờ đợi hắn có thể chờ nhưng nàng thì không chỉ thấy tần Mậu ảnh khẽ cắn cánh môi như bảo thạch đột nhiên đạp nhẹ bước chân một lần nữa xuất hiện đã ở cạnh lạc nam trong lúc chúng nữ chưa lấy lại tinh thần một tay nàng kéo lấy hắn phá không rời đi chúng nữ nhao nhao nổi giận định truy đuổi bạch tố mai ngăn cản các nàng đem chuyện trước đây một lần nữa kể lại chúng nữ ngạc nhiên lấy tay che miệng không ngờ nam nhân nhà mình lại có quan hệ với bách diện tiên tử người xếp thứ bốn mươi chín trên hoàng kim bảng trong lúc nhất thời cả đám chỉ có thể âm thầm cầu nguyện mọi chuyện đều tốt đẹp chuyện này rốt cuộc là sao bên trong đám giáo viên vài tên nam tử tu vi mạnh mẽ sắc mặt âm trầm nhìn lấy tình cảnh này bách diện tiên tử là tình nhân trong mộng của bọn hắn hiện tại lại đột nhiên bỏ mặt lễ khai giảng lôi kéo một nam đệ tử bay đi hành động mập mở đến cực điểm bọn hắn có thể không tức giận sao mà vô số thanh niên vì ái mộ dung nhân của tần mộng ảnh cũng oán độc ghen tị với là nam âm thầm xem hắn là kẻ địch bên cạnh dòng suối trong hoa thơm cỏ lạ khung cảnh yên bình hai thân ảnh song song mà đứng bầu không khí có vẻ hơi trầm lặng ngươi không thích dung nhan này của ta tiếng nói hêm rượu trong veo như suối trong khiến lạc nam khẽ rung vẫn là âm thanh quen thuộc ấy của nàng hắn xoay người ngắm nhìn diện mạo tuyệt trần ấy một tay đặt lên má nàng nhẹ nhàng vớt ve chỉ là chưa kịp quen thuộc những gì thuộc về nàng ta đều thích hắn cảm giác được hương thơm của nàng ôn nhu nói tân ngộng ảnh rốt cuộc đặt xuống tảng đá lớn trong lòng thở phào một hơi ú hương tỏa ra bốn phía ta muốn biết đâu là dung mạo thực sự của nàng nếu nàng đẹp như thế này ta đương nhiên rất thích nhưng ta càng yêu những thứ vốn thuộc về nàng hơn." Lạc Nam chân thành thủ thị. Tân mộng ảnh trái tim như bị hòa tan, trên gương mặt như thiên thần của nàng, hắc ám nhanh chóng bao phủ, một lần nữa xuất hiện là gương mặt xấu xí thân thuộc trước đây. Ngón tay trắng như phấn chỉ lên mặt, nàng hỏi hắn, "Nếu đây là dung nhan thật của ta, ngươi thật sự thích hơn lúc này?" Lạc Nam không trả lời nàng, hắn dùng hành động chứng minh. Vòng tay qua vòng eo tuyệt hảo, đôi môi tìm đến khuôn miệng hơi dày không đẹp của nàng, không chần chờ hôn lấy. Chụt chụt. Hai người say xưa quấn chặt lấy nhau, lười hắn tham lam cướp đoạt ngọc dịch của nàng, nụ hôn ướt át dài như thế kỷ. Không biết từ bao giờ, dung nhan xấu xí của tần mộng ảnh một lần nữa biến mất, trở lại thành khuôn mặt tiên nữ kia, yếu ớt tựa vào lòng hắn, mặc nam nhân không ngừng xâm chiếm miệng lưỡi mình. Hồi lâu sau, cả hai lưu luyến rời môi, mặt nàng ửng hồng càng thêm mê người, lạc nam thất thần, hận không thể đẻ nàng ra yêu thương chiều chuộng. Đây mới là dung nhan thật sự của ta, ngươi không quen cũng phải tập thích ứng, người ta không muốn tiếp tục làm nữ nhân xấu xí. Tân Ngọc ảnh phồng má hết sức đáng yêu. Kể cho ta nghe xem nào, nàng có dung mạo khác nhau bắt nguồn từ cái tên Bách Diện đúng không? Lạc Nam vuốt ve tấm lưng chân bóng thủ thị. Tân Ngọc ảnh nhuyễn miệng cười như trăm hoa đua sắc, mở môi son nóng anh nói: "Công pháp ta tu luyện là linh cấp thượng phẩm Bách Diện Thiên Công, mỗi khi tu vi gia tăng một bậc sẽ sinh ra một dung mạo mới, càng sở hữu nhiều dung mạo thì tốc độ hấp thu linh khí tu luyện sẽ càng nhanh hơn." Nói xong, như chứng minh cho hắn, chỉ thấy gương mặt nàng cấp tốc biến đổi liên tục. Từng dung nhan khác nhau hiện ra trước mặt hắn, có xinh đẹp, có dễ thương, có tranh chua, có dữ dằn cũng có xấu xí. Lạc Nam như hoa mắt nhìn nữ nhân trong lòng mình biến hóa liên tục, nhưng tất cả diện mạo đều không thể sánh bằng vẻ đẹp tuyệt hảo vốn có của nàng. Nhờ có lôi hỏa huyền công mà người tặng ta, ta thành công đột phá luyện hư trung kỳ, lại vừa hình thành một dung nhan mới cách đây nửa năm. Tân mộng ảnh tươi cười khoái chí, chợt diện mạo một lần nữa chuyển biến. Theo sau đó, hắn trợn tròn mắt nhìn gương mặt nàng vừa thay đổi. So với dung nhan thật sự của nàng không thua kém chút nào, có thể nói là nửa lạng tám cân A. Biết dung nhan này là của ai không? Tân Ngọc ảnh chỉ vào mặt cười nghịch ngợm. Lạc Nam lắc đầu ngói ngộ ơ y, nữ nhân đẹp như thế này nếu thấy rồi hắn sẽ không quên. Tân Ngọc ảnh che miệng cười cười, thích thú vô cùng khúc khích nói. Bách hoa tiên tử tô nhan. linh 204, bát hoang hoành thiên viêm. Bách hoa tiên tử tô nhan lạc nam nghe tần mộng ảnh nói mà giật mình đây không phải tông chủ bách hoa tông sao đồng nghĩa với sư phụ của tô mị trong lúc nhất thời hắn chỉ biết cầm nhín nàng có thể tùy ý sinh ra dung mạo mình mong muốn sao lạc nam không tin có sự trùng hợp như vậy bách diện thiên công có ba tầng ở tầng thứ nhất dung nhan được sinh ra sẽ ngẫu nhiên đến tầng thứ hai ta đã có thể chủ động hình thành dung mạo theo mong muốn của mình tần Ngọc ảnh cười sinh như hoa lúc này lại đem bộ dạng trở về như cũ Lạc Nam nghe nàng nói mà hai mắt tỏa sáng, hắn âm thầm quyết định sau này mỗi khi tần mộng ảnh hình thành dung mạo, nhất định phải kêu nàng biến hình theo ý mình. Hừ, người ta đã có bất ngờ dành cho ngươi, ngươi có quà gì tặng cho ta hay không? Tân mộng ảnh xuề ra tay ngọc, cực kỳ không khách khí. Lạc Nam dở khóc dở cười, lần này gặp lại hắn nhận ra nàng thân mật với mình hơn so với hai năm trước, ít nhất khi đó nàng còn thoáng ngại ngùng, nhưng hiện tại không còn nữa. Đối với chuyện này Lạc Nam rất vui mừng, nàng đã không khách sáo cùng hắn chính là thật tâm xem hắn là người nhà, quan hệ của cả hai xem như tiến triển thêm một bậc. Vội vàng mở ra cửa hàng may mắn, hắn muốn tìm thứ nào đó mua cho nàng. Trận, lạc nam giật mình, không dám tin chừng to mắt, hô hấp trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết. Điểm danh vọng, 13,8 tỷ. Ông trời của ta. Lạc nam không ức chế được nhịp tim nhảy lên thình thịch, thần thơ lẩm bẩm trong miệng. Không có gì phải kinh ngạc, sau khi thánh linh bảng truyền ra, tên tuổi công tử đã nổi tiếng khắp đại lục cộng thêm đám nữ nhân khâm phục hành động của công tử ở khảo hạch thứ nhì cùng vô số nam tử ghen ghét công tử khi đi cùng một bầy nữ tử kim nhi nhí nhảy giải thích lạc nam hít sâu đã có số điểm danh vọng khủng bố này xem như sắp tới có thể mua thêm một loại huyết mạch bất phàm có chuyện gì thế không chuẩn bị quà cho ta cũng không sao nha lần sau bù lại tân ngộng ảnh thấy hắn thần thờ tưởng hắn ngại vì không có quà cho nàng không nàng chờ ta một lát Lạc Nam hít sâu cố gắng bình tĩnh nỗi lòng, vội vàng xem xét cửa hàng. Mặc dù đã đoán trước, nhưng nhìn thấy kim ô huyết mạch trôi tuột đi mất, Lạc Nam vẫn không nhịn được tiếc nuối thở dài một tiếng. Thứ quý giá như vậy, không biết bao giờ mới tiếp tục xuất hiện. Năm vật phẩm xuất hiện cũng chẳng thứ nào ra hồn, hắn tiếp tục đổi mới. Hôm nay vận khí kém cỏi đến cực điểm, đổi mới liên tục vài chục lần, điểm danh vọng tiêu hao đáng kể, toàn ra đổ tào lao. Tân Ngộ Ảnh nhìn sắc mặt hắn ngày càng khó coi, Ôn Nhu kéo tay hắn thủ thị ta không cần thứ gì quá mức quý giá đâu. Hay ngươi mời ta chén rượu. Lạc Nam trong lòng ấm áp, buồn bực đóng lại cửa hàng, cắn răng một cái. Theo sau đó, bàn tay hắn bao phủ tử tâm phần không viêm, từ linh giới châu móc ra một đóa hỏa diễm đỏ rực. Nhiệt độ không khí cấp tốc tăng cao, tần mộng ảnh che miệng tốt lên. Nham tượng trọng viêm. Là một tu sĩ có hỏa hệ linh căn, nàng đương nhiên nhận ra lai lịch của dị hỏa hình con voi này. Tặng nó cho nàng, xem như một phần tâm ý của ta. Lạc Nam cười cười, một đóa dị hỏa đổi lấy lòng của tuyệt sắc giai nhân, hắn cảm thấy rất đáng giá. Huống hồ ngày sau hai người song tu, dị hỏa này cũng không thoát khỏi tay hắn, tình huống sẽ giống với kim ô hư hỏa của nữ nhân bá đạo kia. Tân Ngộng ảnh cánh môi rung rung, nàng biết hắn đạt được một đóa dị hỏa trong lần khảo hạch thứ ba kia, nhưng mức độ quý hiếm của dị hỏa không cần nói cũng biết, người này vậy mà không ngần ngại đem nó cho nàng, sao có thể không cảm động. Trong giây phút này, Tân Ngộng ảnh chỉ cảm thấy tất cả những thứ nàng làm vì hắn đều đáng giá, ngay cả hai năm chờ đợi hắn cũng vậy nghĩ thì như vậy nhưng tần mộng ảnh không vội vàng tiếp nhận ngược lại hử một tiếng hỏi ngươi và nha đầu diễm hồng liên kia là sao vì sao cả hai đều sở hữu tử tâm phần không viêm lạc nam gậy đầu cũng không che giấu thành thật nói công pháp ta tu luyện có chút đặc biệt có thể cùng nữ nhân song tu để chia sẻ dị hỏa ừ thì ra là vậy Tân mộng ảnh đã sớm đoán được chẳng qua chỉ hỏi xác nhận mà thôi bất quá như nghĩ đến điều gì sắc mặt nàng đỏ bừng lên trong thấy, hai bàn tay trắng như phấn xoa xoa vào nhau, lắp ba lắp bắp. Vậy vậy nếu ta và ngươi song song tu có phải cũng có thể chia sẻ nham tượng trọng viêm? Lạc Nam nghe câu hỏi của nàng, lại ngắm nhìn dung nhan như tiên nữ của đối phương, hô hấp hơi dồn dập gật mạnh đầu. Tân ngọc ảnh túi gầm mặt xuống, trái tim đập thỉnh thịch trong lòng ngực, đang định mở miệng nói gì đó. Một âm thanh nữ nhân ngang tàn vang lên cắt đứt sự ngượng ngùng giữa hai người. Nham tượng trọng viêm. Đồ tốt ta tiểu tử ngươi mo đổi với lao nương lạc nam ngẩng đầu nhìn lên không gian đang nhanh chóng vỡ nát một thân ảnh từ bên trong bước ra một nữ nhân toàn thân võ y đơn giản mái tóc dài đen tuyển cuộc lại thành đuôi ngựa tùy ý tung bay không gò bó thân hình von dài thậm chí không thấp hơn hắn toàn thân mê người săn chắc sở hữu làn da bánh mật chân bóng quyển lính rũ điều đáng nói là bộ ngực của nàng thật hùng vĩ to tròn căng đầy như hai quả bóng dường như tùy thời có thể bắn ra bất cứ lúc nào so với một tử âm còn to hơn một vòng vòng eo có giãn linh động bên dưới là bờ ngông vểnh cao nảy tương tương theo từng nhịp bước các thớ thịt chắc khỏe đàn hồi kích thích thị giác đến cực hạn gương mặt nàng thuần một vẻ đẹp á đông môi đỏ hơi dày nết lên trông khá bất cần mũi cao thon dài mắt phượng cao ngạo chứa một tia điên cuồng đặc biệt là đôi mày sắc bén thể hiện nét anh khí dạng ngời vượt xa đám nam tử thông thường đối diện với nàng lạc nam vậy mà cảm giác gáp bách toàn thân hết sức khó chịu nàng như một nữ tướng bất bại trình chiến xa trường vượt qua núi thây biển máu vai hùng cùng dã tính đến cực điểm. Lần đầu tiên Lạc Nam ngưng trọng nhìn một nữ nhân, cơ thể khỏe khoắn của nàng toát ra một lực lượng khổng lồ như ngọn núi lửa, để ép hắn đến mức không thở nổi. Mà lúc này, Tân ngộ Ảnh cũng nhìn thấy nữ nhân vừa tiến đến, tức giận dậm chân một cái, giọng điệu trong trẻo làm đùng. "Sư phụ, ngươi vậy mà nhìn trộm chúng ta?" Đáng ghét. Lạc Nam một mặt mộng bức, con bà nó, nữ nhân này là sư phụ của ngộ Ảnh. Hừ, nha đầu đủ lông đủ cánh rồi, có nam nhân nên không xem lão nương ra gì đúng chứ nữ nhân kia hất đuôi tóc dài bá đạo hư lạnh tân mộng ảnh chu môi trước mặt sư phụ nàng như một tiểu cô nương vậy khi chất luyện hư trung kỳ hoàn toàn không tồn tại a à. lạc nam lúc này mới nhớ nữ nhân trước mặt đánh chủ ý nham tượng trọng viêm của hắn chắp tay khách khí chào hỏi tiểu tử ra mắt tiền bối người là sư phụ của mộng ảnh tức là sư phụ của tiểu tử nham tượng trọng viêm tặng người là chuyện nên làm a à. nói đùa nữ nhân này là hàng khủng a à có thể bám lấy bắp đùi nàng không thể tốt hơn. Nữ nhân nhớn nhớn mày, hài lòng gật đầu hỏi lại, ngươi thật muốn bái lao nương làm sư phụ. Đến lượt lạc nam cứng đờ, hắn chỉ buộc miệng nói vậy thôi, không ngờ bị xem là thật. Rất tốt, lao nương cũng nhìn chúng ngươi, mau dâng rượu bái sư đi. Nữ nhân bá đạo lấy ra một tòa phượng tọa, thong dong ngồi xuống, một chân đặt chéo lên, để lộ bắp đùi đàn hồi chân bóng, kích thích đến cực điểm. A à, cái này tiểu tử đã có sư phụ a. À? Lạc Nam đành tìm cớ biện minh nói lao nương mặc kệ ta làm sư phụ thứ hai của ngươi cũng được nữ nhân không sao cả nói từ lần đầu xem tên này tham gia khảo hạch nàng đã quyết tâm bồi dưỡng hắn tân Ngọc ảnh lúc này ngoan ngoãn như con mèo nhỏ đứng một bên nếu lạc nam đồng ý bái sư hắn chính là sư đệ của nàng tình cảm của các nàng sẽ là tỷ đệ luyến cũng rất không tệ a à. lạc nam lâm vào thế khó xử hắn quả thật không muốn bái một nữ nhân làm sư phụ lúc này nghĩ ra diệu kế mở miệng cười ta nói sư phụ tiểu tử từng căn dặn tiểu tử chỉ được phép bái sư người có thể đánh bại mình trong cùng tu vi. Hắn tràn ngập chiến ý nhìn nữ nhân ngồi trên phượng tọa, hắn không tin có người sẽ đánh bại mình trong cùng cấp. Ồ, người muốn đánh nhau cùng cấp với lao nương. Nữ nhân tràn ngập ý cười. Mà tân mộng ảnh liên tục ném cho hắn ánh mắt ra hiệu. Lạc Nam vô vô lòng ngực tràn đầy tự tin, bá đạo tuyên bố. Đúng vậy, chỉ cần tiền bối có thể đánh bại ta trong cùng cấp. Người chính là sư phụ của Lạc Nam. Nữ nhân gật gật đầu, vươn người đứng dậy theo sau đó khí tức toàn thân nàng bắt đầu thu liễm rốt cuộc dừng lại ở mức kim đăng kỳ lạc nam chừng to mắt tức giận nói đây là xem thường ta sao đối phó ngươi kim đan hay nguyên anh cũng không có gì khác nhau nữ nhân lắc lắc đầu hướng hắn vẩy vẩy tay hừ ta sẽ cho nàng hối hận lạc nam hừ một tiếng trong lòng lúc này không khách sáo chút nào dị hỏa điên cuồng điều động vừa ra tay đã là chiêu thức cực mạnh trích tinh thủ một bàn tay lớn khổng lồ hình thành trên không trung dị hỏa hừng hực thiêu đốt, hướng về nữ nhân kia đè xuống. Nguyên Anh hậu kỳ phát ra công kích mạnh mẽ như vậy, rất không tệ. Nữ nhân mở miệng tán thưởng. Tần Ngọc Ảnh vui mừng nét miệng, sư phụ rất ít khi khen ngợi một người A. À. Mà lúc này, chỉ thấy trích tinh thủ bá đạo mà đến, không gian xung quanh nó rung rẩy kịch liệt. Nữ nhân lắc đầu một cái, bàn tay khỏe khoắn nhẹ nhàng nâng lên, ngay cả một tia lực lượng cũng không thèm sử dụng. Nguy hiểm. Lạc Nam vội vàng nhắc nhở, hắn không muốn đả thương sư phụ của Tần Mộng Ảnh A. À bất quá rất nhanh hắn bị đả kích chỉ thấy bàn tay trắng như phấn kia nhẹ nhàng nắm một cái trích tinh thủ như một cục đất mỏng dễ dàng bị nữ nhân bóp đến nát ấy làm sao có thể lạc nam ngơ ngác nói một tiếng rõ ràng tu vi nữ nhân kia vẫn là kim đàn kỳ a đến lượt lao nương rồi nữ nhân khẽ cười xinh đẹp tuyệt mỹ so với tần mộng ảnh có một loại khí chất thành thục khác biệt lạc nam vội vàng triệu hồi một quy tiến hành phòng thủ dị mục tiểu tử ngươi đồ tốt không ít đâu Nữ nhân thích thú liếm liếm môi, chợt nhặt lên một cục đất ven đường, hướng về hắn ném tới. Ầm ầm ầm. Theo cú ném đất của nàng, không gian tầng tầng sụp đổ, toàn bộ hóa thành hư vô. Ầm. Một quy giống lên một tiếng không cam lòng, tiêu tán trong thiên địa. Mà cục đất kia vẫn hung tợn tiến đến, Lạc Nam vẫn chưa kịp dùng tốc biến, đã đập thẳng vào lòng ngực hắn. Phụt. Hắn như bịch muối văng ra ngoài, liên tục phun hai ngụm máu, sắc mặt tái mét. "Tiểu Nam!" Tân Mộng Ảnh lo lắng thốt lên nhanh chóng bước đến đỡ lấy hắn nữ nhân lười biếng nhìn tình cảnh này trở về ghế ngồi chéo ngoài lạc nam chật vật đứng dậy hoảng sợ nhìn nàng trong lòng bị đả kích đến cực điểm hắn không hiểu vì sao mình bại thê thảm như vậy công tử nha nữ nhân này là một vị cựu truyền thể tu ngươi so được sao lời nói của kim nhi khiến hắn xem tí nửa thổ huyết lần hai con bà nó chắc không được nàng đem tu vi linh lực hạ xuống kim đan kỳ nhưng khủng bố như vậy a à, hắn khóc không ra nước mắt đây không phải khi dễ trẻ con sao tu vi của thể tu không thể hạ thấp được a à? trách không được nàng mang lại khí trang áp bức mạnh như vậy dù hắn thi triển thiên đế biến chỉ sợ cũng chào thua sao nàng không cho ta biết sớm lạc nam u hoán hỏi kim nhi cần gì phải nói để công tử bái sư cũng tốt à. đại đế cũng cần có đế sư bá chủ cũng nên cần một vị sư phụ a à? nữ nhân này rất thích hợp chỉ đạo công tử trên con đường thể tu huống hồ nàng còn là một độ kiếp kỳ cường giả đấy kim nhi luyên thuyên bất tuyệt nói lạc nam giật mình xem ra nữ tử trước mặt là một trong những cường giả đứng đầu toàn bộ Việt Long Tinh. Toàn bộ thiên tài trên đại lục muốn có sư phụ như vậy cầu còn không kịp đấy, hắn cũng không thể làm giá. Sau này công tử thu nàng, chẳng phải là sư đồ luyến ái trong truyền thuyết sao? Kim Nhi nói thêm một câu. Phụt! Lần này lạc nam chính thức thổ huyết, nói đùa sao? Nàng không thu ta đã không tệ rồi, bất quá cũng rất kích thích ta. Hắn phát hiện Kim Nhi ngây thơ trong sáng ngày càng bị làm hư. Nghĩ đến đây, lạc nam nắm tay tần mộng ảnh đến trước mặt nữ tử đồ nhi ra mắt sư phụ vốn định quỳ xuống làm lễ nhưng bị nữ tử khoát tay hào phóng ngăn cản trở thành đệ tử của lão nương không cần câu nệ tiểu tiết như vậy dâng một chén rượu là được lạc nam nghe vậy từ nhẫn chữ vật móc ra một chum rượu ngon nhất của trọng vô danh lễ độ đưa đến trước mặt nàng trong sự chứng kiến của tần mộng ảnh nữ nhân ngửa đầu uống hết một phần hai chum rượu thoải mái khen ngon ném về phía hắn ngươi uống phần còn lại chúng ta chính thức là sư đồ lạc nam không khách khí vội và nâng lên trên miệng chum rượu vậy mà dính chút son môi đỏ như lửa của nàng lạc nam kê miệng ngay tại đó ngửa đầu uống sạch thật thơm ngọt đây là rượu ngon nhất hắn từng được uống chứng kiến vẻ mặt thỏa mãn của lạc nam nữ nhân dở khóc dở cười thầm mắng một tiếng xú tiểu tử nham tượng trọng viêm vốn định tặng ngọc ảnh hiện tại xem như lễ ra mắt với sư phụ ta sẽ tìm thứ khác tặng cho nàng lạc nam nâng lên dị hỏa hình con voi lúc này hắn mới hiểu vì sao sư phụ mình muốn loại dị hỏa này bản thân nàng là một thể tu lợi hại có thêm loại dị hỏa điều khiển trọng lực chẳng khác nào như hổ thêm cánh lao nương đã nói đổi là sẽ đổi cầm lấy thứ này đi nữ nhân tùy ý thu hồi nham tượng trọng viêm bàn tay cầm ra một thứ khác đưa đến trước mặt hai người là nam gầm theo một tiếng kiệt ngạo bất tuần chấn động cửu tiêu bầu không khí đột ngột sôi sùng sục hết sức kịch liệt dù hai người đều có hỏa thuộc tính nhưng vẫn cảm thấy toàn thân oi bức khó chịu lạc nam và tần mậu ảnh cùng lúc ngày dự kim nhi càng là nghiêm túc hét lớn xếp hạng thứ sáu trên dị hỏa bảng bát hoang hoành thiên viêm chương hai trăm linh năm ba vị sư tỷ bát hoang hoành thiên viêm nghe âm thanh của kim nhi vừa nói lạc nam bất ngờ thốt lên một tiếng con mắt nóng rực nhìn chằm chằm đoá dị hỏa trên tay nữ nhân sư phụ chỉ thấy dị hỏa này có hình dạng một đôi cánh lớn hỏa diễm màu thiên thanh đang hừng thực thiếu đốt đôi cánh cự đại này gồm tám cái cánh nhỏ hợp thành mỗi bên trái phải phân biệt đều bốn cánh không sai bát hoang hoành thiên viêm có khả năng gia tăng tốc độ của người sử dụng khi thi triển thân pháp ngoài ra kích hoạt trạng thái mạnh nhất của nó có thể trở nên to lớn hàng trăm trượng đốt cháy bầu trời thiêu trụi văn vật là một loại dị hỏa có phạm vi công kích quần thể lớn tần mậu ảnh hít sâu một hơi nàng không ngờ sư phụ mình lại có dị hỏa mạnh mẽ như vậy bất quá phong cách chiến đấu của sư phụ nàng rất bạo lực chỉ thiên về khả năng công phá mạnh mẽ không quá mức ứa chuộng tốc độ vì thế nham tượng trọng viêm càng thêm thích hợp mà mỗi tu sĩ chỉ có thể luyện hóa một loại dị hỏa, trừ khi có công pháp đặc biệt như là Nam, nên sư phụ đành mang Bát Hoang Hoành Thiên Viêm ra trao đổi với nham tượng trọng viêm. Mặc kệ lý do gì thì người có lợi vẫn là Lạc Nam, đối với hắn thì Bát Hoang Hoành Thiên Viêm cần thiết hơn rất nhiều. Dù sao tên này thường hay bị vây công, nếu có Bát Hoang Hoành Thiên Viêm xem ai dám kéo hội tập kích hắn. Nghĩ đến đây Lạc Nam một mặt cảm kích, đưa tay tiếp nhận đôi cánh hỏa diễm trên tay sư phụ. A à dù đã dùng tử tâm phần không viêm đem cánh tay bảo vệ nhưng sức nóng của bát hoang hoành thiên viêm vẫn khiến hắn đau đớn buộc miệng thốt một tiếng tân ngộng ảnh chưa kịp lo lắng hắn đã đem nó thu vào linh giới châu nữ nhân sư phụ và tần ngộng ảnh đều là người có kiến thức biết tên này có không gian chứa vật lợi hại cũng không tò mò làm gì được rồi đó là tiểu nam ngươi cùng lão nương trao đổi công bằng không cần cảm tạ nữ nhân sư phụ phóng khoáng phất tay đôi mắt phượng cao ngạo nhìn hắn trầm ngâm nói lao nương cũng nên có quả ra mắt cho tiểu đồ đệ ngươi thích thứ gì lạc nam hí hửng suy nghĩ một chút về việc hình thành đại nhật thần thể mở miệng nói chỉ cần sư phụ ban tặng đồ nhi đều yêu thích ta bất quá nếu có thể ta cầu một viên dung hòa đan gieo miệng tân mộng ảnh cùng sư phụ đồng thời hư một tiếng hiện tại mới tạm hiểu vì sao tên này có nhiều nữ nhân như vậy đối với chuyện lạc nam có nhiều thê thiếp nữ nhân sư phụ không có ý kiến nàng nhìn ra thê thiếp của tên này đều có thiên phú không tệ cũng sẽ không kéo chậm bước tiến của hắn bất quá nghe đến cái tên dung hỏa đan nữ nhân sư phụ lắc đầu tiết mới loại đan dược này lão nương không có nhu cầu sử dụng vì thế không có bất quá những năm gần đây thu thập linh dược có không ít ngươi có cần gì không lạc nam cũng không thất vọng dung hỏa đan để hình thành thể chất nàng không có cũng là điều dễ hiểu bèn đem nguyên liệu luyện chế dung hỏa đan nói ra vậy đồ nhi muốn dung linh thảo hỏa hồng nhủ cùng hỏa nhân sâm về phần yêu đan của yêu thú ngũ giai hỏa hệ hắn sẽ tự mình thu thập không cần phiền đến nàng. Lao nương vừa vặn có hỏa nhân sâm, hiện tại đưa cho ngươi. Nữ nhân sư phụ vừa nghe, không chần chờ ném ra một gốc nhân sâm to bằng bắp đùi người trưởng thành, toàn thân nóng rực như lửa, không hổ danh là hỏa nhân sâm A. Lạc Nam vội vàng tiếp nhận, thu vào nhẫn chữ vật. Ngộ ảnh, ngươi có hai thứ còn lại không? Nữ nhân sư phụ quay sang hỏi đệ tử. Tân ngộ ảnh lắc đầu. Hòa hồng nhủi buồn tỏa có. Theo một âm thanh bá đạo lãnh ngạo vang lên, Lạc Nam nhảy dựng một cái, gương mặt vui mừng nhìn hư không đang nứt ra chỉ thấy một nữ nhân toàn thân chiến bảo màu trắng bao trùm thân thể thành thục có một loại phong vận tà mị khác thường chính là bạch ma chiến bảo nàng đoạt của hắn nữ nhân mái tóc đen tuyền bối cao mẫu nghi thiên hạ lãnh đạo như diễm thân hình mê người cuốn hút mãnh liệt xung quanh nàng hỏa diễm hoàng kim đang không ngừng thiêu đốt càng làm nổi bậc sự cao quý vốn có loại khí chất và diện mạo này không phải diễm nguyệt kỳ thì còn ai vào đây nữ nhân sư phụ nhìn người vừa đến sắc mặt không quá kinh ngạc hiển nhiên đã cảm ứng được đối phương. Ngược lại là tần mộng ảnh, lồng ngực phập phồng lên xuống, thử một tiếng quay mặt sang nơi khác. Diễm Nguyệt Kỳ bước chân mà đến, không gian như trở nên thất sắc trước vẻ đẹp của ba nữ nhân, huống hồ còn có một nữ nhân đã ân ái cùng hắn, Lạc Nam chỉ cảm thấy hít thở không thông. Mà đúng lúc này, cảnh tượng khiến đám người trừng to mắt diễn ra. Chỉ thấy trên thân thể Lạc Nam và Diễm Nguyệt Kỳ, hai loại dị hỏa màu tím và hoàng kim đột ngột phá thể mà ra, như phu thê lâu ngày gặp lại, hết sức đột ngột khiến tất cả đều không phản ứng kịp nhanh chóng hòa quyện vào nhau cái gì thế này tân Ngọc ảnh sắc mặt tái nhợt hét lớn một tiếng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng lảo đảo sắp ngã ngộ ảnh lạc nam thốt lên một tiếng cưỡng ép đem dị hỏa thu hồi vào cơ thể vươn tay đỡ nàng vào lòng ngực gương mặt lúng túng mà diễm nguyệt kỳ khẽ hừ một tiếng sắc mặt xuất hiện một tia đỏ hồng quay sang nhìn nữ nhân sư phụ cung kính nói nguyệt kỳ bài kiến sư phụ nữ nhân sư phụ mỉm cười tinh quái gật đầu với bản lĩnh của nàng đương nhiên nhận ra lạc nam có kim ô hư hỏa hài hước nhìn mối tình tay ba diễn ra trước mặt lạc nam đang ôm tần ngọc ảnh chứng kiến diễm nguyệt kỳ vậy mà hô sư phụ cái miệng mở lớn như quả trứng gà hắn xin thề đây là lần kinh ngạc nhiều nhất từ trước đến nay nhận ra thắc mắc của hắn nữ nhân sư phụ cười ha ha thính luôn cả ngươi lão nương có tổng cộng bốn đồ đệ ngươi là tiểu sư đệ của các nàng đồng thời là đồ nhi cuối cùng ta thu nhận mau buông ra Tân ngọc ảnh lấy lại tinh thần thấy dị hỏa giữa lạc nam và diễm nguyệt kỳ phản ứng nàng dù ngu ngốc cũng đoán ra quan hệ giữa hai người ngọc ảnh nàng nghe ta giải thích lạc nam làm sao chịu bông càng siết chặt nàng hơn vào trong ngực nhị muội bổn sư tỷ cũng không tranh giành tình lang với ngươi tức giận như vậy làm gì diễm nguyệt kỳ phất lấy vóng tay háo ngạo kiều nói vậy ngươi đến đây làm gì tân ngộng ảnh yêu kiều quát đương nhiên là thăm hai nữ nhi của ta diễm nguyệt kỳ đường hoàng nói chỉ là ánh mắt lại thỉnh thoảng nóng rực nhìn nhìn lạc nam tân ngộng ảnh bắt gặp tình cảnh này càng thêm tức giận đến mức đầu bốc khói quay mặt nhìn lạc nam mắng chửi người cái đại sắc lang này thu nữ nhi của nàng còn không đủ ngay cả nàng cũng lên giường hoang đường đến cực điểm a nếu lúc này lạc nam không nhận ra quan hệ giữa hai nữ không được tốt thì hắn chính là kẻ đần vội vàng quay sang nhìn sư phụ cầu cứu đáng tiếc nàng chỉ chéo người hai chân ngồi trên ghế thích thú nhìn cảnh tượng này liếm liếm môi vai trò khán giả làm tốt đến cực điểm. lạc nam giận đến nghiến răng, sư phụ gì thế này? ngọc ảnh, tình huống khi đó là bắt buộc, nếu không chỉ sợ cả ta và nguyệt kỳ đều chết không chỗ chôn a. À. bất đắc dĩ, lạc nam đành đem toàn bộ chuyện ở u nguyên đại lục kể lại một lần. tân ngọc ảnh vừa nghe, tức giận trong lòng suy giảm một chút, quay sang diễm nguyệt kỳ mở miệng, hắn nói là thật. diễm nguyệt kỳ nhún nhún vai, cực kỳ quyến rũ liếm lấy khỏe miệng thủ thị tình huống khi đó quả thật như vậy nhưng tư vị chuyện đó quả thật quá mức mỹ diệu vì thế sau khi xong chuyện ta còn để hắn ra ngủ gần mười ngày a à. người các ngươi tân Ngọc ảnh rốt cuộc không nhịn được khí tức luyện hư trung kỳ chấn động dữ dội đem lạc nam ném văng ra ngoài nàng một tay ngưng tụ hỏa diễm cùng lôi đình hướng về diễm nguyệt kỳ trưởng mạnh vừa ra tay đã dùng lôi hỏa huyền công diễm nguyệt kỳ kêu xa nhất ngôi nhẹ nhàng phất tay công kích của tần Ngọc ảnh tan biến ngươi đột phá luyện hư viên mãn tần mộng ảnh khiếp sợ thốt lên chỉ có luyện hư viên mãn mới dễ dàng phá vỡ công kích của nàng như thế tất cả là nhờ tiểu sư đệ khanh khách diễm nguyệt kỳ nhuẩn miệng cười xinh đẹp tân ngộng ảnh phẫn nộ đến gương mặt bỏ bừng quan hệ của hai tỷ bội này vốn luôn không tốt diễm nguyệt kỳ bái sư trước nàng tính tình lại lãnh ngạo tùy hứng chưa bao giờ thực hiện tốt vai trò của một sư tỷ Ngày diễm nguyệt kỳ tốt nghiệp thì tân ngộng ảnh và tô nhan mới tiến vào học phủ vì thế so với đại sư tỷ thì quan hệ giữa hai nàng tốt hơn rất nhiều Nguyệt Kỳ và Mộng Ảnh đều có lôi cùng hỏa thuộc tính, tính cách nóng nảy hiếu chiến những lần các nàng gặp nhau, hầu hết đều xảy ra xung đột. Tân Mộng Ảnh luôn thua kém sư tỷ một bậc, nguyên nhân không phải do chênh lệch giữa tuổi tác, mà là bởi vì so với Diễm Nguyệt Kỳ bất chấp tất cả tập trung cho tu luyện, thì Tân Mộng Ảnh lại yêu thích ngao du đó đây, tùy tâm phát triển nhờ đó mà quen biết Lạc Nam ở Linh Vũ Thành. Mặc dù sau đó biết quan hệ của Lạc Nam và hai nữ Hồng Liên, Tình Nhi, nàng chỉ thoáng ghen tuông một chút mà thôi, dù sao thì hai nữ kia chỉ là tiểu bối, nàng có thể rộng lượng chấp nhận. Nhưng nàng có nằm mơ cũng không ngờ rằng, nam nhân nàng thích và gặp gỡ trước, lại bị sư tỷ của mình một lần nữa chiếm đoạt. Trong lúc nhất thời, tần mộng ảnh ủy khuất không sao tả hết, mắt đẹp ngập nước một luyện hư kỳ bị ép đến mức rơi lệ, có thể nghĩ nàng tổn thương đến mức nào. Lạc Nam chứng kiến tình cảnh này, trong lòng tê dần, chật vật đứng dậy bước đến ôm lấy vòng eo mánh khoảnh của tần mộng ảnh, nhẹ nhàng thủ thị bên thai nàng. Xin lỗi bà bối, ta sẽ dùng cả đời bù đắp cho nàng đợi sau khi luyện hóa bát hoang hoành thiên viêm thực lực của nàng nhất định đuổi kịp nàng ấy tân ngộng ảnh khẽ hứ một tiếng nhìn vẻ mặt ân cần của hắn nàng không nỡ tức giận so với hai năm trước đây lạc nam càng thêm uy vũ bất phàm việc song tu bằng lòng tiên thánh điện khiến long khí trong người hắn ngày một cô đọng vô hình tạo ra một sức hút rất lớn với nữ nhân khuyết điểm trên gương mặt đã được đám nữ nhân khéo léo khắc phục bằng cách để mái tóc của hắn xéo ngang che phủ con mắt còn mù lòa trống rỗng chỉ để lộ một bên mắt trắng trông rất tả mị mê hồn tân mộng ảnh thở dài một hơi nàng vừa gặp lại hắn sau hai năm nhung nhớ không thể để sư tỷ đáng ghét đạt được ý đồ phá hư sau khi áp chế tức giận nhẹ tựa đầu vào lòng hắn hừ nhìn thấy đôi nam nữ ân ân ái ái diễm nguyệt kỳ trong lòng xuất hiện cảm giác ghế ẩm kỳ lạ chỉ đành hừ một tiếng cho qua chuyện Tiểu nhan đã đến rồi thì ra gặp mặt tiểu sư đệ của ngươi nữ nhân sư phụ thấy hết chuyện để xem đành hướng hư không hô một tiếng Hạt d... tiểu sư đệ bản lĩnh hơn người không những mặc chạy tam đại thánh nữ bách hoa ta ngay cả hai vị sư tỷ cũng dính vào ma trảo của hắn, đúng là thai tinh của nữ tử theo một tiếng thở dài nữ nhân toàn thân áo trắng tung bay trong gió như trích tiên gian trần từ trên không hạ xuống lạc nam chỉ nhìn nàng thoáng qua vội và thu hồi ánh mắt nàng quá đẹp đẹp đến cực hạn đẹp khiến hắn sợ hãi sợ bị dung nhan của nàng mê hoặc lại thất thố trước mặt chúng nữ mặc dù trước đó tần mộng ảnh từng biến qua diện mạo của nàng nhưng khí chất là một thứ không thể mô phỏng. Tô nhan như tiên nữ cao lạnh trên 9 tầng trời, đôi mắt trong trẻo như một mặt giếng cổ, làn da trắng mịn hơn cả tơ lụa tuyệt hảo không nhiễm bụi trần, dáng người rong ròng cao, lung linh huyền ảo, hấp dẫn đến lạ kỳ. Lạc Nam không quá bất ngờ với việc nàng là vị sư tỷ còn lại của mình, bởi lẽ trước đó tần mộng ảnh từng biến hóa thành nàng, điều này khiến hắn đã có suy đoán nhất định. Tô nhan gặp qua sư phụ, gặp qua hai vị sư tỷ nàng nhẹ nhàng thi lễ, động tác quyển chuyển nhẹ nhàng, cao quý vô song. Nếu nói Diễm Nguyệt Kỳ thanh lãnh nạo kiểu, tân mộng ảnh tuyệt trần cuốn hút, thì tôi Nhan chính là thành cao tinh khiết. Mỗi người mỗi vẻ, nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường người thẹn, không ai kém ai. Đương nhiên nữ nhân sư phụ cũng hết mức hoàn mỹ, chẳng qua khí chẳng trên thân nàng quá mức mạnh mẽ, người khác ngay cả ngắm nhìn nàng hồi lâu cũng không dám. Nàng như gần bên ngươi, nhưng ngươi không thể với tới. Ta muội hiểu lầm, ta không hề rơi vào ma chảo của hắn, trái lại hắn rơi vào ma chảo của ta. Diễm Nguyệt Kỳ hất nhẹ mái tóc, cao ngạo ngẩng đầu. Ta muội, ngươi lại đến học phủ làm gì nha? Tân Ngộng Ảnh lúc này xấu hổ đẩy ra Lạc Nam, tìm chủ đề nói chuyện. Tô Nhan trước vấn an sư phụ, sau là muốn gặp tiểu sư đệ xác thực vài chuyện. Tô Nhan thong dong nói, muốn xác thực chuyện gì cứ trực tiếp hỏi hắn là được, lao nương rất khỏe mạnh, không cần ngươi vấn an. Nữ nhân sư phụ lười biếng nói, Lạc Nam khỏe miệng co giật. Tam nữ đối với tính cách tùy ý của sư phụ hiểu rất rõ, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tô Nhan đột nhiên quay mặt nhìn chầm chầm Lạc Nam, như muốn xuyên thấu linh hồn hắn. Lạc Nam bình thản đối mặt với nàng, trong ánh mắt tinh khiết không pha lẫn chút tạp chất nào, dường như hắn là một chính nhân quân tử hàng thật giá thật. Tô Nhan giật mình trong lòng, lần đầu tiên có nam nhân nhìn nàng nhưng không lộ ra cảm xúc khác thường trong ánh mắt, đối với tiểu sư đệ này đánh giá cao thêm một bậc. Tiểu sư đệ, người đã có tuyết nhi, chẳng lẽ còn muốn độc chiếm mị Nhi và Phượng Nhi? Nàng ú thanh nhẹ hỏi, giọng điệu tràn hòa như dòng nước. Tam sư tỷ nói sai, tiểu đệ là thật tâm yêu thích các nàng, tôn trọng các nàng, chưa từng có ý muốn độc chiếm hay ép buộc. Lạc Nam nhìn thẳng vào mắt Tô Nhan chân thành nói. Một mình ngươi yêu nhiều nữ nhân như vậy, không cảm thấy quá mức tham lam sao? Tô Nhan khẽ cho mày. Tình yêu sao có thể gọi là tham lam? Hơn nữa ta tin tưởng trái tim mình đủ chỗ cho tất cả các nàng. Lạc Nam vô vô lòng ngực hết sức tự tin. Tân Ngọc Ảnh và Diễm Nguyệt Kỳ trong mắt lóe lên một tia khác lạ. Ngươi có biết nếu sống cùng với ngươi, các nàng sẽ không thể đảm nhiệm vị trí tông chủ bách hoa tông đánh mất cả tương lai tươi sáng tô nhan giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như vậy chỉ là loáng thoáng ẩn chứa một tia tức giận đánh mất tương lai sư tỷ thật tự cho là đúng lạc nam cười khẽ bá đạo kinh người nói thẳng các nàng bên cạnh ta so với vị trí bách hoa tông chủ tốt hơn trăm ngàn lần ồ mong tiểu sư đệ chỉ giáo tô nhan hít sâu một hơi thân hình nhẹ rung lạc nam cười nhạt một tiếng trong ánh mắt kinh dị của các nàng hắn móc ra từng ngọn núi lớn cực phẩm linh thạch ném trên mặt đất. Thứ nhất, các nàng theo ta không cần vất vả tranh đấu vẫn có tài nguyên tu luyện. Lạc Nam chỉ vào từng đống linh thạch cười nói. Vẫn chưa dừng lại đó. Bắt trận đồ, mị âm tỷ bà, phượng hoa y y ái mị bảo y y lần lượt xuất hiện. Lạc Nam chỉ vào từng kiện vật phẩm quý giá kinh người, thông thả nói. Thiên cấp cực phẩm bắt trận đồ cùng phượng hoa y ta chuẩn bị tặng cho Ngọc Phượng. Linh cấp thượng phẩm pháp bảo mị âm tỷ bà cùng ái mị bảo y ta chuẩn bị tặng cho Mỹ Nhi nói đến đây hắn dừng lại nhìn diện mạo đang ngơ ngác vẫn đẹp như tiên nữ của tô nhan cười cười hỏi còn vô vàn thứ khác ta chưa kịp chuẩn bị không biết vị trí tông chủ bách hoa tông có lo được cho các nàng ấy như ta không chương 206, lạc nam chiến nguyệt kỳ nghe câu hỏi của lạc nam tô nhan chính thức lặng người đôi mắt trong veo của nàng loáng thoáng từng tia gọn sóng đôi môi hồng nhuận bóng bẩy mấp máy không biết đáp trả thế nào cho phải bởi vì đúng như lời hắn nói bách hoa tông không thể mang lại nhiều thứ quý giá như thế cho chúng nữ hoa ngọc phượng tinh thông trận pháp toàn bộ tông môn chỉ có mỗi đào hoa trận tô mị tinh thông các loại mị công nhưng bách hoa tông cũng chẳng thể hỗ trợ bao nhiêu hơn nữa linh thạch toàn tông thu được đều phải phân phối mỗi tháng chỉ thu được một số lượng nhất định so với đám linh thạch trồng chất như núi kia không đáng là gì để ba nữ đi theo hắn quả thật không thiệt thòi chút nào trái lại thành tích lần này của các nàng trên thánh linh bảng đã chứng minh rất rõ điều đó hơn nữa trước khi đến đây tô nhàn đã gặp qua tô mị biết đồ đệ của mình là thật tâm ưa thích tiểu sư đệ này cũng không thể dùng gậy đánh nguyên lương a à. tân ngộng ảnh và diễm nguyệt kỳ không biết từ lúc nào đã lẳng lặng nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương sự kinh ngạc bản thân các nàng cũng không ngờ hắn giàu như vậy mà sư phụ nữ nhân càng là mặt mui hớn hở không có chút ngại ngùng cười nói tiểu đồ nhi thật giàu ngày sau ngươi có trách nhiệm bao nuôi láo nương lạc nam nghe xong xém tí ngã nhào trên mặt đất bất quá vẫn tự tin gật gật đầu nhìn bộ dạng thất thần của tô nhan lạc nam ấy nay trong lòng xem ra mình hành động có phần quá đáng vội vàng an ủi tam sư tỷ ta chỉ muốn chứng minh các nàng ấy theo ta sẽ có tương lai cũng không có ý tách rời quan hệ giữa các nàng và bách hoa tông các nàng được bách hoa tông nuôi dưỡng từ bé ta rất cảm kích cũng xem bách hoa tông như nhà của mình vậy huống hồ quy định người kế thừa vị trí tông chủ không thể lập gia đình quá mức cổ hủ các ngươi có thể xem xét loại bỏ quy định này à tô nhan hít sâu một hơi không trả lời nhìn thoáng qua hai vị sư tỷ Chắc không được thời gian ngắn không gặp tu vi của hai vị sư tỷ đã bỏ xa mình nhiều như vậy bản thân tô nhan vẫn chỉ là luyện hư sơ kỳ mà thôi tất cả đều có liên quan trực tiếp với tiểu nam nhân này hắn rốt cuộc là ai lần đầu tiên trong cuộc đời vốn tính cách lạnh nhạt như tô nhan nẻ sinh tò mò với một người nam nhân sư phụ nữ nhân thấy tình cảnh này liếc ngang liếc dọc bốn tên đồ đệ chật phán một câu chết người không đền mạng đợi tiểu nam đột phá luyện hư kỳ lao nương đem 3 tỷ mỗi các ngươi cùng gả cho hắn xem như hoàn thành trách nhiệm phúc lạc nam một ngụm phun ra ngoài nhìn sư phụ giơ cao ngón tay cái lần đầu tiên hắn thấy nàng đáng yêu như vậy trái với biểu hiện của lạc nam ba vị sư tỷ gương mặt đỏ như trái đào chín vội vàng sàn giọng sư phụ nói lung tung cái gì sao lại dính thêm các nàng tân mộng ảnh khẽ gắt hiển nhiên cho rằng chỉ mình nàng gả là được chúng ta đã có ước định trong vòng mười năm nếu thực lực của hắn vượt qua ta không cần gả ta vẫn sẽ tự mình dâng lên bất quá hiển nhiên đó là chuyện viễn vong diễm nguyệt kỳ liếc mắt tự tin vô cùng mà tô nhan càng là tức giận đến dậm chân với bản tính lũ lạnh của nàng cũng không nhịn được quát một tiếng liên quan gì đến ta sao lại không liên quan có câu nước phù sa không chảy rốn ngoài tiểu sư đệ của các ngươi chính là đại phu ông gả cho hắn cả đời không lo không nghĩ ăn sung mặc sướng huống hồ với thiên phú của tên này chỉ cần đạt luyện hư là đủ sức dạy dỗ các ngươi rồi để phòng hậu cùng xảy ra hỏa hoạn, lao nương cũng không cần tiếp tục lo lắng cho mấy nha đầu các ngươi. Nữ nhân sư phụ dung đùi đắc ý, phe phẩy hai chân hết sức có lý nói. Luyện hư đủ sức dạy dỗ chúng ta. Người lên tiếng là Diễm Nguyệt Kỳ, nàng cảm thấy không phục. Với tính cách tiêu ngạo của nàng, sao có thể chấp nhận bị vượt cấp nhiều như vậy? Phải biết nàng hiện tại là luyện hư viên mãn A. Không tin các ngươi có thể chiến một trận, xem ánh mắt của lao nương có chuẩn xác hay không. Sư phụ nữ nhân mở miệng khiêu khích lạc nam vỗ vỗ chán cảm thấy đau đầu sư phụ gì thế này chỉ thích khích bác đệ tử chọn nhau mà tân mộng ảnh và tô nhan ngưng trọng nhìn nhau mặc dù các nàng không quá thích diễm nguyệt kỳ nhưng phải công nhận thực lực của đại sư tỷ hầu như bất bại trong cung cấp hiện tại sư phụ lại đề cao lạc nam như thế không thể xem thường a à. chiến thì chiến bổn tọa đem tu vi áp chế xuống nguyên anh hậu kỳ là được diễm nguyệt kỳ ngạo kiệu nói chiến ý lập loẹ trong mắt đem tu vi tạm thời hạ xuống sánh ngang lạc nam nàng thật muốn đánh cùng ta thua không được khóc nhẹ đâu đấy lạc nam hiếm có cơ hội đả kích nữ nhân bá đạo này trêu chọc một câu Hử, ừ, đừng để bổn tọa thất vọng diễm nguyệt kỳ lần đầu bị nam nhân trêu trong lòng xuất hiện cảm giác thú vị cười tươi xinh đẹp hai người phi thân lên không trung chăm chú nhìn nhau sư phụ nữ nhân cùng mậu ảnh và tô nhan lẳng lặng quan sát các nàng cũng muốn thấy rõ chiến lược thật sự của lạc nam tin tưởng với sức mạnh của diễm nguyệt kỳ đủ ép hắn dùng toàn lực nàng xuất chiêu trước đi lạc nam có đủ phong độ của một nam nhân trong luận bàn nhường nữ nhân đi trước đừng hối hận đó kim ô chảo diễm nguyệt kỳ quát một tiếng hai bàn tay trắng ngọc ngà nâng lên dị hỏa hoàng kim nhanh chóng hình thành hai bộ chảo dữ tợn chân đạp thân pháp biến mất hướng thân thể lạc nam vỗ tới lạc nam trong lòng hơi ấm áp đối với công kích sắc bén như thế này lẽ ra phải nhắm vào đầu nhưng nàng lại ngắm vào thân thể hắn rõ ràng là nương tay một chút bất quá hắn sẽ buộc nàng phải dùng toàn lực một hình quyền thủy hướng cước đối diện trào ấn bằng dị hỏa của nàng lạc nam liên tục thi triển hai loại vũ ký cận chiến nhìn xuyên yếu điểm mở ra quan sát nhắm ngay hai trào của nàng công tới ầm 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 quyền đối trào cước đối trào hai người sắp là cá trên không trung dị hỏa của diễm nguyệt kỳ quả thật mạnh mẽ dù chỉ dùng hai trào nơi bàn tay vẫn đánh bất phân thắng bại với hắn kết hợp giữa quyền và cước ồ dị mục và huyền thủy diễm nguyệt kỳ thích thú nhất ngôi dị mục có thể hấp thu một phần dị hỏa trong công kích của nàng mà huyền thủy của hắn hình thành từng cơn sóng lớn như biển cả giận dữ chỉ tạm thời phòng thủ thành công trước uy lực của dị hỏa bất quá kim ô hư hỏa mạnh mẽ không nói chơi huyền thủy và dị mục bắt đầu có dấu hiệu suy yếu lạc nam cũng không cảm thấy ngoài ý muốn vừa rồi chỉ là thăm dò mà thôi hắn cười khẽ một tiếng thân hình thoát ẩn thoát hiện đạp lấy mị ảnh tiêu giao bộ tạm thời rút lui kim ô nhất trưởng diễm nguyệt kỳ được thế không tha yêu kiều quát theo sau đó bàn tay trắng non của nàng hướng về hắn tung trưởng dị hỏa hình thành một con kim ô phá không bay đến xuyên tinh chỉ lạc nam cười sảng khoái không tiếp tục nương tay tử tâm phần không viêm cấp tốc ngưng tụ trên đầu ngón tay một chỉ hướng về một trường của nàng bắn mạnh Xoẹt. xuyên tinh chỉ thành công xuyên phá kim ô trưởng, nhưng uy lực cũng bị giảm sút tốc độ trở nên chậm chạp hơn nhiều diễm nguyệt kỳ dễ dàng tranh né xem ra bổn tọa hơi nương tay rồi tiếp theo là một đòn này đây diễm nguyệt kỳ yêu kiều quát thiên hòa thủ theo tiếng nói của nàng vô tận kim ô hư hỏa hình thành một đại thủ màu vàng khổng lồ trên không trung hướng về hắn lao đến lạc nam sắc mặt ngưng trọng chính đòn công kích này đã khiến cường giả ưu nguyên đại lục an thiệt thòi lớn dưới tay nàng hắn không dám xem thường chút nào nghiêm nghị lên tiếng trích tinh thủ theo sau đó tử tâm phần không viêm cấp tốc hình thành một đại thủ khổng lồ hướng về thiên hỏa thủ của nàng bồ đến không ai nhường ai thú vị lại thêm một thiên hỏa thủ diễm nguyệt kỳ nhét môi cánh tay còn lại khẽ nâng lại là một đại thủ hình thành từ dị hỏa nhưng lần này nàng dùng dị hỏa màu tím chính là từ tâm phần không viêm lạc nam làm sao chịu thua kém cười to một tiếng sảng khoái lại một trích tinh thủ phá không mà ra hắn dùng chính là kim ô hư hỏa của chính nàng bốn cái đại thủ cùng lúc xuất hiện trên không trung uy áp mạnh mẽ không cần nói cũng biết nếu không phải sư phụ nữ nhân dùng linh lực phong tỏa chiến trường chỉ sợ đã sớm kinh động đến toàn học phủ rồi bất quá mặc dù như vậy vẫn có không ít lao quái vật nhiều chuyện tò mò dính xem tân mộng ảnh và tô nhan thán phục nhìn hai thân ảnh trên không trung bọn họ quả thật xuất chúng mà lúc này theo một tiếng quát đồng thanh của lạc nam và nguyệt kỳ bốn thanh đại thủ hung hăng va đập vào nhau ầm ầm đùng đùng như thiên thạch va chạm trích tinh thủ cùng thiên hỏa thủ hầm vang vỡ nát không gian có dấu hiệu nứt vỡ chấn động khiến cả hai phải lùi vài chục bước ổn định cơ thể hừ không tệ chút nào diễm nguyệt kỳ càng chiến càng hăng hoàng kim hỏa diễm hừng hực cháy dữ dội gáy theo một tiếng quát lớn kim ô hư ảnh sau lưng nàng phá không mà ra vươn dài đôi cánh hàng trượng lao về lạc nam loại hình thức công kích này diễm nguyệt kỳ vừa sáng tạo ra không lâu do lần trước chứng kiến hỏa phượng của lạc nam tại u nguyên đại lục qua đó có thể thấy thiên phú lĩnh nộ đáng sợ của nàng hạ hạ muốn cùng ta chơi chim nàng con non lạc nam cuồng tiếu cười ha hả gáy gáy hai tiếng thét dài sau lưng hắn đáp trả lại một kim ô được hình thành cùng với nó là hỏa phượng màu tím cao ngạo Kim Ô và Hỏa Phượng của Lạc Nam hết sức ăn ý, đem con Kim Ô của Diễm Nguyệt Kỳ đánh đến tối tăm mày mặt. Chơi chim lợi hại đấy, nhưng chơi lôi thì sao? Diễm Nguyệt Kỳ cũng sảng khoái vô cùng, Lôi đỉnh quyền trượng đã xuất hiện trên tay, trong mắt lấp lóe lôi quang hết sức mãnh liệt. Ngũ Lôi Hoành đỉnh. Quyền trượng trong tay nàng hướng lên thiên không, mây đen cấp tốc hội tụ trên phạm vi rộng, theo sau đó hình thành năm tia lôi đỉnh khủng bố, hướng về thân thể Lạc Nam nện xuống. Hoành tảo thiên quân. Lạc Nam không dám chủ quan chút nào, giao vương kích đã xuất hiện trong tay dị hỏa hừng hực bao trùm mũi kích hắn hướng về nằm tia lôi đỉnh đang đánh xuống quét ngang ầm 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 cảnh tượng lạc nam cầm kích công phá lôi đỉnh quá mức trùng kích thị giác hắn như một chiến thần bất bại từng tia lôi đỉnh giữ tận bị giao vương kích đánh tan đến lượt ta tốc biến lạc nam thân hình bỗng chốc biến mất một lần nữa xuất hiện đã ở sau lưng diễm nguyệt kỳ một kích đập mạnh hừ nam mơ diễm nguyệt kỳ cười ha ha lôi đỉnh quyền trượng trong tay mang theo ngập trời lực lượng quay phát người nện mạnh vào giao vương kích ẩm sau cú va chạm đầu tiên thân ảnh hai người nhanh chóng bị đẩy lùi lạc nam thầm hô một tiếng sàng khoái tiếp tục cầm lấy giao vương kích bá đạo tiến công diễm nguyệt kỳ không phải dạng vừa lôi đỉnh quyền trượng liên tục đập đến ăn miếng trả miếng thân ảnh hai người một lần nữa hừng hực mà chiến không gian rung rẩy sau mỗi lần va chạm giang giác rốt cuộc một âm thanh vỡ nát vang lên khiến diễm nguyệt kỳ hơi thất thần trong lòng hơi nhói. Hai người chiến đấu quá mức hăng say khiến lôi đỉnh quyền trượng vỡ nát. Dù sao đẳng cấp của nó hơi thấp, bị giao vương kích điên cuồng va đập nên vỡ nát cũng là điều dễ hiểu. Đây là thư hắn và nha đầu tình nhi tặng cho nàng à. Lạc Nam cũng rung rẩy cả người, nhìn vẻ thất thần trong mắt của Diễm Nguyệt Kỳ, hắn bí mật truyền âm vào thai nàng. Ta hứa sẽ thay nàng chữa trị nó, thậm chí nâng nó lên cấp cao hơn để xứng đáng với nàng. Diễm Nguyệt Kỳ thân thể rung lên, thu hồi lôi đỉnh quyền trượng vào nhẫn chữ vật. Lạc Nam cũng hiểu ý cất giữ giao vương kích. Tiêu diệt được một chiêu này của ta, công nhận ngươi mạnh hơn. Diễm Nguyệt Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, nàng biết nam nhân này còn nhiều thủ đoạn chưa sử dụng, một quy, thổ hùng. Mà thủ đoạn của nàng chỉ còn có một, về một mặt nào đó nàng đã thua hắn. Đương nhiên với bản tính tiêu ngạo lãnh diễm của nàng, dù chỉ còn một chiêu vẫn sẽ thi triển. Hú hồ đó là chiêu thức mạnh nhất của nàng. Quyết thắng bại nào? Lạc Nam nhìn nàng khích lệ. Thế là, trong ánh mắt háo hức của mọi người diễm nguyệt kỳ tóc dài tung bay hư ảnh kim ố lại ngạo nghễ xuất hiện trước người nàng chỉ là lần này kim ố còn có thêm màu tím nơi vị trí trái tim dung hợp từ tâm phần không viêm hai loại dị hỏa hừng hực dung hợp không gian lúc này có dấu hiệu nứt vỡ chưa dừng lại ở đó theo ánh mắt của nàng lấp lóe lôi đình vô số tia xét cấp tốc dung hợp vào kim ố đang ẩn chứa hai loại dị hỏa kia lỗi hỏa huyền công một lần nữa xuất hiện giang giác không gian tầng tầng sụp đỏ đại tỷ thật mạnh tô nhan hít sâu một hơi chỉ sợ khi ở thời điểm tu vi nguyên anh hậu kỳ nàng phải bất lực trước chiêu thức này tân ngộng ảnh cũng phải gật đầu tán thành trong lòng càng thêm quyết tâm luyện hóa bát hoang hoành thiên viêm nàng không thể bị bỏ quá xa được nữ nhân sư phụ hứng thú vô hạn không biết một chiêu của tiểu tử kia có đủ sức chống lại hay không trong ánh mắt của mọi người lạc nam cười khẽ hai bàn tay hợp lại đưa về bên hông thân hình hơi cong xuống theo sau đó hai loại dị hỏa quần cuộn xoay tròn nhanh chóng hòa hợp bên cạnh đó huyền thủy và dị mục càng là nhanh chóng xâm nhập ba loại thuộc tính đan sen hoàn mỹ vào nhau diễm tâm đỉnh huyền thủy đỉnh thiên mục đỉnh vụ vụ rung động bên trong đan điển linh lực gáp xúc đến cực hạn nơi ngưng tụ lực lượng giữa hai bàn tay hắn không gian đã biến mất từ bao giờ chỉ còn lại một hố đen diễm nguyệt kỳ hai mắt mở to lãnh ngạo quát diễm lôi kim ô phá gãy kim ô mang theo lực lượng của hai loại dị hỏa và lôi đỉnh chi lực hung hăng phá không mà bay mang theo thế hủy thiên diệt địa tìm đến lạc nam hợp linh trưởng lạc nam càng là không chút chân trở hai tay đẩy mạnh một trưởng phá không mà ra diễm lôi kim ô phá cùng hợp linh trưởng chính diện đối kháng khủng bố vô cùng chương hai trăm linh bảy võ tam nương trước ánh mắt ngưng trọng của đám người hai loại công kích cực mạnh rốt cuộc va chạm vào nhau không có nổ tung vang trời như tưởng tượng cũng không có chấn động khiến người khác phải hộp máu bay ra ngoài chỉ thấy diễm lôi kim ô phá và hợp linh trưởng đang kịch liệt ma sát như muốn đem đối thủ nghiền nát hợp linh trưởng là luồng lực lực dạng tia sáng hết sức khủng bố đang xuyên phá ngay thân thể kim ô mà diễm lôi kim ô phá không phải dạng vừa không ngừng lao đến như muốn hủy diệt hợp linh trưởng mỗi loại công kích đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng của hai loại dị hỏa và lực lượng thuộc tính khác nơi hai loại công kích va chạm không gian đã sớm nứt vỡ thành từng mánh chỉ để lại một vết nứt hư không khủng bố đen kịch rốt cuộc sau một thời gian rằng co chỉ thấy hợp linh trưởng thành công xuyên thủng mà qua thân thể kim ô lúc này âm thanh nổ tung mới chính thức vang lên ẩm kim ô bị xuyên thủng nó trở nên mất ổn định và phát nổ giữa không trung tạo thành một đám mây hình nấm cự đại lan tràn hai loại dị hỏa cùng lôi đình sen lẫn kinh khủng vô cùng mà hợp linh trưởng dù đã bắt đầu yếu bớt nhưng vẫn ương ngạch mà tiến lao thẳng đến diễm nguyệt kỳ như muốn đem nàng xuyên thấu Buồn toa thua diễm nguyệt kỳ chấp nhận than nhẹ một tiếng tu vi nhanh chóng khôi phục luyện hư viên mãn phất tay đem hợp linh trưởng dễ dàng tiêu hủy. Trong đôi mắt kiêu ngạo của nàng, ẩn ẩn xuất hiện một tia buồn bã, đây là lần đầu tiên trong đời Diễm Nguyệt Kỳ nàng bại với một đối thủ trong cung cấp. Nói không buồn chính là lừa mình dối người. Lạc Nam chứng kiến cảnh này, mở miệng cười một tiếng, bí mật truyền âm vào tai nàng. Sớm muộn cũng gả cho ta, thua cho ta cũng không mất mặt nha. Mơ mộng viễn vong, bổn tọa không dánh chờ ngươi đợi kịp, 10 năm sau nói không chừng bổn tọa đã là hợp thể kỳ rồi. Diễm Nguyệt Kỳ nghe hắn cả gan trêu chọc, ngạo kiều hư lạnh một tiếng, nổi buồn cũng theo đó tan biến. Lạc Nam thấy nàng trở về dáng vẻ thường ngày, thở phao một hơi, nhìn Diễm Nguyệt Kỳ u buồn là đều hắn không muốn chứng kiến nhất nàng trong lòng hắn phải luôn kiêu ngạo và bá đạo như vậy. Bút bút bút, âm thanh vỗ tay vang lên, chỉ thấy sư phụ nữ nhân hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm hai đồ đệ, mở miệng cười to sảng khoái. Không tồi, không tồi một chiêu Diễm Lôi Kim ô phá rất đặc sắc uy lực thậm chí siêu việt một số linh cấp vũ khí nữ nhân sư phụ lần đầu được chứng kiến diễm lôi kim ô phá có kết hợp hai loại dị hỏa không nhịn được phải mở miệng khen tặng về phần hợp linh trưởng nàng đã thấy lúc lạc nam khảo hạch đối với uy lực của nó cũng hiểu được phần nào hợp linh trưởng của lạc nam chỉ là thiên cấp cực phẩm vũ kỹ sở dĩ nó mạnh mẽ đủ đối kháng với chân cấp vũ kỹ như vậy là do hắn dùng dị hỏa dị mục và huyền thủy dung hợp đổi lại nếu hắn chỉ dùng thuộc tính linh lực bình thường đã sớm bị lạc vũ đánh nát trong lần khảo hạch nhìn lạc nam nữ nhân sư phụ nghiêm túc nói tiểu tử ngươi đừng tưởng tạm thắng kỳ nhi mà kiêu ngạo diễm lôi kim ô phá do tu vi luyện hư viên mãn của nàng thi triển sẽ mạnh hơn hàng vạn lần so với lúc này lạc nam biết sư phụ đang dạy bảo mình chắp tay cười nói đệ tử đã nhớ ta dù xem thường hào kiệt toàn thiên hạ cũng không dám xem thường đại sư tỷ chút nào nói đùa sao diễm nguyệt kỳ là nữ nhân có quyết tâm và ý chí lớn nhất mà lạc nam từng thấy nàng vì thực lực mà giả vờ kết hôn vì thực lực mà sinh con vì thực lực mà leo lên ghế gia chủ vì thực lực mà chấp nhận song tu với hắn. Đối với nàng, mạnh hơn là một loại chấp nhất dám háo thắng tự kiêu trước mặt nàng là hành vi ngu xuẩn đến cực điểm. Tân Ngọc Ảnh và Tô Nhan liếc nhau, chiến ý bước lên hừng hực trong ánh mắt. Các nàng thua Diễm Nguyệt Kỳ thì cũng thôi, nếu để vị tiểu sư đệ này trong thời gian ngắn vượt mặt, làm sao chịu cam tâm. Hai nữ âm thầm quyết tâm vùi đầu vào tu luyện, không thể lơ là chút nào. Nữ nhân sư phụ âm thầm chứng kiến tình cảnh này, khỏe môi đỏ thẩm nết lên một tia hài lòng. Đây chính là mục đích nàng mong muốn, khích tướng cho Diễm Nguyệt Kỳ tuyên chiến với Lạc Nam cũng là ý đồ sắp xếp từ trước của nàng. Đệ tử của nàng nhất định không thể lơ là lười biếng trong bất kỳ giây phút nào, phải không ngừng nỗ lực cho đến khi đạp lên đỉnh cao của con đường cường giả. Dạ. Đương nhiên, bản thân nàng cũng vậy. Công tử bái được một sư phụ tốt. Kim Nhi âm thầm suy nghĩ. Lạc Nam cùng Diễm Nguyệt Kỳ hạ người rơi xuống, đám lao quái vật nút trong không gian hết chuyện để xem, chỉ có thể lần lượt rút đi cả đám không quên ghen ghét nhìn chằm chằm nữ nhân sư phụ vì cái gì đệ tử tốt đều bị ngươi độc chiếm nữ nhân sư phụ cao ngạo ngầm đầu như muốn đáp trả lão nương thích đấy thì sao nào ngươi cần mấy linh dược kia làm gì Buồn tỏa nơi này có hỏa hừng đủ diễm nguyệt kỳ nhớ lại yêu cầu của lạc nam với nữ nhân sư phụ mở miệng hỏi luyện chế dung hỏa đan cho hồng liên có một chút chuyện cần lạc nam cũng không che giấu gật đầu cười nói chúng nữ trong mắt xuất hiện một tia khác lạ nhất là tân mộng ảnh càng là ghen tung véo hưng hắn xem như hai nha đầu không nhìn lầm ngươi cầm lấy diễm Nguyệt kỳ cảm thấy hài lòng gật đầu ném cho hắn một thạch nhủ màu hồng đỏ lạc nam không khách khí thu hồi mở miệng hỏi đại sư tỷ không đi thăm hai nàng sao bọn hắn ở đây vừa trò chuyện vừa chiến đấu thời gian lễ khai giảng có thể đã kết thúc chúng nữ chắc hẳn trở về trụ sở nương từ bang không đổi, nguyên liệu vẫn còn thiếu dung linh thảo ta sẽ tìm kiếm Diễm Nguyệt Kỳ nghe Dung Hỏa đan luyện cho nữ nhi của mình, nhất thời rất chú trọng. Không cần thiết, bên trong nhiệm vụ đường của học phủ có nhiệm vụ treo giải thưởng Dung Linh Thảo, nhiệm vụ này do ngũ trưởng Lao đưa ra, Lao Nương sẽ bảo hắn nôn Dung Linh Thảo ra cho ngươi. Nữ nhân sư phụ bá khí khoát tay nói. Lạc Nam khỏe miệng co giật, vội và lắc đầu, hắn không thể để sư phụ vì chuyện riêng của mình mà chấn lột người khác, trong mắt đảo quanh nói. Ta cũng vừa mới vào học phủ, cũng nên nhận nhiệm vụ làm thử cho biết, sư phụ đừng quá lo ngại thấy hắn nói có lý nữ nhân sư phụ chấp nhận gật đầu nhìn ba nữ đồ đệ mở miệng căn dặn lao nương lần này bế quan luyện hóa nham tượng trọng viêm các ngươi bảo vệ tiểu sư đệ cho tốt tam nữ gương mặt xinh đẹp hưởng luận thầm nghĩ ta không phải bảo mẫu của hắn nha nữ nhân sư phụ mặc kệ phản ứng của các nàng tiếp tục quay sang lật nam tiểu tử ngươi cũng đừng ý có lao nương chống lưng mà không xem ai ra gì trừ khi có hợp thể kỳ không biết xuất hổ ra tay với ngươi khi đó ta sẽ đích thân làm thịt hắn về phần luyện hư viên mãn trở xuống ngươi tự mình xử đi. Lạc Nam nghe vậy, mặt ủ mày cho, sư phụ nha ta mới tụ được tứ đỉnh, ngươi lại để ta tự lo đám luyện hư viên mãn, quả thật muốn chơi chết ta. Bất quá hắn cũng hiểu sư phụ làm thế là muốn hắn không nên quá mức ý lại, huống hồ với thân phận độ kiếp kỳ cùng bắt chuyển thể tu của nàng, hạ mình ra tay làm thịt hợp thể kỳ đã là bao che hắn lắm rồi. Thấy Lạc Nam ra vẻ ủ rủ, nữ nhân sư phụ thầm mắng một tiếng, ném cho hắn và Diễm Nguyệt Kỳ mỗi người một quyển sách xưa cũ, mở miệng. Đường của thể tu không hề đơn giản, hai người nên tập trung thời gian luyện thể một chút đi, đẳng cấp còn hơi kém. Lạc Nam sau lần song tu cùng Diễm Nguyệt Kỳ, tiếp nhận kim ô hư hỏa nên đã đột phá tứ chuyển sơ kỳ. Còn Diễm Nguyệt Kỳ chỉ mới đạt đến tam chuyển sơ kỳ mà thôi. Tình huống của hai người đương nhiên không thể lọt khỏi mắt xanh của nữ nhân sư phụ. Lạc Nam cùng Diễm Nguyệt Kỳ mở ra hai quyển sách, chỉ thấy bên trên ngoại trừ ghi chép những tâm đắc trên con đường luyện thể của nữ nhân sư phụ, còn có một môn thiên cấp vũ kỹ dành cho thể tu được gọi tắt là thể kỹ trong tay lạc nam là một môn thiên cấp trung phẩm thể kỹ quân tử phục ma quyền mà trong tay diễm nguyệt kỳ đồng dạng là một môn thiên cấp trung phẩm thể kỹ khác mỹ nhân hàng yêu trưởng hai loại thể kỹ như dành riêng cho nhau vừa lúc phù hợp với hai người hai loại thể kỷ này lão nương nhặt được trong một động phủ cổ không tồi chút nào đâu cố gắng tu luyện cho tốt đừng quên xem qua các tâm đắc trong ghi chép của ta nữ nhân sư phụ nói xong không đợi đám người phản ứng đã một quyền cực mạnh đấm nát không gian, bước chân tiến vào. Hành động bạo lực đến cực điểm. Lạc Nam trong lòng thầm cảm động, sư phụ vừa gặp mặt đã tin tưởng hắn như vậy, tương lai không thể cô phụ kỳ vọng của nàng. Tạ ơn sư phụ. Hắn và Diễm Nguyệt Kỳ kính cẩn chắp tay, hai người nhìn nhau, cùng lúc thu hồi thể kỹ. Hừ, ta đến xem nương tử bang, rất nhớ tố mai muội muội đấy. Tân Ngộng Ảnh thấy đôi nam nữ không ngừng liếc mắt đưa tình, tức giận dậm chân một cái, thả người bay đi. Lạc Nam bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân lên cơn ghen quả là không nói lý lẽ bất quá thời gian còn dài hắn cũng không nóng nổi đại sư tỷ và tiểu sư đệ ở lại mạnh khỏe tô nhan đi trước tô nhan thấy tình cảnh này nhẹ giọng than một tiếng muốn rời đi khoan đã tam tỷ lạc nam hấp tấp vội và hô một câu ngươi còn muốn gì sao tiểu sư đệ tô nhan phức tạp nhìn thiếu niên trước mặt cắn cắn môi đại sư tỷ tam tỷ thích dùng vật phẩm gì lạc nam truyền âm hỏi diễm nguyệt kỳ trông thoáng chốc vũ khí của nàng là một ống tiêu sáo diễm nguyệt kỳ trong lòng ế ẩm kỳ lạ bất quá vẫn đáp trả lạc nam âm thầm ghi nhớ một bên điên cuồng đổi mới cửa hàng may mắn một bên nhìn thẳng vào mắt tô nhan ra vẻ chân thành nói ta hứa sẽ chăm sóc thật tốt ba người tô mị nàng nên cân nhắc đề nghị của ta hai chuyện lập gia đình và trở thành tông chủ bách hoa tông hoàn toàn không liên quan quy định do người xưa để lại có phần cổ hủ nên cân nhắc thay đổi tô nhan hít sâu một hơi thanh tịch nhẹ gật đầu ta sẽ thương lượng cùng các trưởng lão tiểu sư đệ còn cần gì không? Chúng ta lần đầu tỷ đệ gặp mặt, ta có món quà ra mắt với nàng, chút lòng thành của ta, hy vọng nàng tiếp nhận. Lạc Nam nói xong, như sợ nàng từ chối, nhanh ngại nói tiếp. Đương nhiên nàng cũng phải có quà cho ta, bằng không tiểu sư đệ không chịu đâu nha. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng móc ra một thanh tiêu trong suốt như ngọc, có từng hoa văn trang nhã hình cánh hoa, bóng ả thon dài, cao quý đến cực điểm. Đây là ngọc hoa tiêu, nó được sinh ra là dành cho tam sư tỷ, nàng không được từ chối a nói xong nhét vào bàn tay trắng non lung linh tinh xảo của tô nhan tô nhan ánh mắt hơi đổi nàng nhận ra đẳng cấp của ngọc tiêu này không tầm thường lắc đầu muốn nhét lại vào tay hắn thứ này quá quý giá ta không thể nhận lạc nam ra vẻ vô sỉ thu tay lại tức giận nói vật lạc nam ta đã tặng há có đạo lý nhận lại nàng không thích có thể vứt đi tô nhan tính tình vốn trong veo tinh khiết sao có thể chống cự thủ đoạn vô lại của hắn trong lúc nhất thời tiến thoái lương nan ừ ta mọi ngươi cứ nhận tên này giàu lắm, huống hồ sư phụ đã đem ngươi gả cho hắn, khách khí gì chứ? Diễm Nguyệt Kỳ kiều diễm liếc mắt nói, sư tỷ nói đùa đa tạ tiểu sư đệ, ta đi trước. Tô Nhan ra vẻ thản nhiên nói, chỉ là gương mặt đã sớm đỏ bừng như trái đào chín, vội vàng sẽ rách hư không rời đi. Quà của ta đâu? Lạc Nam vội vàng hét vọng theo, chỉ là Tô Nhan đã sớm mắc cỡ chạy mất, làm sao để ý đến hắn? Tiểu sư đệ thật bất phàm a, à. vừa ra tay đã tặng một kiện linh cấp pháp bảo nhìn tô nhan biến mất diễm nguyệt kỳ khoanh tay trước ngực ngạo kiều nói lạc nam cười cười âm thầm vui vẻ vì lần này cửa hàng may mắn đổi mới ra đồ vật phù hợp ngọc hoa tiêu linh cấp trung kỳ pháp bảo có thể kết hợp với tu sĩ ở bất kỳ thuộc tính nào giá bán năm vạn điểm danh vọng vốn lạc nam chỉ định cầu may mà thôi nếu cửa hàng đổi mới không ra pháp bảo dạng tiêu thì mua một kiện y phục tặng nàng cũng được nào ngờ đổi mới vải phát ra luôn lần này xem như để lại ấn tượng không tệ với tô nhan nàng cũng không quá chán ghét hắn cơ hội có nàng là không nhỏ lạc nam hài lòng nhét ngôi nhìn sang dung nhan diễm lệ kiêu ngạo của diễm nguyệt kỳ bất chợt nhào đến ôm lấy vòng eo nàng muốn làm gì bổn tọa diễm nguyệt kỳ không đẩy hắn ra ngược lại ngẩng đầu khiêu khích hỏi lạc nam không nói túi đầu kề sát hai nàng thủ thị nguyệt kỳ ta rất nhớ nàng diễm nguyệt kỳ thân hình nhẹ rung lên trong lòng tràn lan cảm giác khác thường sau khi cùng hắn tách rời vài ngày diễm nguyệt kỳ luôn có cảm giác chống trải hết sức kỳ lạ đó là loại cảm giác nàng chưa từng gặp phải bao giờ. Vì lẽ đó đem nó đè ép xuống, tịnh tâm xử lý chính sự ở diễm ra. Nhưng loại cảm giác đó ngày một dữ dội, liên tục hối thúc nàng phải tìm đến hắn. Diễm Nguyệt Kỳ đối với chuyện tình cảm trong sáng như giấy trắng, mặc dù cùng hắn song tu thời gian dài vẫn chỉ cho rằng nhằm mục đích tu luyện mà thôi. Nhưng dù nàng có là luyện hư kỳ cường giả, dù nàng có thân phận cao quý, thì không ai có thể phủ nhận, nàng là một nữ nhân. Nữ nhân sau khi nếm trải tư vị ân ái, Đương nhiên khó có thể quên, và muốn tiếp tục gân ái thêm lần nữa, lần nữa. Tiên nhược tuyết vốn ôn nhu trăng nhã, còn nhớ lạc nam đến mức phải thủ dâm trong hai năm xa hắn, càng đừng nói chi tính cách nóng bỏng như lửa của Diễm Nguyệt Kỳ. Chính vì thế mà Diễm Nguyệt Kỳ vội vàng tiến vào học phủ, lấy lý do thăm hai nữ nhi, thực chất là muốn tiếp tục cưỡng gian tên này. Chẳng qua nàng vẫn cho rằng đó là nhu cầu của túi da cơ thể, là khao khát song tu gia tăng thực lực, mà không phải tình yêu đừng tưởng nói lời đường mật là bổn tọa sẽ quên ước định 10 năm. Diễm Nguyệt Kỳ quay mặt sang nơi khác, vẫn bướng bỉnh như vậy. Ta muốn nàng muốn nàng rất muốn nàng. Lạc Nam ôm thân thể thành thục nóng bỏng của nàng trong ngực, hà hơi nóng vào gáy nàng lẩm bẩm. Thế còn không mau. Diễm Nguyệt Kỳ trợn to mắt. Nàng thả lỏng, ta mang nàng vào nhà chúng ta, cũng là nhà của Hồng Liên và Tình Nhi. Lạc Nam nói một tiếng, ôm chặt lấy nàng, định tiến vào linh giới châu. À, khoan đã. Lạc Nam chợt dừng lại chuyện gì diễm nguyệt kỳ nhữ mi sư phụ của chúng ta tên gì lạc nam nhận ra mình vẫn chưa biết danh tính của sư phụ diễm nguyệt kỳ trong mắt hơi sùng bái môi thơm nhẹ mở tiêu ngạo đáp côn bạo nữ vương võ tam nương chương hai trăm linh tám lạc nam tức giận bên trong linh giới châu hai thân thể trần chuồng quấn chặt lấy nhau không kẻ hở nhiệt liệt kết hợp khiến làn nước cực lạc suối gợn lên những cơn sóng lớn diễm nguyệt kỳ môi đỏ thở hồn hện chưa kịp rên gì đã bị nam nhân lấp kín cái lưỡi của hắn như dao long xuất hải chiếm lấy toàn bộ khuôn miệng thơm ngào ngạt của nàng hai bộ phận sinh dục chặt chẽ kết hợp không ngừng ma sát kịch liệt khoái cảm dâng trào khiến hai người rung dậy toàn thân bộ ngực sửa căng tròn nằm trong bàn tay hắn bị nắn bóp thành muôn hình vạn trạng thỉnh thoảng tên này dùng đầu ngón tay xoe xoe đầu nhủ đỏ thẩm làm nàng toàn thân tê dại lạc nam hưng phấn vô hạn chiếm đoạt toàn bộ cơ thể đại sư tỉ mình không có chút thương hương tiếc ngọc dương vật không ngừng đâm mạnh vào danh thịt của nàng tiến vào tận cùng người phụ nữ sau mỗi lần nhấp của hắn diễm nguyệt kỳ chỉ có thể gửi người đón nhận thỏa mãn tràn ngập cõi lòng hồi lâu sau khi cả hai đạt đến đỉnh điểm cao trào lần thứ tám nơi tư mật của hai người cũng trở nên lầy lội vì dung dịch đặc biệt kia mang lại lạc nam tựa người vào vết đá ôm vòng eo mỹ nhân nhẹ nhàng đuốt ve toàn thân nàng giúp nàng tận hưởng dư vị cao triều còn sót lại bàn tay không quên xoa nắn bờ ngông vểnh cao đầy đạn thỉnh thoảng vỗ mạnh vài cái tạo ra từng làn sóng thịt lăn tăn cùng âm thanh vui hai thích thú Diễm Nguyệt Kỳ hai mắt khép hờ mê ly, lười biếng tựa người vào ngực hắn, vòng tay trắng mịn ôm lấy cổ hắn, khỏe môi ướt át cong lên đầy thỏa mãn. Dư vị này thật quá tuyệt hảo, sống hơn 200 năm như nàng lần đầu nghiện một loại cảm giác. Nhưng chỉ nghiện khi ở bên hắn đối diện nam nhân khác, Diễm Nguyệt Kỳ vừa nghĩ đến đã giận cả tóc gáy, cảm thấy ghê tởm vô cùng, cũng chẳng hiểu nguyên nhân. Nàng chỉ biết cơ thể mình chỉ đồng ý tiếp nhận duy nhất nam nhân này cũng là con rể của nàng. Lạc Nam thấy nàng tựa người hơi khó khăn, túi xuống bế nàng theo kiểu công chúa phi thăng lên mặt suối nằm ngửa ra đất để nàng nằm sấp lên người hắn thích không sư tỷ hắn thủ thì vào vành thai mẫn cảm của nàng diễm nguyệt kỳ thoải mái xoay người quay sang nằm cạnh hắn nhìn côn thịt bóng bẩy vươn cao nàng dùng tay nắm lấy nhẹ nhàng vớt ve hừ một tiếng cũng là do tiểu gia hỏa này mê hoặc buồn tọa quyết định cắt nó lạc nam dở khóc dở cười ôm nàng lắc đầu trêu nói nó là bảo bối của nàng a à đồng thời cũng là bảo bối của hồng liên và tình nhi nỡ cắt sao diễm nguyệt kỳ ngạo kiều liếc hắn sụp mạnh vài cái cho bỏ ghét chợt nghĩ đến điều gì đôi mắt nhớn lên nghiêm túc hỏi giữa bổn tọa và liên nhi các nàng ngươi thích song tu với ai hơn lạc nam xem chút nữa phun ra một ngụm bất đắc dĩ nhìn nàng hỏi ta và nàng song tu bao giờ suốt tám lần đều là thuần túy kết hợp ngay cả long tiên thánh điển cũng không vận chuyển sao có thể gọi là song tu chúng ta là đơn giản là ân ái giữa nam và nữ a Diễm Nguyệt Kỳ nghe hắn nói vậy, mới nhớ gần một ngày này hai người chỉ điên cuồng lao vào nhau, dù với tính cách của nàng cũng xấu hổ đến đỏ bừng mặt mũi, bất quá vẫn đường hoàng nói. Buồn tọa quên mất, sao ngươi không nhắc nhở song tu? Lỗi là do ngươi. Lạc Nam vươn tay méo nhéo mũi ngọc của nàng, cương chiều nói. Ta thích cảm giác chúng ta hòa quyện cùng nhau, mà không thích nàng tìm đến ta chỉ vì song tu nhằm gia tăng thực lực. Diễm Nguyệt Kỳ trong lòng rung lên, quả thật nàng tìm đến hắn chỉ vì khao khát được làm cùng hắn, ngay cả hai từ song tu cũng ném ra sau. Bất quá với tính cách của nàng làm sao chịu thừa nhận. Hừ một tiếng đáp, nếu không song tu thì bổn tọa tìm ngươi làm gì? Phí thời gian tu luyện của ta. Nàng đó, chăm chỉ tu luyện là tốt nhưng đừng tự ép buộc chính mình, đôi lúc nên ra ngoài dạo chơi một chút, đối với tinh thần hay thân thể đều rất có lợi. Lạc Nam khuyên nhủ, hắn từ miệng Hồng Liên biết được Diễm Nguyệt Kỳ ở Diễm gia ngoại trừ thỉnh thoảng xử lý chính sự của gia tộc, hầu hết thời gian đều ẩn mình trong mật thất bế quan. Ai cần ngươi lo." Diễm Nguyệt Kỳ xoay mặt sang nơi khác, chỉ để lại tấm lưng trần cho hắn. Lạc Nam cũng không tức giận, tính tình của nàng luôn như vậy mà. Từ phía sau rượu giàng ôm lấy nàng, nhấc lên một chân của nàng, côn thịt nhắm ngay nhục động ướt át một lần nữa tiến vào, hoàn mỹ kết hợp. Diễm Nguyệt Kỳ thoải mái ư một tiếng. "Nàng là tâm can của ta, không lo cho nàng thì lo cho ai?" Lạc Nam nhấp nhẹ nhẹ, bàn tay vòng ra phía trước chăm sóc một bên bầu ngực. Diễm Nguyệt Kỳ im lặng không đáp chỉ nhắm mắt để mặc hắn muốn làm gì thì làm lạc nam lần này không mạnh mẽ thô bạo trái lại động tác hết sức ôn nhu sủng ái nàng như bảo vật vậy nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm dương vật vẫn từ tốn ra vào âm đạo mỗi lần đều tiến vào hết cỡ cứ mỗi lần kéo vào rút ra các vách thịt tuyệt diệu của nàng ma sát lấy thân côn thịt đầy gân ướp khoái cảm dâng trào toàn bộ thân thể cả hai dâm thủy của diễm nguyệt kỳ chảy róc rách như suối càng khiến hắn ra vào một cách trơn tru hơn ở tư thế này hai người cùng nhớ về những chuyện xảy ra ở u nguyên đại lục khi đó nàng vì cứu hắn mà bị thương là hắn còn nàng chinh chiến giữa quân thú dù máu me đầm địa hết sức thảm liệt nhưng chưa từng để nàng bị đánh dù chỉ một chút linh hồn và thể xác cả hai cùng lúc thăng hoa diễm nguyệt kỳ phát hiện đây có lẽ là một loại tình thú cảm giác rất không tệ thời gian dần trôi không biết từ bao giờ nàng đã xoay mặt lại cả hai ôm lấy nhau hôn môi nhau bên dưới vẫn kết hợp rốt cuộc theo hai tiếng rên rỉ thỏa mãn nơi cổ họng lạc nam một lần nữa đem vô số sinh mệnh bắn vào cơ thể nàng ngươi từ đâu có được những thứ này đứng trên cung đình thụ diễm nguyệt kỳ toàn thân thư thái hít thở quan sát toàn bộ linh giới châu tò mò hỏi là sư phụ kim nhi cho ta lạc nam cười giải đáp quỷ mới làm sư phụ của công tử kim nhi tức giận dậm chân trên vai hắn diễm nguyệt kỳ nhẹ gật đầu cũng không tiếp tục hỏi nàng chỉ biết hắn còn một sư phụ khác hết sức lợi hại là được Buồn tọa chọn nơi này gọi là kỳ nam cung đi Diễm Nguyệt Kỳ chỉ vào một cung điện lộng lẫy trên tầng 3 của cung đình thụ, là một nơi có khí tức cấm áp. Nàng là nữ nhân đầu tiên chọn tầng 3. "Kỳ Nam, là tên của ta và nàng sao?" Lạc Nam vui mừng hớn hở. "Hừ, Bổn tọa thích cái tên này, không liên quan đến ngươi." Diễm Nguyệt Kỳ ngạo kiều khoanh tay trước ngực. "Sau này chúng ta có đứa bé, dù nam dù nữ cũng đặt tên Lạc Kỳ Nam, nàng thấy thế nào?" Lạc Nam mặt dày không bỏ. "Đợi ngươi mạnh hơn Bổn tọa rồi tính." Diễm Nguyệt Kỳ liếc mắt đoạt lấy lệnh bài truyền tống trên tay hắn. Sau này có nhớ ta, nàng cứ truyền tống trở về. Lạc Nam vô liêm sỉ nói. Quỷ mới thèm nhớ ngươi, còn không thả ta ra ngoài. Diễm Nguyệt Kỳ thoáng đỏ hồng hai má, ra vẻ nghiêm nghị nói. Tuân lệnh đại sư tỷ. Lạc Nam nhìn dáng vẻ xấu hổ của mẹ vợ, thú vị cười ha ha, lúc này mới ôm nàng ra khỏi linh giới châu. Lạc Nam một mình quay về nương tử bang. Diễm Nguyệt Kỳ vừa ra khỏi linh giới châu đã chạy đi đâu mất, không thèm quan tâm đến hắn đông sắc mặt lạc nam trầm xuống hắn phát hiện phía trước nương tử bang vậy mà tụ tập tận vài trăm người cả đám hùng hùng hổ hổ cầm đầu là một nam tử áo bảo có tu vi hóa thần trung kỳ đối diện bọn hắn là đám nữ nhân của lạc nam mười mấy người đứng trước vài trăm người nhưng khí thế không kém chút nào nhất là một tử âm cũng là hóa thần trung kỳ tân Ngọc ảnh cũng lẩn trong các nàng bất quá lúc này thu liễm khí thế lại thay đổi diện mạo xấu xí lúc đầu lạc nam ở đâu ta muốn gặp hắn nam tử có tu vi hóa thần trung kỳ trầm giọng nói ngươi là thứ độ gì muốn gặp phu quân nhà ta kéo theo vài trăm người theo làm gì do ai thật sợ quá diễm hồng liên hừ lạnh một tiếng đám người này nhìn qua đã không có hảo ý còn dám đem đại môn nương tư bang bao vây lại các huynh đệ cho đám nữ nhân biết chúng ta là ai nam tử cầm đầu lạnh giọng quát chúng ta là lạc anh bang vài trăm người giống to linh lực bao phủ toàn trường âm thanh vang dội ta là ai nam tử cầm đầu tiếp tục hỏi. Ngươi là chó, chỉ có chó mới cản đường chủ nhân về nhà. Đám đông chưa kịp giống thì một âm thanh nhàn nhạt cất lên, bầu không khí trở nên im lặng. Tiểu nam, phu quân. Chúng nữ cười tươi như hoa hô lên một tiếng. Lạc nam thong thả đi tới, lại bị đám đông lạc anh bang cản đường, hắn bật thốt một câu. Lời của ta khi nảy quả thật sai rồi. Hừ, xem như ngươi biết điều. Thành viên lạc anh bang nhao nhao cười lạnh, cho rằng lạc nam sợ số lượng của bọn hắn đáng tiếc câu nói tiếp theo của lạc nam khiến sắc mặt cả đám tái nhật vì tức giận không riêng gì hắn các ngươi là một bầy chó mới đúng mà hắn có thể là chó đầu đàn lạc nam ung dung nói phúc chúng nữ không nhịn được che miệng cười duyên lạc nam hơn thua miệng lưỡi không phải quân tử nam tử cầm đầu đẻ nén tức giận nơi lồng ngực âm chầm nói các ngươi kéo vài trăm người bao vây nhà ta hiện tại lại muốn ta quân tử lạc nam nghiêm nghị nói tránh ra đi hắn vừa dứt lời một cổ khí thế khủng bố vô hình từ thân thể phát ra mái tóc thoáng chốc trở nên vàng rực trong khoảnh khắc đó vài trăm tu sĩ lạc anh ba người ngã ngựa đổ sắc mặt tái nhợt đến cực điểm lùi về phía sau lạc nam nhàn nhã bước qua bọn hắn mái tóc trở về màu đen như cũ tiến đến cạnh chúng nữ bầu không khí nhất thời lạnh ngắt như tờ chúng nữ sắc mặt mê ly ngay cả hoa ngọc phượng cùng nam cung nguyện dung cũng đắm đuối nhìn cảnh tượng ai phong vừa rồi thiên đế biến được lạc nam sử dụng lô hỏa thuần thanh thu phát tùy ý hiệu quả mang lại hết sức kinh người rốt cuộc vừa rồi là chuyện gì xảy ra nam tử cầm đầu trong lòng hoảng sợ mặc dù hắn không té ngã như đồng bọn nhưng vẫn bị một cổ khí thế vô hình đè ép lồng ngực trong lúc nhất thời không dám lơ là chút nào nói đi tìm ta có chuyện gì nương tử bang chúng ta chưa danh cùng các ngươi đánh nhau lạc nam lười biếng ngáp một tiếng tựa người vào lòng bạch tố mai ta là lạc trần nam tử cầm đầu cố nén tức giận phun ra vài chữ ồ lạc trần ngươi khỏe chứ ta là lạc nam hắn phất tay cười hề hề giới thiệu như không ai ở đây biết tên hắn vậy phốc hì hì chúng nữ lần nữa che miệng cười khúc khích ba nha đầu trúc loan tình nhi linh nhi đã sớm ôm bụng cười nắp nẻ ngươi đừng tưởng quán quân thánh linh bảng là không xem ai ra gì học phủ này cũng không thiếu cựu quán quân đâu thực lực bọn họ đã vượt xa ngươi bên cạnh lạc trần một thanh niên đoán giận nói hắn chính là lạc trường lần trước may mắn chạy thoát có dám mau thả ta không danh đôi có cùng các ngươi lạc nam lười nói nhảm phất phất tay lạc trần hít sâu một hơi dùng toàn bộ sức bình sinh ép xuống cơn giận nơi lồng ngực khàn khàn nói gia chủ có ân điển dành cho ngươi hy vọng ngươi biết tiến thối ân điển thú vị lạc nam nhẹ thốt một tiếng gương mặt bắt đầu trầm lặng không sai chỉ cần ngươi đem cơ duyên và toàn thể những thứ ngươi đạt được trong thời gian hai năm gần đây cống hiến cho gia tộc đích thân gia chủ sẽ đón ngươi trở về thậm chí cho ngươi cái ghế thiếu chủ lạc trần vừa nói xong chỉ cảm thấy bầu không khí lạnh xuống tới. Theo sau đó, một tiếng cười to điên cuồng từ miệng lạc nam phát ra. Hạ 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 hạ. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả cười đến chảy nước mắt, cười đến mức ôm bụng. Phu quân. Chúng nữ trong lòng lo lắng. Cút. Vừa dứt tiếng cười, lạc nam nhìn toàn bộ thành viên lạc anh bang nhổ nước bọn, phun ra một chữ. Ngươi đừng nên không biết điều, cái ghế thiếu chủ hàng vạn người mơ ước đấy. Lạc Trần nghiến răng nói. Lạc Nam nhìn thẳng vào mắt Lạc Trần, ánh mắt sắt lạnh như quan sát con mồi. Lạc Trần toàn thân dùng mình, bị Lạc Nam nhìn khiến hắn có cảm giác sợ hãi. Về nói với Lạc Phá Lôi, đừng nói cái ghế thiếu chủ hay già chủ rác rưởi của các người, cho dù cho ta ngồi lên đầu hắn, ta cũng địa vào. Lạc Nam gần to từng chữ một, hắn cảm thấy phẫn nộ hết sức dữ dội. Từ đầu đến cuối, Lạc Gia chưa từng cảm thấy có lỗi với hắn, hiện tại ném ra bánh ngọt cho hắn, là vì muốn đoạt cơ duyên của hắn. Quả là buồn cười đến cực điểm, Lạc Phá Lôi ngươi sống lâu như vậy, sống đến thân chó rồi sao ngươi đại nghịch bất đạo đừng quên gia chủ là gì của ngươi lạc trần cùng lạc trường đỏ mắt giống to là gì là kẻ thù của ta lạc ra các ngươi cứ trông mắt mà xem lạc nam bỏ lại một câu xoay người vào trong đứng lại lạc trần định nói thêm gì đó cút một âm thanh lạnh leo đến cực điểm ẩm vang mà ra toàn bộ người lạc anh bang bay thẳng ra ngoài ngay cả lạc trần và lạc trường cũng không tránh khỏi ra tay chính là tần mộ ảnh nàng cùng chúng nữ nhìn cũng không nhìn lạc anh bang thêm một chút kéo nhau vào trong chúng ta đi ta không tin hắn có thể ở trong học phủ cả đời lạc trần chật vật đứng dậy giận dữ quát cùng đám người lạc anh bang xám xịt rút lui diễn biến lần này toàn bộ đã được một tên thành viên lạc anh bang đứng từ xa dùng lưu ảnh ngọc thu lại sẽ nhanh chóng chuyển về gia tộc đến lúc đó lực lượng tinh anh của lạc gia xuất động ám sát hắn không tin lạc nam có thể thoát khỏi không ai chú ý rằng một đôi song sinh thiếu nữ đứng trên đài cao đem toàn bộ mọi chuyện thu vào trong mắt. Sắc mặt hai nàng trắng bệnh đến mức lợi hại, nước mắt đã chảy xuống từ bao giờ. Một bên vốn là đại ca của các nàng, một bên là gia tộc. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai thiếu nữ thiên tài dối như tơ vỏ, không biết làm sao. Khốn kiếp, Nam Cung Nguyễn Dung, ngươi vậy mà lẫn vào nương từ bang, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Một đôi mắt toán độc nhìn chầm chầm hết thảy, Nam Cung Liệt nắm tay siết chặt đến dưới máu, quay người rời đi. chương 209, lần lượt bế quan bên trong trụ sở nương tử bang lạc nam cùng chúng nữ ngồi thành một đoàn bầu không khí hơi trầm lặng nhìn chúng nữ bộ dạng lo lắng một số khác cảm thấy ngơ ngác khó hiểu nhưng không dám hỏi nhất là nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi của lạc nam và hai người lạc trần nếu các nàng chưa nhận ra giữa hắn và lạc gia có liên quan vậy chẳng khác nào ngu ngốc lạc nam hít sâu một hơi hắn biết đã đến lúc cho toàn bộ các nàng biết sự thật bọn họ là một gia đình không có gì phải che giấu trước đây vì sợ chúng nữ phẫn nộ mà liều chết tu luyện nhưng hiện tại chuyện đã vỡ lẽ, nếu tiếp tục giấu đi sẽ khiến các nàng suy nghĩ lung tung, cho rằng hắn không tin tưởng các nàng, ảnh hưởng đến việc tu luyện. Huống hồ lạc nam tin tưởng, các nàng đủ khả năng tiếp thụ sự thật. Di nhỏ, nàng nói thay ta đi, hắn quay sang nhìn liêu thi cầm khàn giọng nhờ vả. Liêu thi cầm nhìn thoáng qua từng gương mặt tuyệt mỹ xinh đẹp, biết số phận bi thảm trước đây của lạc nam chỉ có mấy người yên ngược tuyết, diễm hồng liên, tình nhi, một tử âm mà thôi. Vì lẽ đó mắt thấy sự việc sắp phơi bày, chúng nữ còn lại từng người đều hết sức nghiêm túc các nàng muốn hiểu nguyên nhân vì sao nam nhân của mình và lạc gia lại trở mặt thành thú như vậy cho dù tần mộng ảnh cũng không ngoại lệ liêu thi cầm nhẹ nhàng hít thở u thanh nói tiểu nam vốn là con trai của tên khốn kiếp lạc phá lôi và theo lời nói của nàng nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh lặng từng đôi mắt đẹp dần dần trở nên đỏ ngầu dữ dội cho đến cuối cùng khi nghe lạc phá lôi vậy mà đích thân móc mắt lạc nam cho lạc vũ chúng nữ ngơ ngác nhìn qua con mắt còn trống rông của hắn từng giọt nước mắt nhẹ nhàng tuân rơi. Dù là những nữ nhân đã biết chuyện như một tử âm, một lần nữa nghe lại còn cảm thấy phẫn nộ không thể ức chế được khiến toàn thân rung dậy. Đừng nói chi đến chúng nữ chưa biết chuyện lại yêu lạc nam tha thiết như Tố Mai và Trúc Loan. Sát khí lượn lờ xung quanh căn phòng, ánh mắt ngập tràn nỗi căm hận, đồng thời nhìn về nam nhân của mình càng yêu thương hơn. Bạch Tố Mai và Lý Trúc Loan không nói không rằng, chỉ là sát khí trên người các nàng là mãnh liệt nhất các nàng thầm hận trước đó không lấy mạng hai người lạc trần tân Mộng ảnh nắm chặt tay lạc nam như muốn an ủi linh hồn từng bị thương tổn của hắn chỉ là cảm giác đau nhói nơi trái tim khiến nàng liệt lạc ra vào kẻ thù không đội trời chung trước đây tại linh vũ thành trưởng lao huyết linh tông huyết thường chỉ mở miệng uy hiếp lạc nam đã khiến nàng phẫn nộ hạ sát thủ nếu không phải có đại trưởng lao ra tay giúp đỡ thì huyết thường đã sớm chết rồi qua đó có thể thấy tân Mộng ảnh bao che lạc nam đến cỡ nào chưa kể hiện tại hắn còn là tiểu sư đệ của nàng đấy nếu để sư phụ biết chuyện này lạc gia không có quả ngon để ăn dù là tô mị băng linh nhi nam cung nguyễn dung hay hoa ngọc phượng cũng đã sớm ướt đẫm hai mắt bàn tay trắng như phấn xiết chặt đến rương máu chúng nữ không ngờ số phận của hắn bi đát như thế thê thảm hơn bất kỳ ai trong số các nàng các tỷ mội đã thấy rồi đó lạc gia là kẻ thù không đội trời chung với phu quân và chúng ta yên Nhược tuyết vuốt nhẹ khóe mắt khẳng định nói thu của phu quân chính là thù của tỷ mội chúng ta chúng ta sẽ tự tay mà báo vì thế tu vi hiện tại còn chưa đủ cần phải không ngừng mạnh hơn mạnh hơn nữa Diễm Hồng Liên hất tung mái tóc đỏ rực, nhấn mạnh. Phải các nữ nhân đồng thanh gật đầu. Được rồi, ta còn phải cảm tạ lạc ra đấy, nếu không có bọn hắn thì lạc nam này sẽ chẳng có được các nàng. Hãy nghĩ vấn đề theo hướng tích cực lạc nam tiến đến ôm từng nữ nhân vào lòng an ủi. Đến lượt nam cung nguyện dung chỉ xấu hổ ư một tiếng, mặc hắn ôm nhẹ thân thể của nàng vào lòng, vỗ về lưng nàng như trần an. Về phấn hoa ngọc phượng bị lạc nam ôm ấp, toàn thân cứng ngắc, mắt to trận tròn bất quá không đẩy ra hắn. Tô mị không cần phải nói, chỉ hận không thể dung nhập vào người lạc nam nhờ lạc nam ra sức vô vệ chúng nữ cũng dần bình tĩnh lại chỉ là hai từ lạc gia đã trở thành cái gai trong lòng các nàng không nổ bỏ cái gai này cả đám chỉ cảm thấy toàn thân bức rất khó chịu phu quân thiếp muốn bế quan dài hạn yên nhược tuyết nhìn qua lạc nam kiên định nói thiếp cũng vậy hồng liên Thính nhi trúc loan thử âm đồng thanh anh ta cũng muốn tham khảo trận pháp của tà hoàng tiền bối hoa ngọc phượng trầm giọng nói lạc nam thở dài một hơi biết cũng chẳng thể ngăn cản quyết tâm của các nàng, trong lòng cảm thấy ấm áp. Các nàng chờ đợi ta thêm một chút. Lạc Nam lấy ra hai miếng ngọc bội cổ xưa lấp lánh sắc vàng và một bộ y phục cao quý. Khi hai ngọc bội vừa xuất hiện, một luồng kim quang sắc bén quét mạnh ra xung quanh, nồng đậm sát khí. Tân ngộng Ảnh phải thả ra uy áp ngăn cản, tránh chúng nữ khó chịu. Đây là kim quang lực ảnh, ngự châm lục sát kinh cùng kim huyền bảo y y, tất cả đều là ta đặc biệt chuẩn bị cho nàng Lạc Nam nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Nguyện Dung chân thành nói đừng để ta thất vọng nam cung nguyện dung mím chặt ngôi không chần chờ đưa tay tiếp nhận ba loại vật phẩm nhìn vào mắt hắn gật mạnh đầu chỉ cần quân không phụ thiếp cả đời thiếp sẽ hầu hạ quân tốt 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 có huyện dung nàng một câu nói này tất cả mọi thứ đều xứng đáng lạc nam liên tục nói ba chữ tốt đã dùng người thì phải tin tưởng người không tin thả đừng dùng hắn đã nhìn chúng nàng thì phải đặt chọn niềm tin vào nàng quay sang hoa ngọc phượng móc ra bắt trận đồ cùng phượng hoa Y nhét vào tay nàng hoa ngọc phượng thoáng phân vân nàng không muốn dễ dàng tiếp nhận ân tình của nam nhân này mãi như vậy, nếu tiếp tục chỉ sợ bản thân mình sẽ luôn hãm. Không cần từ chối ta, Ngọc Phượng nàng đời này trốn không thoát. Lạc Nam thể hiện ra một mặt bá đạo của hắn, chẳng đứng lời nói chưa ra khỏi miệng của nàng. Đối với nữ nhân kiêu ngạo, bản thân hắn phải kiêu ngạo hơn cả nàng. Hoa Ngọc Phượng trận tròn mắt, hung hăng nhìn hắn, bất quá vẫn đem hai vật phẩm thu hồi, nghĩ lại số phận bi thảm của Lạc Nam, nàng cảm thấy hiện tại không nên từ chối hắn. Tạm thời ta tiếp thu ý tốt của hắn, tương lai sẽ bù đắp lại. Hoa Ngọc Phượng trong lòng tự an ủi. Tô Mị cùng Yên Nhược Tuyết Âm thầm mỉm cười nhìn cảnh tượng này. Cô ra, phần của Linh Nhi đâu? Người ta đã sớm là người của ngươi nha. Băng Linh Nhi khoác lấy cánh tay hắn làm nũng. đương nhiên không thể thiếu, đây là Băng Thiên Phủ cùng Tuyết Ngọc Bảo Y lạc Nam mỉm cười đưa ra hai kiện vật phẩm. Hoa, Linh Nhi rất thích, yêu chàng chết mất. Băng Linh Nhi đánh chuột đôi môi vào má hắn vui mừng hớn hở tiếp thụ hai kiện vật phẩm chỉ còn tô mị đang gú hoán thỉnh thoảng liếc mắt về phía hắn công pháp mị công quá mức quý hiếm tạm thời nàng dùng tạm thứ này lạc nam cười thần bí tương 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 theo một tiếng đàn chấn động không gian chúng nữ chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh ngay cả thiên cấp thượng phẩm pháp bảo băng thiên phủ trên tay băng linh nhi cũng rung dậy vì sợ hãi mị âm tỷ bà linh cấp thượng phẩm pháp bảo tỷ bà thuần một màu tím yêu dị bên trên có từng hoa văn huyền ảo dây đàn trắng bạc lấp lánh dị thường tỏa sáng cả không gian. Đây là đây là tô mị gương mặt ngơ ngác, hai mắt dính chặt vào thành tỷ bà vừa xuất hiện. Mà chúng nữ càng là ném cho lạc nam ánh mắt ưu hoán, hiển nhiên ghen tị với một kiện linh cấp thượng phẩm của tô mị. Lạc nam chỉ đành lắc đầu cười khổ, tiền nhiều nhưng nuôi một đám thê tử cũng không dễ dàng a. À. Là dành riêng cho nàng, thêm kiện ái mị bảo y này lạc nam nhìn tô mị, đem hai loại vật phẩm giao ra. Tô mị khỏe mắt ngân ngân nước, nhuận miệng cười hạnh phúc như trăm hoa đua nữa, ôm chặt hai vật phẩm vào lòng, yêu thích không rời tay. Chứng kiến vẻ mặt của nàng, Lạc Nam cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Mở ra cửa hàng may mắn đi. Hắn hướng trong lòng hạ lệ. Trước khi các nàng bế quan, tìm mua thêm vài thứ cũng tốt, biết đâu xuất hiện công pháp cho tô mị. Chỉ là rất nhanh, hô hấp của Lạc Nam như cứng lại, xem chút nữa đã nhịn không được bật người dậy. Trong mắt hắn, năm kiện vật phẩm đầu tiên, đồng loạt xuất hiện hai thứ khủng bố huyết mạch thái cổ yêu thú cựu thải thôn thiên mang giá bán 9 tỷ điểm danh vọng. Huyết mạch thái cổ yêu thú thái bạch thôn tinh xà giá bán 9 tỷ điểm danh vọng. Hai loại huyết mạch quá mức chói mắt đập thẳng vào lạt Nam, liếc sang Bạch Tố Mai đang yêu thương nhìn mình ngồi bên cạnh, hắn không hề do dự, quả quyết tấn vào huyết mạch thái bạch thôn tinh xà. Theo lời của Kim Nhi, Bạch Tố Mai chỉ là hậu duệ của loại yêu thú thái cổ này, so với tổ tiên kém đến rất xa. Nếu có huyết mạch này, tương lai của nàng sẽ đạt đến độ cao không thể tưởng tượng, cũng đồng nghị hắn có một nữ nhân hùng mạnh bên cạnh. Ken, ký chủ đồng ý mua Thái Bạch thôn tinh xà huyết mạch. Hệ thống lên tiếng xác nhận. Mua. Lạc Nam dứt khoát tiêu tiền. Hắn còn nghịch long huyết nên chẳng ham hố thêm huyết mạch nào khác, mua cho thê tử là ổn nhất. Ken, mua sắm thành công. Lạc Nam hít sâu một hơi, trước ánh mắt tò mò của chủ nữ, vội vàng móc ra một bình ngọc, bên trong có giọt máu màu trắng bạc đang động đậy. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa truyền khắp không gian, bên trên giọt huyết mạch ẩn ẩn có thể nhìn thấy một sinh vật khủng bố màu trắng đang hé to miệng theo sau đó ngôi sao to lớn bị nó nuốt vào trong bụng cảnh tượng khiếp người đến cực điểm mà vốn yên tĩnh ngồi một bên bạch tố mai đột ngột đứng bật dậy thân thể không tự kiểm soát được biến hóa thành bản thể một con bạch tinh xả xà, tinh xảo dài hàng chục trượng hiện ra giữa căn phòng đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm bình ngọc trên tay là nam thân thể rung rẩy vì hưng phấn và kích động chuyện gì xảy ra chúng nữ nhao nhao đứng dậy chừng to mắt nhìn nhau đây là huyết mạch của tổ tiên tố mai lạc nam nhìn giọt máu màu trắng trong tay hít sâu giải thích chúng nữ bừng tĩnh gật đầu xem ra sư phụ thần bí kia lại vừa cho lạc nam độ tốt kim nhi tố mai trực tiếp luyện hóa huyết mạch này được chứ lạc nam hỏi thăm không thành vấn đề bản thân nàng ấy vốn đã có một tia huyết thống mỏng manh luyện hóa huyết mạch này sẽ không bị phản vệ bất quá thời gian có lẽ hơi lâu vì thực lực của bạch tố mai hiện tại còn thấp kim nhi lập tức xác nhận được rồi tố mai nhận lấy vào linh giới châu luyện hóa đi ta chờ tin tốt của nàng lạc nam ném ra bình ngọc cẩn chứa máu huyết động viên nói bạch tố mai mặc dù đang ở dạng rắn nhưng vẫn yêu thương nhìn hắn há miệng ngậm lấy bình ngọc theo ý niệm của lạc nam tiến vào linh giới châu trở về cung điện của nàng lập tức nuốt gọn giọt máu theo sau đó thân thể bốn lượn xuống mặt đất lớp vảy tinh xảo của nàng nhẹ nhàng bông chóc hóa thành một lớp vỏ trứng bao phủ thân thể khổng lồ vào bên trong chính thức luyện hóa huyết mạch lần sau nàng thức tỉnh kinh thiên động địa lạc nam nhìn chúng nữ đã không kịp chờ đợi lần lượt thu các nàng vào linh giới châu yên ngược tuyết bê quan tu luyện thủy hoang chiến điện và thủy hoang huyết mạch diễm hồng liên bê quan luyện cửu dương thần công diễm điệp tình luyện mục vũ chân quyết lý trúc loan luyện phúc mục chân quyết mục tử âm luyện ảo mục chân kinh nam cung nguyện dung luyện kim quang lựa ảnh ngự châm lục sát kinh hoa ngọc phượng luyện trận pháp của tà hoàng cùng bắt trận đồ tô mị cũng bê quan nhận chủ mị âm thì bà vì nó là linh cấp nên nhận chủ khó khăn và tốn thời gian hơn thiên cấp với lại tu vi của tô mị còn thấp muốn chinh phục mị âm tỷ bà không phải chuyện dễ thoáng chốc bên cạnh lạc nam chỉ còn lại liêu thi cầm tần mộng ảnh cùng băng linh nhi ba nữ đương nhiên tiểu sư vẫn trong hình dạng con thú nhỏ nằm trên vai hắn linh nhi nàng tu luyện công pháp cấp bậc gì lạc nam hỏi băng linh nhi ngự phủ huyền công địa cấp cực phẩm công pháp băng linh nhi ngây thơ đáp lạc nam không thể âm thầm cảm khái cựu cấp thế lực có khác ngay cả thị nữ như nàng cũng luyện địa cấp cực phẩm. Bất quá hắn hiển nhiên không hài lòng, sau khi mua huyết mạch cho Bạch Tố Mai, điểm danh vọng còn khoảng 4 tỷ, Lạc Nam tiếp tục mở ra cửa hàng. Băng Linh Nhi ngoại trừ sở hữu Băng Linh căn thì bản thân nàng còn là một tam chuyển viên mãn thể tu, vì thế rất thích dùng cây búa lớn đầy sức mạnh nện người khác. Hắn quyết tâm phải mua một công pháp thích hợp nhất với nàng vừa luyện thể vừa luyện băng. Thời gian chậm chậm trôi qua, điểm danh vọng của Lạc Nam không ngừng hao tổn, hắn không biết mình đã đổi mới bao nhiêu lần. Trong quá trình này Lạc Nam mua được một kiện thiên cấp cực phẩm y phục cho riêng hắn. Nhật Nguyệt Trường Bảo. Thậm chí có vài loại huyết mạch xuất hiện, nhưng Lạc Nam chỉ có thể nén đau bỏ qua vì không đủ tiền. Rốt cuộc, một công pháp xuất hiện trong tầm mắt. Thiên băng vạn tượng công tầng một linh cấp thượng phẩm công pháp, giá bán 7 vạn điểm danh vọng. Ghi chú công pháp, gồm 7 tầng, người luyện đến tầng cao nhất sở hữu sức mạnh của hàng vạn con thiên băng cự tượng. Đây là loại yêu thú băng hệ nổi danh về sức mạnh thời thượng cổ. Lạc Nam mừng rỡ mua ngay, tuy chỉ có tầng một nhưng đã đủ để băng linh nhi tu luyện rồi thứ này thuộc về nha đầu nàng so với lam tịch còn lợi hại hơn đó đừng để chúng ta thất vọng hắn giao ngọc đội chứa thiên băng vạn tượng công cho băng linh nhi không quên xoa đầu nàng khích lệ cô ra thật tốt tiểu thư phải tu chín kiếp mới gặp được chàng linh nhi cũng thơm lây hỉ hỉ nha đầu khéo ăn nói suy nịnh một câu cầm lấy công pháp tiến vào linh giới châu rốt cuộc chỉ còn lại liễu thi cầm cùng tần một ảnh ta cảm giác qua các trận chiến lần khảo hạch sắp đột phá hóa thần rồi cần phải bế quan liêu thi cầm nhìn hắn dịu dàng mỉm cười nhẹ nhõm lạc nam hiểu ý nàng cười theo có thể đem mọi chuyện về quá khứ của hắn thổ lộ cùng chúng nữ khiến hai người dễ chịu toàn thân cảm giác luôn che giấu người bên cạnh mình một thứ gì đó rất khó chịu tiểu nam ngươi nhớ để ý tung tích của mẫu thân ngươi liêu thi cầm không quên căn dặn ta biết rõ đại lục rất lớn có lẽ mẫu thân chưa kịp nghe tin về ta cũng nên lạc nam mỉm cười tự an ủi nói xong hắn phất tay lại đem nàng thu vào. Lần trước khi tu luyện băng nguyệt dạ phong kinh, thực lực của Liêu Thi Cầm đã chạm đến biên giới hóa thần kỳ cái nàng thiếu chỉ là kinh nghiệm xúc tích. Hiện tại cần bế quan đột phá là điều dễ hiểu. Không có quả gì cho ta sao. Tân Ngọc Ảnh thấy chúng nữ lần lượt biến mất, lúc này mới khôi phục dung nhan tuyệt trần của mình, xuề tay trước mặt hắn. Lạc Nam nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt như tuyệt tác của nàng, thủ thì nói. Trước hết tham quan nhà của chúng ta, về phần quà nhà, bát hoang hoành thiên viêm còn chưa đủ sao chương 210, phong hoa tuyệt đại tại nghị sự đường của lạc gia lạc gia chín tên trưởng lão 18 tên hộ pháp 36 chấp sự đều có mặt tại đây cả đám gương mặt âm trầm đến cực điểm không dám thở mạnh một tiếng âm thầm quan sát biểu tình của gia chủ đang ngồi nơi trung tâm lạc phá lôi tay cầm lưu ảnh ngọc quan sát toàn bộ quá trình lạc anh bang kéo đến nương tử bang cùng thái độ gây gắt quyết liệt của lạc nam bên trong đôi mắt hắn lôi đình không ngừng chốc động khí tức băng hàn tỏa ra khiến toàn bộ không gian bắt đầu băng kết về nói với lạc phá lôi đừng nói cái ghế thiếu chủ hay già chủ rác rưởi của các ngươi cho dù cho ta ngồi lên đầu hắn ta cũng địa vào đúng lúc này bên trong lưu ảnh ngọc phát ra âm thanh cản dở của lạc nam thính yên tĩnh đến cực hạn bầu không khí trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết chỉ còn âm thanh hít thở trầm trọng của lạc phá lôi cho thấy hắn đang đẻ nén tức giận đến rừng nào ai có thể cho ta biết hắn dựa vào đâu nói như vậy dựa vào đâu ngạo mạn như vậy là ai cho hắn lá gan ai làm chỗ dựa cho hắn rốt cuộc âm thanh trầm thấp từ miệng lạc phá lôi liên tục thốt ra từng câu hỏi đều nghiến răng nghiến lợi khiến đám cao tầng lạc ra hơi rùng mình đám người im lặng nhìn nhau vẫn là đại trưởng lão lạc gia lạc thanh liệt đứng dậy lên tiếng theo lão hủ nghĩ kẻ này có thể trong thời gian ngắn ngủi hai năm đạt được thành tựu như vậy nhất định là có cao nhân chỉ điểm cao nhân lợi hại đến mức nào dám đắc tội toàn bộ lạc gia chúng ta sao lạc phá lôi nghiêm nghị hỏi lạc thanh liệt im lặng chuyện này quả thật không biết trả lời thế nào, nếu nói vị cao nhân kia lợi hại như vậy, tại sao không đích thân đánh đến lạc gia? Còn nếu cao nhân kia không lợi hại, tại sao lại bồi dưỡng lạc nam trong hai năm ngắn ngui trở nên khủng bố như thế? Lúc này, một trung niên dâu dê ung dung đứng dậy thu hút toàn bộ ánh nhìn của người có mặt, ngay cả lạc phá lôi cũng không ngoại lệ. Trung niên này có tên là lượng, tứ trưởng lão của lạc gia, có tu vi luyện hư trung kỳ. Nhưng thứ khiến người lạc gia tin cậy không phải thực lực của hắn, mà là trí tuệ. Lạc lượng là một người cực kỳ thông minh, nhiều lần bày mưu tính kế giúp gia tộc phát triển, được lạc phá lôi tin tưởng vô cùng. Chư vị, lượng có chút suy nghĩ, mọi người xem có hợp lý không lạc lượng thông giọng nói. Mời tứ trưởng lão, đám người đồng thanh, cùng nhau vỉnh hai. Chắc tất cả chúng ta ở đây không ai quên được chuyện hai năm về trước, khi thiên đạo chi nhãn bất ngờ xuất hiện mang theo lôi kiếp khủng bố đánh xuống, khiến lạc gia chúng ta nguyên khí đại thường, phải phong bế gia tộc, đến hiện tại vẫn chưa thể ngang nhiên hoạt động trở lại. Lạc lượng nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ, không ai có thể quên trận thai nạn khủng bố khi đó. Nói tiếp, lạc phá lôi nhẹ mở miệng. Tại trận lôi kiếp kinh thiên kia, gia chủ vì bảo toàn lực lượng nồng cốt quan trọng của gia tộc, mà hy sinh đám kẻ hầu người hạ, đây là quyết định anh minh vô cùng, lượng vô cùng bội phục. Lạc lượng chắp tay kính cẩn nói tiếp. Nhưng có lẽ tất cả chúng ta đều quên mất một điều, trong số đám người được hy sinh đó, có lạc nam. Vài âm thanh hít thở vang lên, bọn họ đều không phải người ngu, rất dễ dàng hiểu được lạc lượng muốn ám chỉ điều gì một câu hỏi cùng lúc xuất hiện trong đầu người ở đây tại sao lạc nam có thể thoát khỏi trận lôi kiếp đó lạc thanh liệt mở miệng đặt ra nghi vấn chung của tất cả mọi người đúng vậy và câu trả lời lập tức xuất hiện lạc lượng ánh mắt lấp lóe hết sức sáng sủa chứa đựng tài trí hơn người nói lạc nam khi đó chỉ là một phế vật mù lòa sức lực thậm chí thua kém một phạm nhân hắn có thể thoát khỏi trận lôi kiếp kia nhất định là được kẻ nào đó trợ giúp mà kẻ có thể mang theo lạc nam vô thanh vô tức rời khỏi lạc gia chỉ có một cách duy nhất là sẽ rách hư không vì thế tu vi của người kia ít nhất phải là luyện hư kỳ lạc lượng phân tích hết sức cặn kẻ hầu như không một vết xước nói rất hay lạc phá lôi và đám người mở miệng khen ngợi chưa dừng lại ở đó lạc lượng chắp tay nghiêm túc nói tiếp lượng thậm chí mạo mội đoán rằng trận hai nạn hai năm về trước dẫn đến thiên đạo chi nhãn mang lôi kiếp công kích lạc ra chúng ta là do người thần bí đó gây ra nhằm nhân cơ hội giải cứu lạc nam lạc phá lôi nhấn mày đám cao tầng lạc ra hai mặt nhìn nhau cùng lúc đồng thanh nói nhất định là như vậy lạc ra bọn họ vốn đang yên đang lành chẳng làm nên tội tình gì lại đột ngột bị thiên đạo chi nhãn mang theo lôi kiếp đánh xuống có thể nói là trong lòng oan ức đến cực điểm những năm qua mặc dù gia tộc trong thời kỳ dưỡng thương nhưng vẫn không ngừng âm thầm điều tra kẻ chủ mưu đáng tiếc không thu hoạch được gì Lúc này nghĩ lại, thời điểm đó cũng trùng khớp với Lạc Nam mất tích, ai cũng cho rằng hắn chỉ là kẻ xấu số bị hy sinh, hiện tại nghĩ lại mới giận người phát hiện, kẻ này có dính liếu đến chủ mưu. Dù chuyện đã qua 2 năm nhưng trong người một vài tên trưởng lão lạc Gia còn lưu trữ vết thương năm xưa chưa lành, cả đám căm hận kẻ hãm hại vô cùng, hận không thể lóc thịt uống máu hắn. Gia chủ, kẻ này xảo trả quỷ quyệt, năm xưa muốn dồn lạc Gia vào chỗ chết, không thể bỏ qua lạc Gia cao tầng cùng lúc đứng lên, hận ý thôn thiên. Trong lúc nhất thời, sát khí bao trùm không gian, hận thù của Lạc Nam và Lạc Gia triệt để bùng nổ, không còn đường để hòa giải. Nếu thật sự chuyện thiên đạo chi nhãn liên quan đến tiểu xuất sinh này, hắn nhất định phải chết, mặc kệ người đứng sau lưng hắn là ai lạc phá lôi vươn người đứng dậy, lôi đỉnh trong mắt như ngưng tụ thành thực chất. Hắn có quyền lực to lớn hôm nay cũng nhờ cái ghế gia chủ của lạc gia đem lại, kẻ nào có khả năng gây bất lợi đến quyền lực của hắn và lạc gia, đều phải chết. Gia chủ anh mi Thiên hỏa lôi đỉnh thủ ầm 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 bọn hắn chưa kịp nói hết câu cả đám chỉ thấy đất trời quay cuồng dữ dội một loại công kích khủng bố mang theo vô tận biển lửa cùng lôi đình vô mạnh về nghị sự đường của lạc gia nơi có toàn bộ lạc gia cao tầng đang tập hợp bên ngoài nghị sự đường có trận pháp cấp cao bảo vệ dưới một kích kinh thiên động địa kia trận pháp lập tức vỡ nát nhưng cũng thành công phòng ngự trước một kích này diễm nguyệt kỳ hai mắt bao trùm vô hạn phần nộ lần trước sau khi cùng lạc nam tách ra nàng âm thầm theo hắn tiến đến nương tử bàng quan sát hai cô con gái kết quả nghe được đối thoại của lạc nam và chúng nữ cũng biết được quá khứ thê thảm của hắn ba không biết vì sao diễm nguyệt kỳ phẫn nộ hơn bao giờ hết trái tim đau nhói từng đợt chỉ hận không thể hủy diệt toàn bộ lạc gia mặc dù lạc gia có canh phòng nghiêm ngặt nhưng với tu vi của nàng làm sao bọn hắn có thể phát hiện lúc này đây sẽ rách hư không đứng trên đỉnh đầu của gia tộc này một lần nữa thi triển công kích dữ tợn thiên hòa thủ ngũ lôi oanh đỉnh theo tiếng quát lạnh từ miệng nàng bầu trời lạc gia cấp tốc tối sầm lại toàn bộ tộc nhân lạc gia khiếp sợ ngẩng đầu nhìn vị tuyệt đại giai nhân đang buộc phát lửa giận trên trời cao ầm ầm thiên hỏa thủ mang theo thế thái sơn áp đỉnh vồ đến nghị sự đường mà ngũ lôi oanh đỉnh không chịu thua kém nam kia xét khủng bố ầm ầm giáng xuống kẻ nào dám vớt dâu hùm lạc ra theo một tiếng phẫn nộ vang vọng trời cao lạc phá lôi mang theo lạc thanh liệt xuất hiện trên không trung nhìn hai loại công kích khủng bố đang lao xuống sắc mặt bọn hắn lập tức bị vẻ ngưng trọng thay thế lạc nguyệt băng trưởng hai người nhìn nhau cùng lúc thi triển hai loại thiên cấp vũ kỹ vô tận hàn băng bao phủ trong tay sức mạnh như có thể trích tinh lạc nguyệt hai trưởng ấn lần lượt phá không mà bay ngăn cản hai loại công kích khủng bố đang lao đến thiên hỏa thủ và ngũ lôi oanh đỉnh và chạm lạc nguyệt băng trưởng nổ tung liên tục vài tiếng trên không trung không gian tầng tầng đổ nát mà lạc phá lôi cùng lạc thanh liệt khiếp sợ ngẩng cao đầu lúc này mới có thời gian quan sát nữ nhân kia toàn thân bạch ma chiến bảo bao trùm thân thể mê người tóc dài tung bay trong gió mắt phượng ngạo kiều mang theo phẫn nộ khoe miệng xem thường chúng sinh sắc ý như có thể thôn thiên vệ địa. phong hoa tuyệt đại làm sao có thể diễm nguyệt kỳ lạc phá lôi kinh ngạc trận tròn mắt thốt lên một tiếng là song nguyệt tiên tử đáng chết sao lại là nàng lạc lượng đứng bên dưới quan sát thầm mắng một tiếng bay người lên không trung song nguyệt tiên tử song trong thiên hạ vô song nguyệt trong diễm nguyệt kỳ top mười hoàng kim bảng không người không biết vèo 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 theo từng âm thanh xe gió chín tên trưởng lão của lạc gia đồng loại xuất hiện nghiêm nghị nhìn nữ nhân vừa tiến đến diễm nguyệt kỳ lười nói nhảm công kích một lần nữa được ngưng tụ kim ô hư ảnh xuất hiện giữa không trung nàng như một nữ chiến thần quân lâm lạc gia diễm nguyệt kỳ rốt cuộc là sao ngươi muốn lạc gia và diễm gia đại chiến đúng không lạc phá lôi lạnh leo quát hy vọng nữ nhân này lấy lại lý trí Súc sinh diễm nguyệt kỳ nhàn nhạt phun ra hai chữ ngươi lạc phá lôi tức giận toàn thân run rẩy áo bào tím tung bay lôi đình điên cuồng bao bọc lấy hắn khí thế chỉ kém diễm nguyệt kỳ một chút bên dưới mặt đất vô số tộc nhân lạc ra thực lực yếu kém rung lầy bảy nằm bẹp bị khí thế của hai tuyệt đại cường giả ép đến mức không thở nổi gia chủ bên cạnh lạc nam có hai nữ nhi của nàng lạc lượng nhớ lại cảnh tượng trong lưu ảnh ngọc truyền âm cho lạc phá lôi lạc phá lôi nghe vậy sắc mặt hơi đổi thầm nghĩ xem ra nữ nhân này đến lấy lại công bằng cho con rể tức giận quát diễm nguyệt kỳ vì xúc sinh kiêm mà trở mặt cùng lạc da ngươi thấy xứng đáng không đám cao tầng lạc ra để phòng nhìn chằm chằm có người móc ra pháp bảo bảo vệ cơ thể không dám có chút xem thường xúc sinh nào trong mắt bổn tọa chỉ có ngươi là xúc sinh diễm nguyệt kỳ càn dỡ nói âm thanh vang vọng cửu tiêu lạc phá lôi giận đến tí mặt đã bao lâu rồi chưa ai dám hung hăng càn quay trước mặt hắn như vậy ngươi sẽ hối hận vì hành động hôm nay lạc phá lôi nghiêm nghị hạ lệnh cùng nhau tiến lên ta muốn nàng có đi không về tuân chín tên trưởng lão lạc ra ẩm văng nói hạ hạ đây là khí phách của ngươi sao cùng bổn tọa đơn đả độc đấu cũng không dám diễm nguyệt kỳ như nữ hoàng cao ngạo khinh thường cười to nói hử là ngươi tự tìm đường chết lôi hoành trướng không lạc phá lôi hử lạnh theo sau đó thi triển công kích mạnh mẽ của hắn chỉ thấy lôi đỉnh từng đợt bắt đầu đan sen vào nhau phạm vi bao phủ cả không trùng. Chúng, chúng nó bắt đầu tập hợp trên tay lạc phá lôi không gian hình thành khe nước mà chín tên trưởng lão của lạc gia nghiêm nghị dị thường huyền băng điên cuồng huy động lạc nguyệt băng trưởng đồng loạt xuất hiện trên tay diễm nguyệt kỳ dung nhan quyết tuyệt trước ánh mắt kinh hãi của đám người hai loại dị hỏa mang theo lôi đỉnh cấp tốc hỏa lẫn vào nhau làm sao có thể lôi hỏa huyền công hai loại dị hỏa lạc phá lôi rợn cả tóc gáy diễm lôi kim ô phá rốt cuộc kim ô khổng lồ vươn đôi cánh hùng vĩ kiệt ngạo giống to mang theo thế hủy thiên diệt địa lao mạnh mà đến lạc phá lôi cùng chín tên trưởng lão toàn lực công kích lạc thanh liệt giống to một tiếng lạc nguyệt băng trưởng đẩy mạnh ra ngoài lạc nguyệt băng trưởng tám tên trưởng lão còn lại đồng thanh quát chín trưởng ấn phô thiên cái địa xuất hiện giữa không trung bầu trời bị kết thành băng dài hàng vạn dặm cảnh tượng hoành tráng đến cực hạn, không khí một bên nóng như núi lửa một bên lạnh leo như băng sơn tộc nhân lạc ra chật vật điều động linh lực toàn thân bảo vệ lôi đình hoàng không lạc phá lôi không cam lòng yếu thế gào to vô tận lôi đỉnh từ cánh tay của hắn phá không mà ra những nơi đi qua lôi đỉnh tung hoàng ngang dọc thiên địa trở nên đú ám không gian tầng tầng vỡ vụn giống diễm lôi kim ô phá không biết sợ hãi là gì cùng mười loại công kích kinh khủng ầm ầm và chạm đùng 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 như đại chiến giữa các vì sao bầu trời lạc ra lâm vào một màu trắng xóa làn sóng linh lực như thiên nhiên động chân nổ cuốn trôi không ít kiến trúc đương nhiên cũng không ít sinh mệnh mười thân ảnh bay mạnh ra ngoài đụng nát vài tòa băng sơn là lạc phá lôi và chín tên trưởng lão bổn tọa tạm thời chúc giận thay hắn đầu của các ngươi sẽ do đích thân hắn đến lấy thân ảnh diễm nguyệt kỳ đã biến mất tự bao giờ chỉ để lại âm thanh phiêu lãng nơi không trung phúc vài tên trưởng lão nhịn không được tức giận phun ra vài ngụm máu đen lạc phá lôi chật vật đứng dậy trong đống đổ nát mặc kệ bộ dạng khó coi của mình ngửa đầu lên trời lệ hống diễm nguyệt kỳ lạc phá lôi ta thể lạc gia và diễm gia các ngươi không chết không thôi âm thanh mang theo vô vàn phẫn nộ truyền khắp bát phương vô số cường giả nghe được gâm thầm dùng mình hai thế lực thù địch chính thức hình thành lại là bắt cấp thế lực tầm ảnh hưởng mang tầm đại lục mọi người bình tĩnh mau chóng cử người liên lạc với băng huyền đế quốc nhị hoàng tử lạc lượng lau vết máu nơi khoe miệng bình thản kiến nghị đó là những thứ một trí giả nên làm đúng vậy nữ nhân này dùng lôi hỏa huyền công chính là kẻ địch của băng huyền đế quốc nhị hoàng tử lạc thanh liệt vui mừng mở miệng không sai thế lực của nhị hoàng tử tại băng huyền đế quốc rất lớn dưới trướng còn có lâm gia phò tá lạc lượng gật đầu khẳng định cứ theo ý tứ trưởng lão lạc phá lôi hít sâu một hơi trầm giọng nói ngoài ra còn hai thế lực phải cấp tốc liên hệ lạc lượng chưa dừng lại ở đó nhà nào đám người liếc nhìn lạc lượng ánh mắt híp lại âm hiểm cười một tiếng phàm ẩn tự huyết linh tông chương 211, mơ ước của mậu ảnh trận chiến lớn diễn ra trên bầu trời lạc ra được vô số người chứng kiến cho dù muốn giấu cũng không giấu được chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tin tức đã lan truyền khắp cả băng thiên đại lục. Diễm gia chi chủ Diễm Nguyệt Kỳ, song Nguyệt Tiên tử top 10 hoàng kim bảng đánh vào lạc gia, đại chiến lạc gia chủ lạc phá lôi cùng cựu đại trưởng lão, cuối cùng càng là nên ngang, ngang rời đi, để lại lạc gia một đống hoang tàn đổ nát. Đến thời điểm này, vô số cường giả trên đại lục mới hiểu top 10 hoàng kim bảng là khái niệm khủng bố như thế nào, vô địch trong cung cấp lấy một địch nhiều bá đạo như vậy phong thái kia khiến vô số đấng mày râu ăn ngủ không yên chỉ là rất nhiều người bao gồm lạc phá lôi cũng không hề biết một điều kinh khủng trận chiến này diễm nguyệt kỳ không hề dùng toàn lực không sai bởi vì khi lấy một địch mười nàng chỉ dùng tu vi luyện hư hậu kỳ mà thôi việc sở hữu hai loại dị hỏa đã khiến nàng dễ dàng vượt cấp chiến đấu lại thêm lôi hỏa huyền công phụ trợ nếu bọc phát tu vi luyện hư viên mãn chỉ sợ một nửa số lượng trưởng lão lạc ra sẽ ngã xuống trong trận chiến vừa rồi luyện hư kỳ mỗi tiểu cảnh giới đều chênh lệch như trời và đất càng đừng nói chi với cường giả mạnh mẽ như diễm nguyệt kỳ đương nhiên trừ yêu nghiệt như là nam diễm nguyệt kỳ đột phá luyện hư viên mãn chỉ có số người ít ỏi đáng tin cậy biết được cường giả đỉnh cao luôn ẩn giấu một vài lá bài tẩy trong tay việc áp chế tu vi là một trong những lá bài tẩy của bản thân nàng trên đỉnh sơn phong cao chót vót diễm nguyệt kỳ toàn thân thư thái hít thở một hơi cảm giác phẫn nộ trong lòng cũng vơi đi phần nào trong đôi mắt phượng ngạo kiều ấy thoáng ẩn thoáng hiện hình bóng của người thanh niên lần này xem thúc giục ngươi nhanh chóng phát triển mười năm quá lâu bổn tọa không chờ được a à? theo một tiếng ú thanh than nhẹ pha lẫn chút ngại ngùng thân ảnh phong hoa tuyệt đại ấy đã sớm biến mất không ai có thể thấy rằng gương mặt vốn tràn đầy kiêu ngạo của nàng nhẹ nhàng xuất hiện một tia ửng đỏ bên trong linh giới châu phía trước nam ngộng cung ở tầng hai tân ngộng ảnh không thích ở cùng với diễm nguyệt kỳ lạc nam đương nhiên không biết có nữ nhân đang vì hắn làm ra những chuyện chấn động đại lục lúc này hắn đang ngồi trên nhánh cây lớn của cung đình thụ dưới mông là đám mây mềm mại như chăn đông đàn hồi vô cùng tân ngộng ảnh ngồi tựa trong lòng hắn mặc nam nhân thỉnh thoảng vuốt ve thân thể nàng lạc nam nhẹ nhàng hít thở hương thơm tự nhiên từ cơ thể mê người ấy tâm tình thủ thị Ngộ ảnh nàng xem đêm xuân một khắc giá thiên kim chúng ta có nên hừ sớm muộn cũng cho ngươi gấp gáp như vậy làm gì tân Ngộ ảnh tiều hư một tiếng âm thanh êm ái nũng nịu khiến xương cốt lạc nam như nhúng ra không chờ ta phải mạnh hơn rồi bắt nàng về làm vợ sao lạc nam vuốt ve mái tóc mượt mà trêu chọc nói ha ha đợi đến thời điểm đó chỉ sợ ngươi bị yêu tinh kia ăn đến cả xương cũng không còn á tần mộng ảnh liếc xéo hắn vốn ban đầu nàng cũng là nữ nhân kiêu ngạo muốn trở tên này mạnh hơn mình rồi đường hoàng bắt nàng về làm vợ đó còn là ước định khi hai người ở linh vũ thành nhưng hoàn cảnh hiện tại khiến nàng bắt đầu đổi ý chưa nói đến diễm nguyệt kỳ dù là cơ nhã đang bế quan kia cũng không kém gì nàng nữ nhân bên cạnh hắn ngày một ưu tú tuyệt trần điều này khiến tần mộng ảnh cảm giác được một tia uy hiếp sợ mình tiếp tục kéo dài sẽ đánh mất nam nhân này nhất là khi nhìn thấy kỳ nam cung nằm trên tầng bạc kia lạc nam hiểu được suy nghĩ trong lòng tần ngộ ảnh xoay người nàng lại đối diện nhìn thẳng vào mắt nàng chân thành nói nàng là tiên tử trong lòng vô số người ta được lọt mắt xanh của nàng đã là phúc tu tám tiếp dù nàng trốn ta cũng bằng mọi giá đem nàng trở về dẹo miệng tần ngộ ảnh trong lòng như được nếm mật ngoài mặt lại lường hắn lạc nam cười ha ha miệng ta không những dẻo mà còn rất ngọt nàng muốn nếm thử hay không lưu manh nhưng tân ngộng ảnh chưa kịp nói hết câu môi hồng đào đã bị lắp kính lạc nam nhẹ nhàng mân mê hai cánh môi mềm mịn của nàng ôn nhu mút lấy tân ngộng ảnh đã sớm động tình biết sớm muộn gì cũng phải cho hắn chi bằng nhân lúc này chúng nữ đang bế quan hắn chỉ là của riêng nàng nghĩ đến đây nàng chủ động vươn đầu lưới ngọt lịm ẩm ướt ra mời gọi lạc nam sao có thể từ chối cái lơi của hắn rượu ràng quân chặt lưỡi nàng hai người triền miên quân quý nụ hôn ngày càng kịch liệt hô hấp hai người bắt đầu gấp rút lạc nam đem nàng đẻ xuống đám mây giữa không trung thiếu nam vào bên trong cung điện đi tân ngộng ảnh hoảng hốt tách khỏi nụ hôn nhìn hắn cầu khẩn bảo bối ngoan thế giới hiện tại chỉ có đôi ta ta muốn yêu nàng giữa thế giới này để lại ký ức đẹp nhất cho chúng ta lạc nam một tay mỏ xuống bộ ngực căn tròn nhẹ nhàng xoa nhẹ nàng vẫn mặc như mộng tâm ý hắn tặng chất liệu trơn trượt có giãn ôm sát vào da thịt lại mát lạnh dễ chịu xoa nắn thích tay vô cùng ươm tần mộng ảnh không kịp từ chối lạc nam đột ngột lấy ra một chung rượu uống vào trong miệng sau đó túi đầu khóa chặt môi nàng hắn tách ra hàm răng trắng như ngọc uyển chuyển đem rượu trong miệng chuyển sang tân mộng ảnh say mê trong thủ đoạn lào luyện của hắn chỉ cảm giác rượu nồng lại ngọt ngào dư vị tình yêu hai người trao đổi cho nhau hồi lâu cùng phân biệt nuốt vào Ngọc ảnh bảo bối lạc nam liếm lắp vành thai mẫn cảm của nàng tay vẫn không ngừng xoa nhẹ bầu vú ưng um, gì vậy chàng tân mộng ảnh ngửa người thỏ thẻ ta yêu nàng rất yêu dù nàng xinh đẹp tuyệt trần hay xấu xí hắn rót lời đường mật vậy còn không mau yêu thiếp tân ngọc ảnh rên rỉ nỉ non dung nhan như thiên thần đã sớm tràn ngập đường nét dâm mị lạc nam vừa nghe như uống vào xuân dược cực mạnh vội vàng tháo bỏ từng lớp y phục trên thân nàng trong khoảng khắc đó thời gian như ngừng lại trước vẻ đẹp kiêu xa kia tấm lưng hoàn hảo không một tí vết đường cong ma mị huyền ảo lung linh thừa một phần hay thiếu một phần đều sẽ phá hỏng tuyệt tác của tạo hóa này tân mộng ảnh trần chuông nằm trên đám mây như tiên tử sa đoạ hồng trần xấu hổ che chắn thân thể mình một tay nàng vòng qua hai bầu ngực lớn cánh tay nhỏ nhắn chỉ đủ phủ lấy hai đầu nhủ hoa đang cương cứng bàn tay còn lại nhẹ nhàng phủ lên gò mu tuyệt vời nơi âm hộ che lấp nhún cỏ thơm đen tuyệt còn lắng động sương mai ẩn sau nó là địa phương tư mật quý giá nhất của người phụ nữ lạc nam thất thần ngắm nhìn vẻ e thẹn của tần mộng ảnh ngực và mông nàng không to như diễm nguyệt kỳ eo nàng không nhỏ như mấy nha đầu tình nhi nhưng tổng thể của nàng là hoàn mỹ tất cả đều vừa vặn cân xứng với cơ thể nàng nàng chính là tuyệt tác mà thiên nhiên đã tạo ra còn thất thần gì thế thiếp không đẹp sao tân ngộng ảnh gặp hắn vậy mà chỉ lo nhìn mình nũng nịu kêu một tiếng lạc nam giật mình xấu hổ ôn nhu nói nàng quá đẹp khiến ta mê mẩn ta muốn thưởng thức mọi thứ thuộc về nàng con chân chờ gì tới đi tân ngộng ảnh hít sâu một hơi hai tay đang che chắn những nơi mẫn cảm chủ động tách ra lạc nam máu dồn lên não túi đầu ngậm chặt một bên nụ hồng vừa hé lộ chỉ cảm thấy mình đang nếm bảo vật vô giá nhất trần gian núm vũ nàng hồng nhuận, tràn ngập khí tức thanh tân của trinh nữ một bên hắn ôn nhu liếm láp bên còn lại được bàn tay điêu luyện tỉ mỉ chăm sóc thỉnh thoảng vo ve nhủ hoa của nàng khiến tần mộng ảnh dùng mình liên tục tiếng hít thở không thông từ cái miệng mê người không ngừng phát ra lạc nam tham lam tận hưởng bầu ngực thuộc về riêng hắn khi thì nút bên này khi thì bú bên kia cánh tay còn lại cũng không ranh rỗi đang thám thính khắp toàn thân thể nàng tận hưởng ra thịt mềm mịn hơn mây của nàng mang lại thiếp ngứa quá hừ hừ tần ngọc ảnh vô thức thốt lên một câu như vậy bảo bối nàng tuyệt quá lạc nam luyến tiếc rời mắt khỏi ngực nàng mở miệng khen một tiếng lại tìm đến nơi khác thám hiểm hắn cúi đầu hôn hít cái cổ như thiên nga cao quý của nàng đầu lưỡi liên tục hoạt động âm thanh trụt chuột, chuột không ngừng vang lên tân ngọc ảnh lần đầu được hưởng tư vị nam nhân phục vụ chỉ cảm thấy nóng gian nơi tư mật đã sớm ướt át không biết làm gì ngoài việc ôm lấy vòng eo hắn mặc hắn tận tình nhấm nháp cơ thể chân quý của mình lạc nam không bỏ sót bất kỳ tất da thịt nào trên người nữ tử lưỡi hắn lướt đến đâu ra nàng ửng hồng đến đấy một đường lưới điêu luyện được lạc nam quét ngang khe ránh mê người giữa hai ngực tân mộng ảnh hét lên oai oái lần đầu tiếp thân nhìn nàng thở dốc kịch liệt môi thịt giữa hai đùi lướt nhẹp hắn cười trêu chọc nàng mẫn cảm quá nha nói xong tiếp tục túi đầu liếm lắp tất tần tật mọi thứ trên cơ thể nàng nách nàng bụng nàng đùi nàng ngay cả đầu ngón tay đầu ngón chân như dương chi ngọc diệp được hắn tận tình ngậm vào miệng phục vụ chết thiếp hử chân bẩn tần mộng ảnh rên rỉ đứt quảng nhắm chặt mắt lại hít hà sạch sẽ thơm tho mà dám nói bẩn xem phu quân trừng phạt nàng lạc nam cười ta một tiếng đột ngột tách ra hai chân của tần mộng ảnh túi đầu nhắm ngay khe thịt đang khép chặt cái lơi quét một đường dài từ lỗ nhị hồng hào đến tận hạt le á à, giết thiếp giết thiếp mất rồi đó là chỗ bẩn mà chàng không bẩn sao hủ hủ tần mộng ảnh rung rẩy dữ dội dâm thủy bắn ra tung tóe lạc nam tham lam nuốt sạch vào trong miệng dùng tay tách ra hai mép môi hồng nhuận đẹp quá hắn buộc miệng phải khen ngợi bị nụ hoa bí ẩn nhất của nàng cuốn hút hai mép môi mềm mại lún phún vài sợi cỏ đen non tơ phía trên chúng nó là hạt đậu đỏ nhỏ xíu đáng yêu chân bóng sâu bên trong một chút là U cóc chật hẹp đầy nước từng nếp thịt e thẹn nếp vào nhau tất cả đều thuần một màu đỏ hồng mang sức hấp dẫn không cưỡng lại được lạc nam tham lam áp toàn bộ khuôn miệng vào âm đạo nàng cái lơi tiến vào bên trong quét ngang quét dọc nêm nếm hương vị riêng biệt của người phụ nữ không có mùi ngai ngái hăng hắc như nữ tử thông thường tu sĩ không cần bài tiếc vì thế nơi này của các nàng thơm tho đến cực hạn là nơi chứa nhiều tư vị riêng biệt nhất của phụ nữ sướng trời hơi sướng chết thiếp rồi tần mộng ảnh cảm thấy từng sợi dây thần kinh của mình quá tải không biết nói gì ngoại trừ rên gì và tận hưởng lạc nam hơi vận linh lực ý phục trên người nổ tung lộ ra thân thể trần chuồng khỏe khoán của hắn dương vật dài ngoằn gân gốc ngạo nghề vương cao kích thích thị giác tần mộng ảnh đến cực hạn một lần nữa hắn trườn người dậy cái miệng dính đầy dâm thủy nơi âm đạo hôn lên đôi môi kiểu diễm của nàng chiếm lấy đầu lưỡi nàng nhằm đánh lạc hướng bên dưới côn thịt điều chỉnh ngay khe âm đạo không ngừng ma sát bên ngoài hai mép nhằm làm chân dương vật dễ dàng tiến vào u cốc nhỏ hẹp hơn thứ đó lớn quá thiếp sợ tần mộng ảnh như một tiểu cô nương trong mắt hoảng hốt quan sát dương vật hắn vì môi thơm bị hôn nên chỉ có thể truyền âm ngoan sau này nàng còn dùng nơi đó sinh con của chúng ta mà phải để ta nuối rộng nó ra chứ lạc nam ôn nhu an ủi tân mộng ảnh nghĩ cũng có lý e thẹn gật đầu thủ thị trang làm nhẹ nhàng một chút yên tâm rất nhanh sẽ sướng lạc nam cảm thấy dương vật đã ướt vừa đủ điều chỉnh đầu khớp ngay giữa khe thịt của nàng tân mộng ảnh nhắm chặt hai mắt chờ đợi nằm ngửa ra đám mây rốt cuộc lạc nam nhẹ nhàng tiến vào hừ hai người cùng lúc hừ một tiếng hắn hừ vì thoải mái còn nàng là vì đau đớn đôi mày lá liêu của tần Ngộng ảnh hơi cao lại Lạc Nam thấy vậy, biết cần phải đánh nhanh rút gọn. Gồng mình đẩy mạnh. Ô. Âm thanh lúc cán vang lên, lớp màn mỏng như vô hình bị xuyên phá, máu huyết tràn ra nơi đùi ngọc của Tần Mộ Ảnh. Hức, thiếp đau khỏe mắt nàng nhỏ lệ, đáng thương nhìn hắn. Ngay cả cảm giác bị vật lạ lấp đầy cũng quên mất. Lạc Nam hít sâu một hơi, cảm nhận khoái cảm chật hẹp do nàng mang lại. Bên trong nàng khít quá mức, từng thớ thịt dữ dội co bóp thân côn thịt, lại ấm nóng lầy lội, tê tái đến cực điểm hắn cúi đầu yêu thương liếm hết nước mặt trên mặt tần mộng ảnh để im dương vật nằm trong người nàng chưa vội động đậy khi nào hết đau nói cho ta biết lao công làm nàng sướng nhé chúng ta hiện tại phu thê nhất thể không có gì phải xấu hổ lạc nam cưng chiều vớt mái tóc mai của nàng qua một bên trang cũng yêu thương các nàng ấy như vậy sao tân mộng ảnh vươn tay vớt ve gương mặt hắn trong ánh mắt lấp lánh nu tình đã chấp nhận nam nhân này dù thế nào đi nữa nàng cũng không oán không hối huống hồ hai năm trước gặp hắn chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn trái tim nàng đã bị thiếu niên này bật mất. Hắn là nam nhân đầu tiên không để ý dung nhan xấu xí của nàng, là nam nhân đầu tiên đối xử với nàng bằng hai tiếng chân thành. Các nàng đều là sinh mạng thứ hai của ta, không yêu thì yêu ai. Lạc nam hôn nhẹ lên vầng trán cao quý. Thiếp hết đau rồi tần mộng ảnh nghiêng đầu sang nơi khác, lý nhí trong miệng. Lạc nam mỉm cười, bắt đầu nắm lấy vòng eo nàng, nhẹ nhàng chuyển động. Ưm thích quá, cảm giác như bay bông trên mây vậy tần mộng ảnh mỉm cười, theo bản năng ốn éo vòng eo, tận hưởng cảm giác thể sắc và linh hồn hòa hợp. Ta làm mạnh hơn nhé. Hắn túi xuống ngắt lấy đầu vũ nàng. Ừm, thiếp là của chàng mà muốn chơi thế nào thì chơi tần mộng ảnh bẹn lẹn. Lạc nam như uống phải chất kích thích, theo thế truyền thống ra vào liên tục. Bạch bạch bạch. Âm thanh ra thịt va chạm không ngừng vang lên, bầu vũ tần mộng ảnh đong đưa không ngừng, khỏe môi cắn chặt ngón tay, cổ họng phát ra tiếng rên sảng khoái. Lạc nam cười ha ha bế nàng dậy, tựa lưng nàng vào thân cây khổng lồ của cung đình thụ, để hai chân nàng vòng qua hưng mình, hắn đứng phía trước không ngừng đâm vào nàng. Ở tư thế này, hai người yêu thường ngắm nhìn nhau, gặp con mắt còn trống của hắn, tần mộng ảnh trong lòng càng thêm nu tình, cố gắng phối hợp để nam nhân sung sướng nhất có thể. Bà bối, nàng tuyệt vời quá ta muốn cả đời lắp đầy bên trong nàng lạc nam hít sâu, không ngừng đâm vào âm đạo. Hừ, hừ thiếp sướng sướng quá lao công ơi thiếp là của chàng mà chàng muốn chơi lúc nào nào thì chơi tần mộng ảnh tựa đầu vào thân cây, tiêu hồn rên rỉ. Bạch 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 hai người vừa giao hợp vừa ngắm nhìn quang cảnh thoáng đảng nơi linh giới châu chỉ cảm giác thăng hoa toàn linh hồn nàng nói xem nhà chúng ta còn thiếu thứ gì phu quân triều lòng nàng lạc nam cười hỏi nơi này đã như tiên cảnh nhưng còn thiếu biển cả thiếu núi non thiếu cánh đồng hoa thiếu cả mặt trăng mặt trời thiếu bốn mùa nếu có thể thiếp muốn nó sẽ như một thế giới hoàn chỉnh chỉ dành riêng cho gia đình chúng ta tần mậu ảnh cười ngọt ngào mơ ước thủ thị ta triều bà bối lạc nam cúi đầu khóa chặt môi nàng ngọt lịm cùng lúc đó hệ thống im lặng đã lâu nay lại chợt vang lên âm thanh Ken, phát động huyền thoại nhiệm vụ ngũ hành tiểu thế giới thành công nhận được một lần triệu hoán huyết mạch một lần triệu hoán thể chất một lần triệu hoán công pháp một lần triệu hoán chứng sùng vật nhiệm vụ vô thời hạn không có thất bại chương hai trăm hai bình cảnh trên cung đình thụ linh giới châu lạc nam tạm thời gác cái nhiệm vụ cấp huyền thoại qua một bên không thèm để ý đối với nhiệm vụ cấp độ kinh người này không thể làm thành trong một sớm một triệu được trước mắt có chuyện quan trọng hơn sau những giây phút thăng hoa giữa hai con người cùng nhau thỏa mãn về cả thể xác lẫn tinh thần rốt cuộc cũng đến thời khắc quan trọng nhất lạc nam nhẹ nhàng lấy ra bát hoang hoành thiên viêm đôi cánh rực lửa khiến nhiệt độ bầu không khí cấp tốc nóng lên ngay cả làn da trắng hồng của tần mộng ảnh cũng trở nên lấm tấm mồ hôi khiến nàng càng thêm hấp dẫn long tiên thánh điển ta truyền đã lĩnh ngộ hết rồi chứ hắn ôn nhu hỏi không thành vấn đề tần mộng ảnh nhoẻn miệng cười gật đầu nộ tính của nàng rất cao lại thêm đã cùng hắn xong tu thử nghiệm trước đó hai lần việc vận dụng công pháp mặc dù chưa chân chu như nước, nhưng cũng được xem là thành thạo. Chúng ta bắt đầu. Lạc Nam gương mặt hết sức nghiêm túc, dù có tử tâm phần không viêm và kim ô hư hảo bảo vệ, nhưng an toàn là trên hết, hắn không dám chủ quan chút nào. Để thiếp nuốt nó no cho. Tân Ngộng ảnh lo lắng, bàn tay chọc đến đôi cánh hừng hực lửa. Lạc Nam sao có thể cho nàng cơ hội? Nhanh nhẹn há miệng nuốt tọt vào trong. A a a a. Một âm thanh gầm vang từ cổ họng hắn phát ra, cơn nóng dữ dội từ đan điền bộc phát đôi cánh dị hỏa vừa thoát khỏi tay hắn đã muốn tung hoành ngang dọc bên trong cơ thể diễm tâm đỉnh theo đó ù ù rung động hai loại dị hỏa vốn có ngạo nghễ mà ra cùng nhau đem người bạn mới còn lì lợm chấn áp kim ô hư hỏa là top năm trên dị hỏa bảng so với bát hoang hoành không viêm còn mạnh hơn một bậc vì lẽ đó trước sự áp chế của nó gia hỏa này cũng trở nên ngoan ngoãn để mặc lạc nam vận công luyện hóa bất hủ diễn sinh kinh một lần nữa làm tròn vai trò của nó kết hợp long tiên thánh điển mang theo lực lượng truyền vào cơ thể tần ảnh hai người ôm chầm lấy nhau trái tim như hòa trung nhịp đập dị hỏa màu thiên thanh nhanh chóng bao trùm hai con người đem thân thể hai người từ từ rèn luyện so với những lần trước đau không muốn sống lần này lạc nam đã trở nên quen thuộc thậm chí có cảm giác nhẹ nhàng hơn bộ phận sinh dục của nam và nữ vẫn lặng lẽ kết hợp lực lượng của bát hoang phần thiên viêm lặng lẽ chia đều cho hai con người thời gian trầm chậm trôi không biết qua bao lâu ở hai tấm lưng trần cùng lúc mọc ra hai đôi cánh thiên thanh hàng vạn trượng di hỏa vẫn đúng dung từ tốn rèn giũa cơ thể cả hai đẳng cấp thể tu của lạc nam cũng từng chút từng chút tăng lên ma tân mộng ảnh dần dần nhập môn với con đường này thời gian rất nhanh một tháng trôi qua chúng nữ vẫn còn yên lặng bế quan việc tu luyện công pháp cấp cao tiêu hao thời gian dài là điều dễ hiểu chỉ là khí tức bên trong nhã cơ cung đang ngày một tăng cao khiến lạc nam bắt đầu âm thầm chờ mong riêng tô mị cũng có động tĩnh từng tiếng đàn mê hoặc thỉnh thoảng từ mị nhi cung phát ra cách ngày xuất quan có lẽ không xa hắn vừa bước khỏi đại môn nương tử bang lập tức giật cả mình năm tên lão giả có nam có nữ khí thế toàn thân thu liễm đến cực hạ một mặt kinh ngạc đang nhìn hắn trong lòng năm lão giả kinh dị đến cực điểm tiểu tử này thời gian ngắn không thấy đã đột phá nguyên anh viên mãn rồi ư ừ. nguyên nhân đương nhiên là do luyện hóa dị hỏa tốt sáu mang lại kim nhi nói muốn tiếp tục sánh ngang hóa thần chỉ còn cách tụ đỉnh thực lực của lạc nam lúc này chính thức lâm vào bình cảnh ra mắt chư vị tiền bối lạc nam chắp tay thi lễ mặc dù không biết năm người này là ai nhưng lại có thể vô hình tạo sức ép cho hắn nhất định là cao tầng của học phủ tiểu tử ngươi khỏe không biết thành viên nương tử bang đi đâu hết rồi lao phu chờ ở đây đã lâu một lao giả dâu trắng mỉm cười đám người còn lại cũng nhao nhao gật đầu lạc nam tròng mắt hơi chuyển mở miệng kính cần hỏi các vị muốn tìm các nàng làm gì có cần tiểu tử chuyển lời hay không đương nhiên là thu đồ đệ nha đầu liếu thi cầm tu luyện ra dạ phong hiếm thấy đủ tư cách làm đệ tử của lão phu một nam tử ung dung nhẹ nhàng như gió vớt dấu nói không sai các nàng đều là hạt giống tốt ta có thể bồi dưỡng bốn lao giả còn lại gật gù lạc nam trong mắt đảo quanh thầm nghị nữ nhân của ta tu luyện toàn hàng xịn hoàn cảnh tu luyện cũng ở mức vượt bậc các ngươi nuôi nổi sao mà đòi thu đệ tử bất quá ngoài mặt lại lấy cớ nói thật đáng tiếc nha sư phụ muốn giúp ta bồi dưỡng các nàng đem cả đám cùng nhau bế quan rồi ngay cả tiểu tử cũng không biết các nàng đang ở đâu Năm lão già ngơ ngẩn nhìn nhau, nghe tên này nhắc đến hai từ sư phụ, cả đám nghiến răng nghiến lợi, âm thầm truyền âm trao đổi. Lại là bà nương kia, nàng ngay cả tình nhân của đồ đệ mình cũng không tha sao? Theo ta nghĩ nàng chỉ rèn luyện các nha đầu ấy thôi, không có ý thu nhận đâu. Tứ lão nói đúng, nhiều hạt giống tốt như vậy bà nương kia cũng không đủ sức dạy a. À. Được rồi, học phủ lần này không thiếu mầm mống tốt, tạm thời bỏ qua đám nha đầu này. Đám tiểu tử của cựu cấp cũng không tệ a. À. Không sai, đi thôi năm người liếc nhìn nhau đột ngột biến mất như hoàn toàn tan biến trong không gian lạc nam thở phào quả nhiên năm vị hợp thể kỳ a à, chỉ có tu vi đó mới làm được thủ đoạn này bất quá chúng nữ của hắn trên thân đồ tốt quá nhiều lạc nam không tin tưởng được mấy tên lão quái này hơn nữa hắn cho rằng chỉ là hợp thể kỳ còn chưa đủ tư cách nhận nữ nhân mình làm đồ đệ nếu để người khác biết suy nghĩ của tên này sẽ bị tươi sống tức chết người ta vào học phủ để tìm sư phụ lợi hại ngươi thì tốt rồi giấu nữ nhân của mình hơn giấu bà bối tiểu tử lão nương giấu mấy tiểu tình nhân kia của người khi nào một âm thanh hài hước vang lên lạc nam chưa kịp định thần chỉ cảm thấy bờ mông bị đạp một phát ngã lăn ra đất hắn chật vật đứng dậy nhìn sư phụ đại nhân đang chống lạnh lập tức không biết xấu hổ cười hề hề su nịnh sư phụ ta không yên tâm giao các nàng cho mấy tên già đó nha nếu ai cũng xinh đẹp tuyệt trần bá khí ngời ngời như người thì tốt rồi võ tam nương khí chất so với lần trước càng gia tăng một bậc với tu vi của nàng luyện hóa nham tượng trọng viêm hầu như chẳng mấy khó khăn vì lẽ đó xuất quan trước cả hắn xem như tiểu tử ngươi khéo miệng lần này ta có nổi thay ngươi nói đi sắp tới định làm gì võ tam nương hào phóng phất tay hỏi tiểu tử định đến nhiệm vụ đường tiếp nhận nhiệm vụ có phần thưởng là dung linh thảo lạc nam thật thà nói không tệ cũng không thể ở học phủ ngây ngốc quá lâu ra ngoài dạo chơi cũng tốt ngộng ảnh đâu rồi võ tam nương gật đầu hỏi nhị tỷ đã về giảng đường tiếp tục công việc giáo viên nàng ấy đã đột phá luyện hư hậu kỳ sau khi cùng ta luyện hóa dị hỏa lạc nam cười đáp trong lần song tu này lạc nam dành phần lớn năng lượng cho mậu ảnh dù sao thì hắn đã gặp bình cảnh có hấp thụ nhiều cũng chỉ sánh ngang tu vi nguyên anh viên mãn mà thôi xem như nha đầu mậu ảnh không nhìn lầm tiểu tử ngươi tranh thủ sớm trở về lão nương có huấn luyện đặc biệt chuẩn bị riêng cho ngươi võ tam nương như cười như không lạc nam âm thầm dùng mình nghe huấn luyện đặc biệt của nàng hắn cảm giác mình như đang bị ma quỷ nhìn chằm chằm sư phụ nhờ ngươi thăm dò tin tức của mẫu thân ta nghĩ tới nghĩ lui lạc nam không khách khí mở miệng nhờ vả trong thời gian này mẫu thân vẫn biệt vô âm tính khiến hắn dần dần lo lắng yên tâm chuyện của ngươi lão nương đã biết rõ nếu mẫu thân ngươi tìm đến học phủ người gặp nàng đầu tiên sẽ là ta võ tam nương nghiêm túc hứa hẹn đối với hoàn cảnh mẫu tử cách biệt của lạc nam nàng sẽ thật sự để tâm đa tạ sư phụ lạc nam trong lòng cảm động cút võ tam nương một cước đạp hắn bay ra ngoài kèm theo âm thanh mắng chửi của nàng lần sau còn khách khí lao nương không để yên cho ngươi lần này nàng ra tay không nhẹ lạc nam thật sự bị đập bay chỉ là chưa kịp rơi xuống đất một đôi tay nhu mềm đã đỡ lấy hắn thương quá cảm giác có mùi hương êm ái truyền vào trong núi lạc nam tham lam hít sâu một hơi không nhịn được mở miệng khen ngợi hừ người đỡ hắn hừ lạnh một tiếng đem tên này ném xuống đất lạc nam đứng bật người dậy lúc này mới nhìn thấy người đối diện làn da thắng tuyết liễu hờn vì kém sinh Mày liễu mi cong, mũi quyền môi thám gương mặt ẩn ẩn một tia kiên cường và cố chấp tuyền nhi bảo bối lạc nam mừng rỡ thốt lên công tử ăn nói cẩn thận thanh tuyền không phải nữ nhân để người trêu chọc tiêu thanh tuyền cắn cắn môi hết sức nghiêm túc nói nàng xuất quan khi nào truyền thừa ổn không lạc nam cũng biết không thể tiếp tục chọc giận nàng ôn nu hỏi thăm nhờ phúc của công tử thanh tuyền thành công tiếp nhận truyền thừa từ giữa tháng trước tiêu thanh tuyền nhớ lại cảnh tượng khi đó trên bậc thang để ép cảm giác tim đập mạnh mở miệng đáp vậy là tốt rồi lạc nam thở phào nhẹ nhõm truyền thừa chính thống của một độ kiếp kỳ quả nhiên không phải dạng vừa tiêu thanh tuyền vậy mà đã là hóa thần sơ kỳ kinh dị vô cùng phải biết trước đó nàng chỉ là nguyên anh hậu kỳ mà thôi ta muốn mời thanh tuyền gia nhập thế lực của ta không biết ý nàng thế nào hắn không vòng vo trực tiếp vào chủ đề thật xin lỗi thanh tuyền cả đời phiêu bạt đã quen không có ý gia nhập thế lực tiêu thanh tuyền lắc đầu nàng không định đền đáp ta sao lạc nam mặt dày vô lại tiêu thanh tuyền cao mày không nghĩ tên này ân đoán rõ ràng như vậy bất quá nàng cũng không ghét gật đầu nói ân tình của công tử thanh tuyền không quên ngoài việc gia nhập thế lực và những việc nằm ngoài khả năng của thanh tuyền nhất định sẽ đáp ứng vậy nàng lập tức gả cho ta hắn hết sức nghiêm túc nói ngươi việc này nằm ngoài khả năng của thanh tuyền tiêu thanh tuyền tức giận đến dậm chân trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng là bình thường sao lại không nằm trong khả năng của nàng lạc nam không hài lòng lắc lắc đầu nếu công tử không đứng đắn ta sẽ rời đi tiêu thanh tuyển thật sự cảm thấy tức giận công tử cô nương này là một ngũ chuyển luyện đan sư sở hữu dị hỏa thiên phú luyện đan rất khủng bố bên trong nàng còn có một linh hồn bị trọng thương đang ẩn náu nhất định là người đã dạy dỗ nàng ngươi không được bỏ lỡ á âm thanh của kim nhi vang lên trong thai lạc nam âm thầm giật mình thắc mắc hỏi nàng có dị hỏa sao ta không cảm ứng được dị hỏa kia có liên kết với cả tiêu thanh tuyển và linh hồn trong người nàng các nàng có bí pháp đặc biệt tẩn dấu trừ khi độ kiếp kỳ dò xét mới phát hiện kim nhi giải thích nói lạc nam hít sâu một hơi mắt thấy tiêu thanh tuyền hơi có vẻ không kiên nhẫn vội vàng nói ta muốn nàng cùng ta làm một nhiệm vụ sau khi xong chuyện xem như hai bên không còn nợ nhau chỉ đơn giản như vậy tiêu thanh tuyền ngờ vực hỏi thầm thắc mắc tại sao tên này đột nhiên tốt như vậy đương nhiên nhìn mặt ta có giống nói dối không lạc nam tự tin sờ sờ mặt giống tuyền nhi âm thầm nói trong lòng bất quá ngoài mặt gật đầu chấp nhận yêu cầu của hắn vậy cùng đến nhiệm vụ đường nào lạc nam gật đầu cười nói tiêu thanh tuyền nhìn bóng lưng của hắn chỉ cảm thấy nam nhân này thật khó hiểu khi thì có vẻ vô sĩ khi thì chính nhân quân tử khi thì hào hiệp rộng lượng thật không biết đâu mới là hắn thanh niên này không đơn giản tuyền nhi ngươi cẩn thận một chút bên trong cơ thể nàng âm thanh rượu giàng êm thai lại cất lên sư phụ hắn chỉ là nguyên anh viên mãn chẳng lẽ mạnh hơn ta sao tuyền nhi hiếu thắng hỏi đó là cảm giác của vi sư sẽ không sai âm thanh kia thoáng cảm thán một tiếng tiêu thanh tuyền hít sâu một hơi cảm giác tò mò về thanh niên trước mặt càng thêm mãnh liệt thú vị nhìn đôi nam nữ cùng nhau rời đi võ tam nương hứng thú lẩm bẩm một tiếng với ánh mắt của nàng đương nhiên nhận ra bí mật trong người tiêu thanh tuyền chẳng qua nàng cũng lười nhiều chuyện nhiệm vụ đường đây là một kiến trúc uy nghiêm bất phàm có tổng cộng năm tầng học sinh ra vào tấp nập lạc nam và tiêu thanh tuyền đến trước cửa lập tức thu hút chú ý của vô số tu sĩ dù sao hai người quá mức ưu tú quá mức nổi bật một người là tân quán quân thánh linh bảng người còn lại đạt chuyển thừa của độ kiếp kỳ cường giả nhìn hai người đi chung một chỗ lại nhớ đến thời điểm khảo hạch thứ hai lạc nam nhường chuyển thừa cho tiêu thanh tuyền không ít người âm thầm suy đoán có lẽ đóa hoa rực rỡ này đã bị tên kia hái mất lạc nam và tiêu thanh tuyền âm thầm quan sát tại nơi này có treo từng cái bảng cao hàng trượng bên trên là từng tấm da lít nha lít nhít các loại nhiệm vụ được ghi chép tường tận tỉ mỉ từ nội dung địa điểm và phần thưởng nhất tinh nhiệm vụ lạc nam nhớn mày lẩm bẩm hai vị học đệ học ngội cần giúp đỡ gì không tỷ là người phụ trách hướng dẫn tân sinh tại nhiệm vụ đường một nữ sinh xinh đẹp mặc đồng phục đặc biệt tiến đến chào hỏi học tỷ tốt ta muốn tiếp nhận nhiệm vụ có phần thưởng là dung linh thảo lạc nam gật đầu nói thẳng dung linh thảo hắn muốn luyện dung hỏa đàn sao Tiêu Thanh Tuyển và linh hồn thần bí trong người đồng thời suy nghĩ, đúng là người trong nghề có khác. Vị học tỷ hướng dẫn viên hơi suy nghĩ, mở miệng cười nói. Nhiệm vụ gồm có 5 cấp độ khó khăn khác nhau, từ nhất tinh đến ngũ tinh, tương ứng với 5 tầng của nhiệm vụ đường. Ở hai tầng đầu, nhiệm vụ chỉ khen thưởng điểm tích lũy học đệ muốn tìm nhiệm vụ có tặng kèm vật phẩm phải đến tầng 3 trở lên học tỷ cười nói. Đa tạ học tỷ, người thật xinh đẹp. Lạc Nam cười ôn hòa một tiếng, nhét vào thai nàng một túi linh thạch. Phong lưu. Tiêu Thanh Tuyền thấy tình cảnh này, bĩu môi một phát. Nữ nhân xinh đẹp hai mắt tỏa sáng, tiện đưa hai người Lạc Nam đến tận cửa thang mới tiếp tục công việc. Âm thầm mở ra túi linh thạch, nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng thu hồi. Bên trong có hàng trăm viên cực phẩm linh thạch, tương ứng thời gian rất dài làm việc của nàng a. Trong lúc nhất thời, nữ hướng dẫn xinh đẹp trong mắt xuất hiện trái tim. Lạc Nam và Tiêu Thanh Tuyền lên đến tầng 3, nơi này học sinh ít hơn hẳn hai tầng trước, bất quá thực lực tổng thể cao hơn đa số là lao sinh đã nhập học lâu năm nhiệm vụ tam tinh diệt ngũ gia yêu thú gây hại dân lành tại trấn bình minh phần thưởng ba nghìn điểm tích lũy cùng một viên lập anh đan nhiệm vụ tam tinh hộ tống thương đội hồng anh vạn giảm đường phần thưởng hai nghìn tám trăm điểm tích lũy cùng một gốc thủy linh thảo nhiệm vụ tam tinh giả làm người yêu của cẩm lan sục trong một tuần phần thưởng ba nghìn năm trăm điểm tích lũy cùng một công pháp vung đào tự cung từng loại nhiệm vụ được lạc nam quan sát rất nhanh toàn bộ nhiệm vụ tam tinh hắn đều nhìn thấy chẳng có nhiệm vụ tặng thưởng dung hòa đan tiếp tục lạc nam lôi kéo tiêu thanh tuyền lên tầng thứ tư với liếc nhìn thoáng chốc một nhiệm vụ cụ thể lập tức đập vào mắt hắn tứ tinh nhiệm vụ thu thập bảy viên yêu đan của ngũ gia yêu thú trương ngư bạch tuộc sống tại biển tây hải châu đại lục phần thưởng mười bốn điểm tích lũy cùng hai nhánh dược liệu dung linh thảo chính là nó lạc nam hai mắt tỏa sáng phi thân mà lên thao xuống tấm ra được đính trên cao có ghi chép nhiệm vụ hành vi này đồng nghĩa việc hắn chính thức tiếp nhận nhiệm vụ này trong lúc nhất thời số người ít ỏi tại tầng bốn của nhiệm vụ đường dùng ánh mắt khác thường nhìn qua chương hai trăm mười ba chuẩn lạc nam mặc kệ ánh mắt dò xét của vô số người việc nhận một loại nhiệm vụ xa xôi tận hải châu đại lục gây nên chú ý cũng là điều dễ hiểu bất quá dung linh thảo chính là loại nguyên liệu chủ chốt nhất để luyện chế dung hòa đan nhiệm vụ này không thể không làm huống hồ đến hải châu đại lục mở mang tầm mắt cũng tốt hắn còn nhớ rõ đây là quê hương của cơ băng và cơ nha đấy chúng ta đi lạc nam nhìn tiêu thanh tuyền liếp mắt cùng nàng rời khỏi nhiệm vụ đường. Tiêu Thanh Tuyền tính cách có phần hướng nội, chỉ nhẹ nhàng gật đầu theo sau lưng hắn, ngay cả nói chuyện cũng lười nói. Hai người vừa ra khỏi nhiệm vụ đường, Lạc Nam lập tức đứng mày, bởi có hai thân ảnh đang đi tới. Có thể nói là người quen đấy Lâm Thái cùng Lệ Khang. Hai người kia cũng vừa thấy Lạc Nam cùng Thanh Tuyền bước xuống, vội vàng túi đầu, lùi thủi trốn sang một bên. Hiển nhiên đã không dám có ý đối nghịch với Lạc Nam. Đối với chuyện này, Lạc Nam cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng lướt qua. Hắn và hai tên này cũng không có thù hận gì quá lớn, nếu đối phương đã không muốn tiếp tục gây sự với mình, Lạc Nam cũng không nhỏ mọn đến mức tính toán với bọn hắn. Hai người Lâm Thái và Lê Khang thấy Lạc Nam không có ý tính toán với mình, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trên thế gian này luôn có những người ngông cuồng ngạo mạn không biết điểm dừng, cũng có những người biết tiến thối đúng lúc trước bờ vực thảm, hiển nhiên Lâm Thái và Lê Khang chính là những kẻ loại sau. Chuyện này chỉ là một tiểu tiết không đáng chú ý trong cuộc đời của Lạc Nam mà thôi, nhưng lại là quyết định đúng đắn nhất của hai người lê khang ngươi muốn luyện chế dung hỏa đan trầm mặc hồi lâu rốt cuộc tiêu thanh tuyền nhàn nhạt mở miệng đúng vậy nàng biết dung hỏa đan lạc nam ánh mắt sáng lên biết bất quá ta chưa đủ khả năng luyện chế tiêu thanh tuyền gật đầu không che giấu nói muốn luyện dung hỏa đan cần một vị lục cấp luyện đan sư tiêu thanh tuyền chỉ mới ngũ cấp vẫn còn kém một chút bất quá lạc nam không thất vọng hắn tự tin cười nói ta sẽ giúp nàng nhanh chóng đột phá lục cấp khi đó nàng giúp ta luyện chế dung hỏa đàn thế nào chúng ta làm giao dịch công bằng đi tiêu thanh tuyền hơi bĩu môi không tin tưởng luyện đan sư là con đường khó đi vô cùng muốn nhập môn phải sở hữu hai loại thuộc tính hỏa và mục cần có tính cần cù và kiên nhẫn vượt xa người thường muốn tăng tiến cấp bậc luyện đan sư ngươi cần có kiến thức hết sức kinh người về các loại dược liệu tri thức về từng loại đan dược quan trọng hơn tất cả luyện đan sư là nghề nghiệp đốt tiền kinh khủng nhất trong tất cả các nghề muốn tăng cấp bậc của luyện đan sư không phải chỉ dựa vào cần cù tu luyện là được mà phải không ngừng luyện chế đan dược để tiến bộ quá trình luyện chế một khi thất bại toàn bộ nguyên liệu và công sức bỏ ra sẽ mất trắng nguyên liệu luyện đan giá thành cao thì khỏi phải nói mà muốn đột phá cấp bậc của luyện đan sư phải thất bại vô số lần từ đó đúc kết kinh nghiệm để bản thân dần dần tăng cấp tiêu thanh tuyền có sư phụ là bắt cấp luyện đan sư chỉ dạy nhưng vẫn phải tiêu hao một cái giá khổng lồ để đi đến ngũ cấp như ngày hôm nay nàng âm thầm tính toán số lần mình luyện đan thất bại đã không dưới ngàn lần gia tài kết xù đó đủ để nuôi sống một thất cấp gia tộc những năm gần đây tiêu thanh tuyển mạo hiểm thu gôn nguyên liệu ở các hiểm địa tìm được bao nhiêu tập thành luyện đan bấy nhiêu vì sợ bại lộ thân phận nên cũng chẳng dám luyện đan thuê cho bất kỳ ai vì thế không dư dã chút nào có thể nói nàng là ngũ cấp luyện đan sư nghèo nhất trên đại lục cũng nên khó khăn trong lúc đó không cần nói cũng biết vậy mà bây giờ một kẻ chẳng biết gì về luyện đan như lạc nam lại dám vô ngực nói sẽ giúp nàng đột phá luyện đan sư lục cấp trong thời gian ngắn nàng sao có thể tin tưởng đối với thái độ của tiêu thanh tuyền lạc nam cũng không tức giận chỉ cười cười thần bí thầm nghĩ đợi thu được dung linh thảo lại thương lượng với nàng một lần nữa cũng không mượn ngày mai chúng ta bắt đầu tiến về hải châu đại lục nàng cần chuẩn bị gì không hắn mở miệng hỏi không cần tiêu thanh tuyền lắc đầu nàng một thân một mình muốn đi lúc nào thì đi chẳng có gì phải vấn vận vậy nàng tạm thời ở lại nương tử bang ta có chút việc cần giải quyết trong đêm tại một góc vắng vẻ ít người qua lại trong học phủ lạc nam nhắm mắt ngả người lên cây một âm thanh nhỏ nhẹ truyền vào thai hắn chủ nhân người đến lén la lén lút thiếu nữ toàn thân áo đen hết sức bí ẩn hàn thẩm những ngày qua có tin tức gì đáng lưu ý không hàn thẩm âm thầm dò xét xung quanh kính cẩn mở miệng học sinh vừa vào học phủ đa phần đều đang thích nghi cuộc sống mới đổi điểm tích lũy nhận lấy vật phẩm từ học phủ lần lượt bế quan, vì thế cũng khá yên ổn, bất quá. Có chuyện gì? Lạc Nam nhớ mày. Bên ngoài có chuyện động trời phát sinh, diễm gia chủ diễm nguyệt kỳ đột nhiên tập kích lạc gia, đánh lạc gia chủ lạc phá lôi và mười tên trưởng lao hết sức chật vật hàn thẩm khâm phục nói. Nàng có sao không? Lạc Nam bật mạnh người dậy, con mắt màu trắng mở ra trong đêm tâu, hết sức quỷ dị. Hàn thẩm giật mình, vội vàng kính cần đáp. Diễm gia chủ nên ngang rời đi, chuyện này chấn động đại lục. Nữ nhân này lạc nam trái tim như bị hòa tan, trong mắt xuất hiện một tia nhu tình. Còn gì nữa không? Hắn mở miệng hỏi. Với thân phận của nô tỳ, chỉ nghe ngóng được bấy nhiêu đó hàn thẩm hơi ấy này nói. Người đã làm rất tốt, đang ở thế lực nào? Lạc nam khích lệ một tiếng. Nô tỳ và hai người khác của hàn gia đang ở trong viêm diễm bang hàn thẩm thành thật nói. Ồ, không sai lạc nam nhớ lại lãnh thổ của hàn gia khoảng cách cũng gần với diễm gia, bọn hắn lẫn vào cũng đúng. Bang chủ Viêm Diễm bang là ai? Là một nam tử tên Viêm Thương, có tu Vi Hóa Thần hậu kỳ, nghe nói đã vào học phủ gần 60 năm, là con trai của đại trưởng lão Diễm gia, đồng thời là đại ca ruột của Diễm Nhật Hàn thẩm kính cần nói. Không tệ, ngươi cố gắng lấy được lòng tin của hai huynh đệ bọn hắn, chỉ cần có chút dị động khác thường lập tức tìm cách báo cho ta Lạc Nam hơi suy nghĩ, phân phó nói. Hắn luôn cảm thấy tên Diễm Nhật này từ lần trước bị Hồng Liên đánh chạy, vẫn không chịu từ bỏ ý đồ với các nàng đây là năm nghìn cực phẩm linh thạch tìm cách tận dụng cho tốt đưa cho hàn thẩm một túi linh thạch thân hình lạc nam biến mất nhất định không để chủ nhân thất vọng hàn thẩm cung kính nói một tiếng nhanh chóng rời đi sáng hôm sau trước cửa thánh thành một thanh niên nam tử ung dung xuất hiện lạc nam đã tìm hiểu từ thánh thành đến hải châu đại lục phải truyền tống qua vài tòa thành liên tục khoảng cách có phần xa xôi bất quá với một nguyên anh kỳ có khả năng phi hành việc này chẳng khó khăn gì theo lạc nam ước tính chỉ cần không gặp chuyện ngoài ý muốn, 10 ngày thời gian đã đầy đủ đến mục tiêu. Thánh thành cũng thật kỳ khôi, đây là thành trì lớn nhất nhưng lại thiếu tiện nghi nhất, chi nhánh của đa bảo các không có, ngay cả truyền tống trận cũng chẳng có. Theo lời đám giả cổ hủ nói rằng, muốn đi đâu chỉ việc sẽ rách hư không là được, dùng truyền tống trận làm gì cho lãng phí tài nguyên. Đối với suy nghĩ của mấy tên này, Lạc Nam chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, chấp nhận quốc bộ. Thành trì cần đến là Bạch Ngọc Thành, cách thánh thành về phía tây hơn vạn dặm. Nghĩ đến đây, Lạc Nam gia tăng tốc độ, mị ảnh tiêu giao bộ ẩm vàng triển khai, thân hình lao nhanh như quỷ mị. Cách hắn vài trăm mét, một thiếu nữ thông dong đuổi theo, như cả hai không hề quen biết. Rốt cuộc khi cách xa thánh thành gần ngàn dặm, dị biến nảy sinh. La Hán phục ma trận. Theo một tiếng quát lớn vang trời ầm ầm mà ra, kim quang tần tần hiện thế. Trên bầu trời trong xanh, 12 tên hỏa thượng mày rậm mắt to cởi trần, cơ bắp lực lượng khỏe khoắn bóng lộn như từ hư không xuất hiện, cấp tốc đem thân ảnh Lạc Nam bao phủ vào bên trong. Từng tên từng tên có khí tức mãnh liệt, chấn động cả vùng trời, đôi tay lần lượt kết lấy ấn pháp, uy lực cả bọn như được cộng sinh, ngay cả không gian cũng bị cầm cố. La Hán phục ma trận, gồm 12 tên hòa Thượng Hóa thân thành La Hán, đem đối thủ vây nốt vào vị trí trung tâm, không ngừng kích phát lực lượng của cơ thể đem đối thủ nghiền ép, dưới luyện hư kỳ chỉ có thể cam tâm chịu chết. Lạc Nam đứng giữa trận pháp, nhìn 12 tên Hóa thần kỳ tu sĩ vây nốt bản thân mình, 12 luồng sức mạnh không ngừng tác động cơ thể hắn, để hắn ngay cả xoay người cũng không làm được năm tên hóa thần sơ kỳ bốn tên trung kỳ ba tên hậu kỳ kết thành trận pháp đối phó một nguyên anh kỳ phàm ẩn tự thật để mắt ta hạ 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 lạc nam ngửa mặt lên trời cười to âm thanh chấn động bắt phương tràn ngập chế dễ ước. bất quá trong lòng hắn tràn ngập ngưng trọng đám con lửa này có thể tránh thoát thấu thị vạn lý của hắn quan sát nhất định sau lưng còn có luyện hư kỳ thao túng đem bọn hắn ẩn nút trong không gian cùng đầu ngươi cấu kết yêu ma hại chết đệ tử phàm ẩn tự còn dám ngông cùng một tên trong số đó trợn mắt hổ lạnh giọng quát ha ha đệ tử phàm ẩn tự phàm sơn trong lần khảo hạch phục dục máu huyết ma cả rồng gia tăng sức mạnh hắn không phải yêu ma sao lạc nam cười nhạt một tiếng mở miệng khinh bỉ hỏi ngươi phàm sơn sư đệ chỉ nhất thời u mê sao có thể so sánh với loại cấu kết yêu nữ như ngươi một tên hòa thượng quát đúng vậy sao có thể so sánh đám còn lại nhao nhao cười lạnh ha ha giỏi một cái phàm ẩn tự một lũ tu hành vô liêm sỉ lần này lạc nam ta xem như mở mang tầm mắt lạc nam cười gần một tiếng nói nhiều với cuồng đồ làm gì toàn lực chấn áp hắn trước la hán phục ma trận dưới luyện hư chỉ có con đường chết một tên khác hung hăng nói toàn lực ra tay mười hai tên la hán đồng thanh quát theo sau đó xung quanh bọn hắn như ẩn như hiện từng tôn la hán cái thế kim quang lực lượng không ngừng từ bốn phương tám hướng ép mạnh về cơ thể lạc nam lạc nam chỉ cảm thấy toàn thân mình như bị vạn cân áp xúc mạch máu trong người sụp sôi xương cốt kêu lên răng rắc. Hiển nhiên La Hán phục ma trận này ngoài cầm cố di chuyển của hắn, còn muốn ép hắn thành thịt vụn. Đổi lại tu sĩ Nguyên Anh bình thường đã sớm thân hình câu diệt rồi, bất quá đối thủ của đám này là Lạc Nam, một tên tứ chuyển luyện thể. Sau lần cùng Tân Mộng Ảnh luyện hóa dị hỏa, tu vi thể tu của hắn đã là tứ chuyển hậu kỳ. Sao có thể dễ dàng bị trấn áp như vậy? Bất quá bó tay chịu trói không phải phong cách hành sự của Lạc Nam. Trong con mắt tà dị, Loang Loan thoáng có thể thấy ngọn lửa màu tím bập bùng lên xuống theo sau đó xung quanh thân thể lạc nam ngọn lửa tử sắc đó phá thể mà ra thử tâm phần không viêm cách lạc nam một khoảng cách an toàn tiêu thanh tuyền và linh hồn trong thân thể nàng cùng lúc bật thốt lên một tiếng tràn đầy kinh ngạc bọn họ không ngờ rằng thanh niên này cũng sở hữu dị hỏa phải biết trước đó hoàn toàn không cảm ứng được chút dị động nào có bất hủ diễn sinh kinh nhận dấu đừng nói là một hóa thần và một linh hồn trọng thương như hai nàng cho dù là độ kiếp kỳ nếu lạc nam không chủ động để hơi thở của dị hỏa phát ra cũng đừng mơ phát hiện ở lần khảo hạch đầu tiên lạc nam vì muốn đạt thành tích linh lực có độ tinh khiết cao nhất nên mới dùng đến lực lượng của hai loại dị hỏa cùng một lúc gây nên đám lao quái vật đang quan sát của học phủ phát hiện mà khi đó tiêu thanh tuyền đứng cách hắn quá xa nên không thể cảm ứng được càng đừng nói linh hồn ẩn nấp bên trong cơ thể nàng trước sự thiêu đốt không ngừng nghĩ của dị hỏa màu tím không gian dần dần vặn mẹo sau đó hóa thành hư vô tử tâm phần không viêm đã trưởng thành trong lúc song tu luyện hóa dị hỏa với tần mộ ảnh ngoài việc gia tăng lực lượng của bản thân sánh ngang với nguyên anh viên mãn lạc nam đã phân một phần nhỏ năng lượng từ bát hoang hoành thiên viêm cho tử tâm phần không viêm nuốt trừng dị hỏa hạng chín nuốt lực lượng của hạng sáu tử tâm phần không viêm không làm hắn thất vọng nhanh chóng trưởng thành có được năng lực đặc biệt của nó đốt cháy không gian không gian xung quanh lạc nam bóc hơi trong ánh mắt kinh ngạc của mười hai tên hòa thượng gãy chưa dừng lại ở đó hỏa phượng hoàng ngạo nghệ hình thành đôi cánh dài hàng trượng của nó quét ngang những nơi quét đến không gian hóa thành hư vô tạo thành từng lô đen kịch vài tên hỏa thượng đứng gần không kịp phản ứng bị lỗ hổng không gian tác động lên cơ thể mất đi thăng bằng vốn có lại có vài tên bị dị hỏa đốt chúng máu me bé bét lộ ra xương cốt gầm lên đau đớn sắc mặt tái nhợt la hán phục ma trận cũng theo đó tan vỡ tất cả chết đi cho ta lạc nam gầm thét kinh người một bộ toàn thể các ngươi đều phải chịu phẫn nộ của ta vậy đám hòa thượng lập tức đề phòng cả đám vận chuyển sức mạnh không dám xem thường một quán quân của thánh linh bảng chút nào Tốc. âm thanh kỳ quái đột nhiên vang lên thân ảnh lạc nam biến mất cẩn thận một tên hòa thượng nghiêm nghị nhắc nhở thi triển thủ đoạn phòng thủ đám người nghiêm nghị gật đầu Tốc. Tốc. lại thêm hai lần âm thanh kỳ quái ngày một nhỏ đi trước ánh mắt muốn lòi ra của mười hai tên hòa thượng thanh niên tưởng chừng ai phong lẩm lẩm sẽ liều mạng với bọn hắn đã mất đi tung tích bọn hắn vừa kịp định thần đã từ xa nhìn thấy bóng lưng lạc nam trốn vào cổng thánh thành không gian tĩnh lặng cả đám một mặt một bức hắn vậy mà trốn tên này vậy mà chạy trốn không phải ngươi vừa nãy còn khủng bố lắm sao không phải ngươi sở hữu dị hỏa lợi hại sao sao lại trốn ngay cả một lão hòa thượng đang ẩn nấp trong không gian có tu vi luyện hư kỳ cũng một mặt một bức ngơ ngác vô cùng hắn cảm thấy mọi chuyện như nằm mơ Hòa thượng luyện hư kỳ định đợi tiểu tử này phát cuồng đánh nhau với 12 tên hòa thượng sẽ bất ngờ phá không ra tay, dùng toàn lực cho Lạc Nam một kích chí mạng. Khi đó trước sự đánh lén của một luyện hư kỳ, tiểu tử này chỉ có con đường chết. Nào ngờ tên này mới vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, đột nhiên không nói không rằng, liên tục dùng 3 lần tốc biến trốn về thánh thành. Dù hắn là luyện hư kỳ cũng không kịp phản ứng. A Di đã con mẹ nó, đường đường là quán quân thánh linh bảng, có biết xấu hổ hay không? Trong lúc nhất thời, một tiếng gầm phẫn nộ ầm vang, chấn động vô số yêu thú cấp thấp rung lẩy bẩy nằm co vo xuống mặt đất. Chương 214, Văn Lang. Không ngờ mấy tên này gấp gáp lấy mạng ta như vậy. Trong một phòng khách sạn tại thánh thành, Lạc Nam cười nhạt một tiếng. Ngồi ở đối diện, Tiêu Thanh Tuyền gương mặt nghiêm túc nhìn Lạc Nam, đổi lại là nàng nếu bị La Hán phục ma trận vây nốt, phải bỏ ra cái giá lớn mới có thể rời đi, vậy mà tên này lại ung dung chạy trốn, thậm chí trước sự giám thị của một tên luyện hư kỳ ngươi đã đoán trước sẽ có người ra tay tiêu thanh tuyền nhẹ nhàng hỏi trước khi ra khỏi cổng thành lạc nam đã phân phó nàng khoan hãy đồng hành cùng hắn giữ một khoảng cách an toàn nhất định rõ ràng tên này đã dự đoán được điều gì đương nhiên mạng của ta có giá làm đấy lần này chỉ thăm dò bọn hắn mà thôi lạc nam cười nhạt nói vậy làm sao rời đi đây nhất định bọn hắn còn ẩn nấp bên ngoài đấy tiêu thanh tuyền cau mày dù lo lắng nhưng vẫn đẹp tuyệt trần lạc nam gõ gõ tay lên bàn chật mỉm cười quỷ dị nàng chờ ta khoảng một tuần đến mười ngày không thành vấn đề tiêu thanh tuyền gật đầu lạc nam hài lòng gật đầu thân ảnh đột ngột biến mất hắn đâu rồi tiêu thanh tuyền đứng bật người dậy chuyện vừa xảy ra quá mức quỷ dị nàng thậm chí không phát hiện một tia manh mối nhất định là không gian pháp bảo có thể chứa người sống hắn đã tiến vào bên trong bên trong thân thể nàng một âm thanh giải thích vang lên sư phụ nói đúng bất quá ta không phát hiện được pháp bảo kia a tiêu thanh tuyền nghi hoặc chỉ có một nguyên nhân pháp bảo kia đẳng cấp vượt qua tầm dò xét hiện tại của chúng ta khả năng ẩn mình của nó rất kinh khủng sư phụ nàng ngưng trọng nói tiếp có thể sở hữu loại pháp bảo quý hiếm này thân phận của lạc nam nhất định cao quý kinh người tuyền nhi ngươi cần đề phòng hơn tiêu thanh tuyền cắn cắn môi thần thờ ngồi xuống trong đầu nàng vang lên câu nói kia của hắn ta giúp nàng đột phá lục cấp luyện đan sư nàng giúp ta luyện hóa dung linh thảo chúng ta giao dịch công bằng bên trong linh giới châu trên tầng cao nhất của cung đình thụ lạc nam khoanh chân ngồi xếp bằng một chiếc nhẫn chữ vật hơi cổng cảnh hiện ra trong tay hắn nhẫn của độ kiếp kỳ cường giả trọng vô danh theo sau đó một thanh trọng kiếm ầm vang nện xuống mặt đất chưa dừng lại ở đó vội vàng mở ra cửa hàng may mắn điên cuồng đổi mới rốt cuộc một tấm da mặt người xuất hiện trên tay hắn nhìn lấy nó lạc nam quỷ dị cười một tiếng lẩm bẩm trong miệng người các ngươi muốn săn giết là lạc nam nhưng nếu ta không còn là lạc nam thì sao đây tiếng nói vừa dứt vài quyển sách cổ xưa xuất hiện trong tay. Mở ra xem xét, tập trung đến cực điểm, lại có thêm linh hồn lực mạnh mẽ hỗ trợ, tốc độ tu luyện và lĩnh ngộ kinh khủng vô cùng, nếu có thiên tài ở đây chứng kiến, nhất định sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Thời gian chậm chậm trôi qua. 9 ngày sau, Mỹ Nhi cung thoáng trở nên rung động, hai cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Một nữ tử yêu mị đến cực hạn xuất hiện, mỗi cử động, mỗi cái chóp mi đều mang theo vẻ đẹp chết người không đền mạng. Thân mặc bảo y cao quý ôm sát cơ thể, để lộ hai bàn chân trần trắng non như ngọc, tinh xảo tuyệt luân. Trong tay cầm một thanh tử sắc cổ lão tỷ bà, càng gia tăng khí chất mị hoặc của nàng. Tô Mị là người đầu tiên xuất quan trong số chúng nữ thành công luyện hóa linh cấp thượng phẩm pháp bảo mị âm tỷ bà. Thoáng tỏa ra thần thức quan sát xung quanh, chợt sắc mặt nàng đại biến. Ngươi là là tiểu nam sao? Tô Mị gương mặt ngưng trọng nhìn thân ảnh đang đứng trên cung đình thụ, âm thầm đề phòng. Một kẻ đứng trên đỉnh cung đình thụ, toàn thân y phục màu trắng, áo choàng cùng mũ trùm phủ đầu lại là màu đen. Hai loại màu sắc đối lập kích thích thị giác đến cực điểm. Một mặt nạ quỷ dị nữa khóc nước lời, chỉ để lộ một tia hẹp nơi con mắt, chẳng thấy rõ toàn diện ánh mắt hắn. Sau lưng hắn trọng kiếm màu đỏ rực được vắt xéo ngang, nhìn qua hết sức ngang tàn chưa dừng lại ở đó, đôi cánh khổng lồ đang hừng hực hỏa diễm màu thiên thanh đang nhẹ nhàng vũ động, nhiệt độ bên trong linh giới châu như bị nóng lên. Nghe âm thanh của nàng, kẻ bí ẩn kia liếc mắt nhìn qua. Trong khoảnh khắc đó, Tô Mị giật thoát cả mình, toàn thân có cảm giác trầm trọng. Xoẹt. Chỉ trong chớp mắt, khi đôi cánh hỏa diễm khổng lồ kia vũ động, con người đó đã đứng đối diện trước mặt nàng. Tô Mị hít sâu một hơi, nhìn trọng kiếm quen thuộc sau lưng hắn, thứ này nàng đã chứng kiến cùng Lạc Nam trong nhẫn chữ vật của trọng vô danh đấy. Chỉ là bộ dạng này, khí chất này, lại thêm đôi cánh dị hỏa kinh khủng kia là sao? Hoàn toàn không phải tiểu nam của nàng. Trong lúc nhất thời, Tô Mị không dám xác định. Rốt cuộc, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Tô Mị, người kia tháo xuống mặt nạ, lộ ra một gương mặt của một nam tử hoàn toàn xa lạ mỹ âm tỉ bà rốt cuộc phát ra tiếng đàn đầu tiên Hư người thần bí chỉ cảm thấy toàn thân như bị trầm mê trong vô vàn mỹ sắc liếm láp khoe môi nhưng nhờ linh hồn mạnh mẽ mà rất nhanh hắn lấy lại tinh thần chưa đợi tô mị tiếp tục hành động đã đem nàng ôm gọn vào lòng bàn tay to lớn nhanh chóng đặt lên gương mặt của mình nhẹ nhàng lột xuống một lớp da mỏng cầm trên tay theo động tác của hắn diện mạo quen thuộc anh tuấn phiêu giật mà tô mị ngày nhớ đêm mong lần nữa xuất hiện kèm theo đó là âm thanh chứa vô tận nhu tình khiến trái tim nàng mềm nhũn. Ngay cả mỹ nhi bảo bối của ta cũng không nhận ra, thân phận mới này xem như dùng được. Tiêu Thanh Tuyền đả tọa trên giường bên trong khách sạn. Đột ngột, nàng mở to mắt một thanh trường đao to lớn sắt lẹm xuất hiện trong tay nàng, kề lên cổ người thần bí vừa xuất hiện. Người là ai? Tiêu Thanh Tuyền trợn mắt quát. Người đối diện Vũ Thanh cười cười, nhẹ nhàng đặt trọng kiếm trên tay xuống mặt đất, tạo nên một cơn chấn động không nhẹ. Nhìn Tiêu Thanh Tuyền, hắn hít một hơi thơm ngát trong hơi thở của nàng cười nhạt nói tại hạ văn lang tuyền mội là ngũ cấp luyện đan sư chắc hiểu dịch dung thuật chứ mười ngày trôi qua luyện hư kỳ của phạm ẩn tự vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong không gian mười hai tên đầu chọc thương thế đã vơi bớt phần nào tên này tiếp tục trốn trong thánh thành sao một tên không kiên nhẫn hỏi ừ ta không tin hắn có thể lẫn trốn cả đời đúng vậy nhìn bộ dạng lần trước tên này chắc hẳn có chuyện quan trọng cần rời khỏi học phủ chúng ta cứ kiên nhẫn mai phủ cẩn thận hắn cải trang lọt qua tầm mắt của chúng ta trốn đi một tên ánh mắt lóe lên cơ chí nói yên tâm kẻ này có tử tâm phần không viêm sử dụng cung và kích một cách thành thạo vũ kỹ cũng thuộc dạng nổi trội tất cả tình báo về hắn chúng ta đều đã biết hắn chắp cánh khó lọt luyện hư kỳ cường giả tự tin nói nói cũng phải đám hòa thượng gật đầu nói chuẩn vũ kỹ và công pháp là thứ rất khó thay đổi thông thường sẽ trở thành biểu tượng đặc trưng riêng biệt của từng cá nhân cũng như thế lực điển hình như chỉ cần thấy người sử dụng viêm hỏa trưởng sẽ liên tưởng ngay đến diễm gia hay có người dùng lạc nguyệt băng trưởng cũng sẽ bại lộ thân phận lạc gia của hắn lạc nam này không những chuyên dùng các vũ kỹ đặc biệt lại còn sở hữu dị hỏa xếp hạng thứ chín cộng thêm chỉ có một con mắt màu trắng tà dị quá dễ dàng để nhận biết tuyến a muội đi chậm một chút nha thân pháp của ta vốn kém hơn muội một âm thanh cắt đứt mạch suy nghĩ của bọn hắn cả đám vội vàng nhìn theo hướng đó một đôi nam nữ vừa cười vừa nói nữ nhân chân đạp thân pháp huyền chuyển như ngự mây đập gió, chỉ là diện mạo lại tầm thường vô cùng, gương mặt phủ đầy tàn nhan. Phía sau nàng, một nam tử có diện mạo bình thường, hai mắt đen lấy, thân mặc bạch hắc y phục, lưng đeo trọng kiếm đỏ như dung nham, nhanh nhạy chạy bộ phía sau. Mỗi bước chạy của hắn vượt qua chục dặm, lực chân khỏe mạnh vô cùng. Luyện hư kỳ hòa thượng và 12 tên đầu chọc liếc nhau, nhẹ gật đầu. Trước cổng thánh thành luôn có người ra ra vào vào, mỗi khi có nam tử xa lạ vừa đến, bọn hắn đều thăm dò kỹ lưỡng, hầu như xác định không phải mục tiêu vây bắt mới cho đi. Lần này cũng vậy. Một trong 12 tên hòa thượng nhảy người rơi xuống, chặn đứng trước mặt nam tử có đeo trọng kiếm trên lưng. Hòa thượng ngươi tốt, muốn xin cơm chay sao, ta ở đây không mang cơm, tặng ngươi ít tiền mua bắp nướng. Nam tử lưng đeo trọng kiếm có vẻ sững sờ nhìn hòa thượng vừa nhảy ra, vội vàng cười nói, không quên móc ra 10 viên hạ phẩm linh thạch vứt vào mặt hắn. Hòa thượng sắc mặt co giật, ta xin cơm ít 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 con mọi người, vần tăng đường đường là hóa thần có được hay không lại là người của bát cấp thế lực thèm xin tiền mua bắp nướng của ngươi a di gia phát thí chủ hiểu lầm ta nhìn ngươi giống một người bằng hữu cũ không biết có đúng không ngươi tên là gì hòa thượng chắp tay hỏi lại giống bằng hữu ta xin ngươi nha hòa thượng này chiêu này cũ quá rồi làm ơn dùng chiêu khác đi hơn nữa các tiểu cô nương xinh đẹp nói với ta câu này để kiếm cớ làm quen thì còn được nhìn lại ngươi đi vai u thịt bắp lại muốn làm quen với ta lao tử không thích ăn chối đâu biến thái tầm lợm nam tử lưng beo trọng kiếm chỉ thẳng mặt hòa thượng hét tầm lên một bộ dạng ta không phải người dễ dãi văn lang ca ca có chuyện gì thế hòa thượng gương mặt lúc đỏ lúc trắng đè nén cảm giác muốn phun máu chưa kịp trả lời thì thiếu nữ xấu đi phía trước quay lại tò mò hỏi ây ra tuyên ngội ả à từ ngày ta thành công vào học phủ thanh danh vang dội vô số thiếu nữ xinh đẹp tìm đủ mọi cách để làm quen với ta nào là bà con xa nào là bằng hữu cũ nào là chúng ta có duyên phận bổn thiếu ra vốn anh Tuấn Tiêu Sái, phong lưu lỗi lạc nên chấp nhận làm quen với các nàng, nhưng hôm nay, nam tử nói đến đây, một tay ôm ngực, gương mặt tỏ vẻ đau đớn, một tay chỉ tên hòa thượng trước mặt ra kinh tầm nói. Tên hòa thượng này vậy mà cũng dùng cách đó tiếp cận ta, muốn cho ta ăn chuối của hắn, muốn nhuộm vàng kiếm của ta a a a a a thật ghê tởm. Tiêu thanh tuyển và sư phụ nàng vừa nghe, trong lòng âm thầm phỉ nổ tên này không biết xấu hổ, ngoài mặt lại trợn tròn mắt khinh bỉ nhìn hòa thượng, e rẻ nói hòa thượng này ca ca của ta là chân nam nhân vung tha cho hắn đi nha phúc hòa thượng khí huyết công tâm rốt cuộc phun ra một ngụm máu đỏ chỉ mặt nam tử tên văn lang vô sỉ trước mặt giống giận ta nhận lầm rồi ngươi không phải bằng hữu củ của ta ngươi chính là kẻ thù cũ xem chiêu la hán quyền hóa thần sơ kỳ tu vi ầm ầm vận chuyển một quyền đấm mạnh vào mặt nam tử hòa thượng này điên rồi nam tử có tên văn lang hét lên một tiếng trọng kiếm trong tay ầm vang mà xuất đem ngăn cản trước mặt Đúng. một quyền bá đạo nện vào trọng kiếm nắm tay của hòa thượng máu me bé bét mà nam tử núp sau lưng kiếm không có việc gì hòa thượng biến thái không dụ dỗ được bổn thiếu ra nên muốn dùng bạo lực cưỡng đoạt sao ngươi tu ở chỗ nào sao lại có kẻ biến thái như ngươi nam tử tay cầm trọng kiếm hét tầm lên âm thanh vang dội khiến không ít tu sĩ vội vàng thả ra thần thức quan sát đó không phải một trong các hộ pháp tại phàm ẩn tự sao hắn xuất hiện ở đây làm gì nha nghe nói đang chặn đường không ít nam đệ tử mấy hôm trước hắn đột nhiên tự nhận là bằng hữu củ của ta đúng vậy cách đây mấy hôm buồn công tử cũng bị hắn ngăn cản không ngờ muốn nhân cơ hội dụ dỗ buồn công tử chỉ trách phu mẫu sinh ta ra quá mức đẹp trai ngay cả nam hòa thượng cũng mê luyến a à. không tiếp đúng rồi tên này chỉ ngăn cản nam nhân đối với nữ nhân không thèm nói đến rõ ràng là biến thái thích căn chối vô số âm thanh nghị luận xì xào vang lên núp trong hư không luyện hư kỳ và mười một tên còn lại của phàm ẩn tự sắc mặt như an phải con ruồi hết sức khó coi. Phạm nhất, ra tay toàn lực, nếu không phải người kia thì thả chúng đi luyện hư kỳ hòa thượng truyền âm. Tên hòa thượng chặn đường văn lang có tên Phạm nhất nghe vậy, nhanh nhẹn gật đầu. Đại lực kim căng chỉ. Phạm nhất điều động kim linh lực, cấp tốc ngưng tụ nơi đầu ngón tay, trở nên không gì không phá, một chỉ điểm mạnh mà ra. Ngay cả không gian cũng thoáng vặn vẹo trước một chỉ này. Hừ, hòa thượng lại muốn chơi ngón tay. Ta cảm giác giữa vùng nông đau ra ta. Nam tử tên Văn Lang la hoài Vô Hồ sĩ đến cực điểm, Phạm Nhất hộp thêm một ngụm máu, bất quá vẫn liều lĩnh mà đến. Quân tử hàng ma quyền, Nam tử Văn Lang không phải dạng vừa, sức mạnh toàn thân vận chuyển, tung mạnh ra một đấm. Một đấm chỉ thuần lực lượng thân thể, một đấm không dùng bất kỳ linh lực nào, một đấm đường đường chính chính như quân tử, mang theo thế và cân, nhắm thẳng vào chỉ lực của Phạm Nhất hòa thượng. Đúng. hai loại lực lượng bá đạo chạm nhau, không khí nổ vang đất trời, hai thân thể liên tục lùi bước. Làm sao có thể? Phạm Nhất Hòa Thượng nhìn ngón tay của mình đã gãy ngang, hoảng sợ kêu to một tiếng. Mà đối diện với hắn, Nam Tử Văn Lang cầm trọng kiếm cấm xuống đất để giữ vững cơ thể, so với Phạm Nhất càng chật vật hơn. Một lần nữa, luyện hư kỳ Hòa Thượng như mày, truyền âm vào thai Phạm Nhất. Được. Kim cương trưởng. Phạm Nhất gầm mạnh một tiếng, vô tận kim thuộc tính ngưng tụ vào lòng bàn tay, cứng rắn như kim cương, mang theo thế chấn áp sơn hà hướng Văn Lang đè xuống. Hừ, Hòa Thượng biến thái, dám đánh ca ca tiêu thanh tuyền yêu kiều quát cự đao xuất hiện trên tay chém mạnh mà xuống đao mang khiến không gian hơi gọn sóng trước khí thế của nàng phàm nhất giật mình không ngờ nữ nhân này cũng là hóa thần kỳ tránh ra đi luyện hư kỳ hòa thượng đang ẩn nấp nhẹ giọng than thở bàn tay vừa phất khiến tiêu thanh tuyền liên tục lùi bước hòa thượng dám xem ta là quả hừng mềm nộ hòa trưởng. vô tận hỏa diễm màu xanh kinh người xuất hiện trên tay nam tử hỏa diễm như phẫn nộ dít đạo một trường đẩy ra dị hỏa đám hòa thượng khiếp sợ không ngờ nam tử vô sĩ này lại sở hữu dị hỏa bất quá nghi ngờ trong lòng bọn hắn rốt cuộc tiêu tan một người sở hữu tử tâm phần không viêm không thể nào có thêm dị hỏa màu xanh này được lại thêm công pháp và vũ kỹ của phàm ẩn tự chỉ chú trọng tu luyện kim hệ dị hỏa mặc dù quý hiếm nhưng bọn hắn không có nhu cầu nộ hỏa trưởng cùng mánh giận dữ vô song dễ dàng đem kim cương trưởng phán nát. mắt thấy sắp thiêu chùi thân thể hòa thượng một lực lượng quỷ dị đem hắn đẩy ra ngoài thành công né tránh Hư Văn Lang trong lòng cười lạnh một tiếng, đám con lừa này quả nhiên không biết xấu hổ, tên luyện hư kỳ ẩn nút vẫn ra tay xen vào. Thật xin lỗi huynh đệ, Bần tăng thật sự nhận lầm người. Phạm Nhất thấy mình thoát khỏi nguy hiểm, thở phào một hơi, hướng Nam Tử Văn Lang chắp tay đáp. Tuyên muội muội không sao chứ? Nam Tử Văn Lang chẳng để ý đến hòa thượng, chạy vội lại đỡ muội muội của mình. Nhân cơ hội này, Phạm Nhất hòa thượng xoay người trốn mất. Nam Tử Văn Lang sau khi thấy muội muội không sao, thở dài một hơi, Quay người lại không thấy hòa thượng đâu, mở miệng mắng to. Biến thái hòa thượng, có giỏi quay lại cùng tiểu gia đại chiến 300 hiệp, không cắt đứt trái chuối cao của ngươi ta không gọi văn lang. Chương 215, Bạch Ngọc Thành. Trên mặt ta có gì kỳ quái sao? Bên trên không trung, Lạc Nam trong diện mạo Văn Lang quay sang Tiêu Thanh Tuyền hỏi một câu như vậy. Từ lúc thoát khỏi đám hòa thượng, gần vạn dặm đường liên tục phi hành, nữ nhân Tiêu Thanh Tuyền này cứ trợn tròn mắt nhìn hắn, quả thật khó hiểu. Tiêu Thanh Tuyền hít sâu một hơi, rốt cuộc lấy hết can đảm trong lòng hỏi ngược lại hắn ngươi làm sao sở hữu cùng lúc hai loại dị hỏa hơn nữa còn là bắt hoanh hoành thiên viêm xếp hạng thứ sáu trên dị hỏa bảng lạc nam bất đắc dĩ lắc đầu xem ra việc hắn dùng đến dị hỏa thứ hai thật sự hù dọa nữ nhân này thành thật giải thích nói công pháp ta tu luyện có chút đặc biệt giúp ta có thể sở hữu nhiều dị hỏa hơn người bình thường trong lòng không thể cảm thán một tiếng đúng là người trong nghề đoạn đường này liên tục bị người của lạc gia và huyết linh tông dò xét bất quá hắn chỉ dùng thoáng một chút màu xanh của dị hỏa không ai biết chính xác dị hỏa hắn dùng là gì dù sao thì trong mười sáu loại dị hỏa có màu xanh không phải chỉ riêng hoành thiện viêm đấy tiêu thanh tuyền ánh mắt lóe lên cũng không nhiều chuyện hỏi nhiều nhưng âm thầm trao đổi với sư phụ trong cơ thể mình có thể cùng lúc sở hữu nhiều loại dị hỏa tại đại lục này vi sư chỉ biết hai loại công pháp làm được điều đó âm thanh ngưng trọng của sư phụ tiêu thanh tuyền vang lên ồ công pháp gì vậy sư phụ đẳng cấp cao làm sao? Tiêu Thanh Tuyền tò mò hỏi. Tại Hoàng Sa Đại Lục, có một cựu cấp thế lực tên là Hỏa Minh Giáo, sở hữu Hỏa Minh Phần Quyết, đây là công pháp linh cấp thượng phẩm, cũng đồng thời là công pháp chấn giáo của Hỏa Minh Giáo, giúp người tu luyện có khả năng sở hữu cùng lúc hai loại dị hỏa, đương nhiên cũng là công pháp hỏa hệ cực mạnh sư phụ trong trẻo cảm khái nói. Ồ, vậy còn công pháp còn lại? Tiêu Thanh Tuyền không nhịn được hỏi luôn. Sư phụ nàng trầm mặc thoáng chốc, thở dài một hơi công pháp còn lại thuộc về một gia tộc hết sức bí ẩn rất ít khi lộ diện trên đại lục có thể cùng lúc sở hữu ba loại dị hỏa bất quá cả tộc không ai làm được điều khủng bố này tiêu thanh tuyền thấy sư phụ không muốn nhiều lời cũng biết điều dằn xuống tò mò trong lòng hiếu kỳ liếc sang lạc nam thầm nghĩ chẳng lẽ hắn là người của hỏa minh giáo hay gia tộc bí ẩn kia sao lạc nam đương nhiên không biết suy nghĩ của nàng nếu biết cũng chỉ lắc đầu cười nhạt bất hủ diễn sinh kinh của hắn có thể nuốt gọn tất cả dị hỏa trong thiên địa đừng nói chỉ có vài ba loại sau một canh giờ phi hành rốt cuộc điểm đến đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt hai người nhìn từ xa đây là một thành trì không quá lớn nhưng lại xa hoa đến cực điểm lấp lánh dưới ánh mặt trời phi thường kích thích thị giác bạch ngọc thành tên như ý nghĩa cả toàn thành được đúc từ bạch ngọc quý giá loại khoáng sản bạch ngọc này có thể điều hòa nhiệt độ hết sức thần kỳ giá thành rất cao một khối bạch ngọc tương đương một viên thượng phẩm linh thạch lạc nam thầm ước tính nếu dùng toàn bộ linh thạch trên người hắn có hiện tại mang ra xây bạch ngọc thành có thể không đủ. Phải biết hắn vơ vét ngân khố của Thành Vân Tông, lại cộng thêm của cải trọng vô danh để lại, số lượng hết sức kinh người. Nhưng vẫn không đủ xây nên một thành trì bạch ngọc quý giá như vậy. Bất quá cũng không thiếu bao nhiêu đâu. Bạch ngọc thành là một trong những thành trì giàu có nhất tinh cầu, nghe nói bên trong thành tụ tập rất nhiều thương hội, là thị trường giao dịch lý tưởng của tu sĩ trên đại lục. Phồn Hoa vô cùng tiêu thành tuyển nhẹ giọng nói. Lạc Nam gật đầu, mặc dù đa bảo các là thương hội có quy mô lớn nhất, tuy nhiên cũng không phải một nhà độc đại. Việt Long Tinh Cầu vẫn còn vô số thương hội lớn nhỏ khác nhau, mà Bạch Ngọc Thành này là nơi tập trung của không ít thương hội đó. Phồn hoa như thế là điều dễ hiểu. Hai người lạc nam hạ mình rơi xuống trước cửa thành, lập tức phải vào xếp hàng ngay ngắn, bởi trước mặt bọn họ còn không ít người đang tiến vào. Muốn vào thành phải giao nộp lộ phí. Có câu nói nhập ra tùy tụ. Đừng tưởng có chút tu vi là có thể dương ai tại Bạch Ngọc Thành, bên trong đều là kẻ có tiền, tài nguyên tu luyện chưa bao giờ là thiếu, đầy dày ngọa hổ tàng long. Thậm chí theo Lạc Nam tìm hiểu trước đó, phụ thành chủ của Bạch Ngọc Thành có thể sánh ngang với một bát cấp tu chân thế lực. Vì thế hầu hết tu sĩ đến nơi này đều khá tuân thủ quy củ, không dám hống hách chút nào. Nhân lúc xếp hàng chờ đợi, hắn mở ra hệ thống, xem lại nhiệm vụ cấp huyền thoại gần đây nhất. Đối với phần thưởng phong phú của nhiệm vụ này, Lạc Nam rất quan tâm đấy. Nhiệm vụ chú thích. Ngũ hành tiểu thế giới, tái tạo linh giới châu thành một thế giới hoàn chỉnh có đầy đủ kim thủy một hỏa thổ, đồng nghĩa ký chủ trở thành người sáng lập thế giới. Lạc Nam xem xong, chân mày cau lại, vội vàng hướng trong lòng hỏi thăm. Kim Nhi, giải thích rõ hơn về cái gọi là ngũ hành tiểu thế giới xem nào. Kim Nhi xuất hiện trên bả vai hắn, hai chân đong đưa, nghiêm túc mở miệng. Linh giới châu của công tử hiện tại chỉ có thể xem là một kiện không gian pháp bảo mà thôi, còn tiểu thế giới chính là một tổng thể hoàn chỉnh, giống với trái đất kiếp trước của người, cũng giống như Việt Long Tinh cầu này vậy. Phải làm sao để có thể đem linh giới châu thành tiểu thế giới, nghe qua rất khủng bố lạc nam đau đầu, nói đùa sao? Muốn hắn sáng tạo ra một thế giới như trái đất, một Việt Long Tinh. Hắn cũng không phải là thần. Bởi thế nên hệ thống mới không đặt ra thời hạn cho công tử, loại nhiệm vụ khủng bố này không cần làm cũng được, dù là đại năng tại tiên giới cũng không dám vô ngực nói thành lập thế giới đâu. Kim Nhi bĩu môi, hiển nhiên cũng không tin Lạc Nam có thể làm được. Bất quá càng là như thế, càng kích thích sự hiếu thắng của lạc nam hắn nghiêm túc hỏi thành lập một tiểu thế giới cần tụ tập đủ ngũ hành kim thủy một hòa thổ cung đình thụ có thể xem như một cực lạc suối có thể xem như thủy không thì hì kim nhi nhuẩn miệng cười nàng lắc đầu nói công tử suy nghĩ quá ngây thơ rồi bất kể là cực lạc suối hay cung đình thụ cũng chỉ là một dạng kiến trúc pháp bảo thôi làm sao có thể đại diện cho thuộc tính ngũ hành để thành lập nên thế giới vậy rốt cuộc ta phải cần thứ gì lạc nam sắc mặt không dễ nhìn cần chính là hỗn độn khí công tử cần thu thập năm loại lần lượt là hỗn độn thủy khí hỗn độn hỏa khí hỗn độn kim khí hỗn độn mộc khí hỗn độn thổ khí dùng năm loại khí này hòa vào linh giới châu chúng nó sẽ tự động hòa hợp và phát triển từ đó sản sinh ra các khí khác như phòng ám giúp linh giới châu trở thành một thế giới hoàn chỉnh kim nhi từ tốn giải thích hỗn độn khí rốt cuộc là thứ quái quỷ gì từ đâu đạt được hỗn độn khí lạc nam một mặt một bức hỗn độn khí tại tiên giới cũng là dạng trí bảo Vạn năm chưa chắc xuất hiện một lần bất quá nếu công tử thật tâm muốn thành lập thế giới cứ cố gắng nâng cấp hệ thống đi hiện tại mơ ước này còn quá xa vời kim nhi động viên nói tiếp việc thành lập thế giới mặc dù khó khăn nghìn trùng nhưng nếu có thể thành công người sáng lập sẽ nhận được lực lượng của thế giới chúc phúc chỗ tốt kinh khủng vô cùng dù là tiên giới đại năng cũng phải tranh đoạt đến sức đầu mẹ chán lạc nam hít sâu một hơi không hổ là huyền thoại cấp nhiệm vụ hắn bây giờ ngay cả cọng lông của nhiệm vụ này cũng không sờ tới được xem ra lời hứa với tần mộng ảnh còn gánh nặng đường xa a không tiếp tục suy nghĩ nữa bởi đã đến lượt hắn và tiêu thành tuyền vào thành phí vào thành của mỗi vị là năm viên cực phẩm linh thạch hộ vệ gác trước cửa thành từ tốn nói lạc nam gật đầu lấy ra mười viên cực phẩm linh thạch đang muốn thanh toán cho cả hai người cốc 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 cút ra một bên cho bổn công tử tất cả cút qua bổn công tử muốn vào thành từ phía xa một con yêu thú toàn thân phủ đầy giáp sát cái sừng nhọn trên đầu uy vũ vô cùng độc giác thú tứ giai hậu kỳ cưới trên lưng độc giác thú là một thanh niên toàn thân áo bào cao quý gương mặt quần ngạo không xem ai ra gì đang thúc mạnh độc giác thú muốn vào thành mặc kệ đám đông đang đứng xếp hàng tên này rõ ràng muốn tông toàn bộ trước sự hung hăng của hắn đám người nhao nhao né tránh trong lúc nhất thời khung cảnh hỗn loạn đến cực điểm không phải bạch ngọc thành nghiêm minh lắm sao lạc nam cao mày nhìn tên hộ vệ gác cổng mở miệng hỏi thanh niên kia là đệ đệ của ngũ phu nhân chính là một trong những thê thiếp được sủng ái nhất của thành chủ Bạch Ngọc Thành, ngang ngược thành tính, công tử tốt nhất nên tránh đường cho hắn vào hộ vệ bất đắc dĩ giải thích. Lạc Nam và Tiêu Thanh Tuyền nghe vậy trầm mặt, bất kể ở nơi nào cũng có đám nhị thế tổ, chuyện này tập mãi cũng thành quen. Bất quá mặc dù người vào thành phải xếp hàng nộp lộ phí, nhưng cửa thành rộng lớn vô cùng. Dù Lạc Nam và Tiêu Thanh Tuyền không tránh ra, vẫn còn một khoảng trống rất lớn thừa sức cho độc giác thú tiến vào. Thế nhưng đó là suy nghĩ của bọn hắn, Thanh niên trên lưng độc giác thú thấy có người vậy mà dám không nhường đường cho mình cười lạnh một tiếng, vỗ lưng độc giác thú quát lớn. Tông chết bọn hắn. "Giống." Độc giác thú nhận được lệnh của chủ nhân, càng thêm hung hăng càng quái, tứ chi lực lượng chạy với tốc độ cao nhất. Cái sừng nhọn trên đầu nhắm thẳng vào hai người là nam. Hiển nhiên muốn thật sự tông chết bọn họ. Không kiếp. Tiêu Thanh Tuyền thấy kẻ này hung hăng không biết lý lẽ như vậy, với bản tính của nàng cũng không nhịn được buộc miệng chửi mắng mà lạc nam đang trong bộ dạng của văn lang thì không thèm chửi áo choàng tung bay trong gió trọng kiếm nặng ngàn cân trên lưng xuất hiện trong tay cắm thẳng xuống mặt đất che chắn trước người độc giác thú đang hung hăng lao đến không kịp giảm tốc tông mạnh vào trọng kiếm giang giác âm thanh đứt gậy vang lên độc giác thú như gặp phản chấn cực mạnh thân thể to sắc văng mạnh ngược về sau cái sừng trên đầu nát bấy ngay cả thanh niên trên lưng nó cũng bị hất tung lên trời chật vật vô cùng ừ không xong rồi hai tên hộ vệ trước cửa thành thấy cảnh này nuốt nước miếng cái ực bọn hắn biết sắp tỏ chuyện quả nhiên chỉ thấy thanh niên hống hách chật vật ngồi dậy đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận hoán độc nhìn lạc nam như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngươi vừa làm gì có biết bổn công tử là ai không ngươi sẽ chết rất thảm rất khó coi ai cũng không thể cứu được ngươi thanh niên chỉ thẳng mặt người đối diện hét tầm lên muốn giết người phải có giác nộ bị giết lạc nam nhàn nhạt nói một câu như vậy theo sau đó thân thể hắn cùng lúc biến mất trọng kiếm nặng nề quét một đường dài trên mặt đất hung hăng nện xuống đầu thanh niên giống độc giác thú thấy chủ nhân bị công kích nó đẻ nén đau đớn do thương thế trên người lao mạnh đến lạc nam đánh chó phải nhìn mặt chủ nhưng chủ của ngươi cũng là chó nên ta đánh cả hai lạc nam sát khí lan tỏa mà ra một tay cầm chặt trôi kiếm nâng lên cao trọng hỏa ngự kiếm quyết chân sơn âm thanh thu cùng từ miệng lạc nam vừa ra hỏa diễm màu thiên thanh lập tức bao phủ toàn thân trọng kiếm nhiệt độ cấp tốc nóng lên, mang theo tứ thế thái sơn áp đỉnh, chấn áp mà xuống. Trước một kích này, độc giác thú một lần nữa bị đập mạnh, chỉ là lần này nó không vang ra ngoài, trái lại toàn bộ thân thể nặng nề hoàn toàn lún sâu xuống mặt đất. Dị hỏa màu thiên thanh hừng hực bốc cháy, trong thoáng chốc đã thiêu đốt nó thành một đám cho tàn. Hình tượng hết sức tàn nhẫn. Không. Thanh niên hống hách sắc mặt tái nhợt nhìn tình cảnh này, hoảng sợ hét to, vai cả ra quẩn. Hắn chỉ là một tên phá gia chi tử, thực lực ngay cả nguyên anh cũng chưa đạt tới ỉ vào gia cảnh có chút quyền thế nên không xem ai ra gì ngay cả độc giác thú cũng là người nhà cho hắn trước khí thế khủng bố của lạc nam sao có thể chịu nổi mắt thấy trọng kiếm sắp đập lên đầu hắn một âm thanh từ tốn vang lên vị bằng hưu này kiếm hạ lưu nhân chứa cho nhau một con đường theo sau đó một thân ảnh già nua đột ngột xuất hiện bàn tay hình thành trường kình hướng trọng kiếm trên tay lạc nam đẩy mạnh ẩm lạc nam chỉ cảm thấy bàn tay hơi tê tê Vượt phải lùi về sau ba bước, cẩn trọng nhìn lao giả áo đen vừa xuất hiện. Mà lao giả áo đen trong lòng càng thêm kinh hãi tột độ, bản thân hắn là một hóa thần hậu kỳ, vậy mà ăn một kiếm của nam tử này, cánh tay đầm địa máu tươi, một tia dị hỏa vẫn không ngừng đốt cháy ra thịt hắn. Dị hỏa sao? Sắc mặt lao giả ngưng trọng, điều động thổ linh lực toàn thân, rốt cuộc thành công dập tắt tia dị hỏa màu xanh kia. Vị tiểu huynh đệ này, người đã giết độc rất thú, nên tha mạng cho hắn, đối với chúng ta đều có lợi lão giả từ tốn nhìn văn lang nói người là ai lạc nam nhớn mày nhìn lão giả người này là hóa thần hậu kỳ mặc dù hắn không sợ nhưng cũng không thể xem thường đúng lúc này thanh niên hóng hách từ dưới đất ngồi bật dậy ôm bắp chân lão giả nhìn lạc nam hét lớn tam gia mau giết hắn hắn muốn giết ta lão giả gọi tam gia lắc đầu một trưởng vỗ lên gãy thanh niên đem hắn đánh hắn ngất xỉu nhìn lạc nam giải thích hắn từ nhỏ mồ côi cha mẹ vì thế rất được ngũ phu nhân cương chiều dẫn đến tính cách có phần cực đoan, mong tiểu huynh đệ nể mặt thành chủ bỏ qua một lần. Mồ côi cha mẹ sao? Lạc Nam lẩm bẩm một tiếng nhớ lại hai kiếp làm người của mình, thở dài một tiếng nặng nề chứa đầy tâm sự, đem trọng kiếm mang lên vai. Lao giả, giáo dục cho tốt hắn, bằng không hôm nay ta tha cho hắn, có ngày hắn cũng chết trên tay người khác Lạc Nam xoay người, bỏ lại một câu như vậy.